Lục Lâm Thiên nhảy xuống, nhìn chăm chú vào hạp cốc trước mặt, hạp cốc này cũng không rộng. Trên mặt đất có không ít xương cốt yêu thú và linh thú. Cỗ khí tức ba động này có lẽ chính là cấm chế. Từ không gian này có thể tới được thành ma vân vậy thì nhất định cũng phải có cửa ra. Xem ra đây chính là cửa ra. Rốt cuộc ta cũng tìm được. Lục Lâm Thiên nhìn hạp cốc trước mặt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Xem ra hắn suy đoán không sai, nơi này đích thực có lối ra. Mà đã có kinh nghiệm từ trước, nếu muốn tìm thứ gì đó ở một nơi thì nhờ yêu thú bản địa tìm là tốt nhất. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ kia có thể rời đi. Lúc này thân thể hắn mới chợt lóe, lập tức tiến vào hạp cốc. Đây có phải là lối ra hay không, Lục Lâm Thiên cũng không dám chắc 10 phần. Chỉ là suy nghĩ một lát, hai đầu đều có hang động, phải có lối ra mới đúng. Lục Lâm Thiên cẩn thận đi tới, một đường cẩn thận đề phòng, mà ngay khi hắn vừa mới đi vào trong hạp cốc tức thì có một cỗ năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Cỗ năng lượng mạnh mẽ này giống như một cơn lũ bạo phát, trong nháy mắt đánh vỡ gợn sóng trong không gian chút xuống. Siêu! Quang mang trên người Lục Lâm Thiên chợt lóe hóa thành một vòng quang cháo, đem cỗ năng lượng này ngăn cản ở bên ngoài. Tiến vào không gian này hắn đã đi qua hai đạo cấm chế. Đón năng lượng trùng kính, Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía trước. Nửa khắc sau, Lục Lâm Thiên mới gian nan đi ra khỏi cấm chế. Bước đầu tiên khi đi ra khỏi cấm chế, Lục Lâm Thiên lập tức bị một dòng nước bao phủ. Bên ngoài cấm chế này chính là một thủy vực sâu không biết tên. Siêu! Hải vực này vô cùng sâu, có quang cháo bao phủ thế nhưng một lát sau Lục Lâm Thiên mới nhảy lên khỏi mặt nước. Sợ rằng độ sâu của nó phải tới 1 vạn thước. Nhảy ra mặt nước, Lục Lâm Thiên thu quang cháo lại ánh mắt nhìn chung quanh. Đây là một hải vực vô biên vô hạn, một màu xanh ngắt. Phía xa xa xuất hiện một đám kiến trúc bị mây mù bao phủ, như ẩn như hiện. Đây là một đám kiến trúc rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, sừng sững đứng trong hải vực, khổng lồ không gì sánh được. Từ xa nhìn lại, thành tường bên ngoài ước chừng cao trăm thước. Giống như đột ngột từ dưới đáy biển mọc lên. Đây chính là thành ma vân, hóa ra cấm chế này đích thực có lối ra. Ngay bên dưới hải vực vạn thước dưới thành ma vân. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên có chút vui vẻ, rốt cuộc hắn đã đi ra được. Đi nhật sát các một phen. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, sau khi suy nghĩ một phen, thân ảnh chợt lóe, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, không gian khẽ rung động. Một khi đã tới Đông Hải thì tiện lợi hơn không ít. Chấm. Lúc này đã là cuối mùa thu, núi non xanh tươi đã chuyển thành màu vàng. Gió thu đảo qua cuốn theo lá rụng. Tại một đám kiến trúc liên miên, thoạt nhìn đồ sộ. Lúc này trong đại điện có hơn chục thân ảnh đang ngồi, khí tức trên người tràn ra dường như có vẻ khó chịu. Không khó có thể nhận ra, đám người trong đại điện lúc này vô cùng giận dữ. Trên chủ vị trong đại điện có một đại hán trung niên chưa tới 50 tuổi đang ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt cương nghị. Góc cạnh phân minh, đôi mắt thâm thúy, lông mày rậm, nhìn qua có vẻ nho nhã. Thế nhưng lúc này trong mắt người ngày tràn ngập hàn ý, khí tức quanh người vô hình có chút ba động. Khí tức này khiến cho mọi người vô hình chung bị áp chế. Mà đây chính là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang Gia Cát Tây Phong. Một nhân vật phong vân tuyệt đối trong cổ vực, thế nhưng sắc mặt nhân vật phong vân trong cổ vực lúc này lại vô cùng khó coi. Trang chủ, không tốt rồi. Ngoài đại điện. Một người có tu vi vũ tướng chạy vào trong đại điện. Lại có chuyện gì nữa? Nói mau. Bên người Gia Cát Tây Phong, một trưởng lão vũ vương chừng mắt nhìn người có tu vi vũ tướng kia không nhịn được giận dữ hỏi. Trang chủ, chư vị trưởng lão, vừa rồi mới nhận được tin tức, 4 ngày trước phân đà ở Tình Linh Thành cũng bị người phi linh môn san thành bình địa. 900 đệ tử bị đánh chết. Đáng hận, đã là phân đà thứ 8 rồi. Một trưởng lão lớn tiếng mắng. Nổi giận từ trên ghế đứng lên nói. Ta muốn tiêu diệt phi linh môn này chán sống rồi sao? Sắc mặt Gia Cát Tây Phong lúc này vô cùng âm hàn, từ ngày hôm qua cho tới hiện tại, chỉ trong một đêm liên tiếp truyền đến tin tức phân đà Lan Lăng Sơn Trang bị phi linh môn tiêu diệt. Hầu như cách mỗi 2-3 canh giờ sẽ có tin tức truyền đến. Hiện tại đã là tin tức 8, mà lúc này khi Lan Lăng Sơn Trang thu được tin tức đã là mấy ngày trôi qua. Sợ rằng người động thủ hiện tại cũng đã sớm rút lui rồi. Cha, phi linh môn này quá cản rỡ, trực tiếp tiêu diệt phi linh môn đi. Trong đại điện lúc này có một thanh âm vang lên, một thanh niên đứng lên,
người mặc cẩm bào, tuổi chừng 23-24. Dáng người gầy gò, khuôn mặt góc cạnh, chính là Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tử Vân này đối với Phi Linh Môn luôn luôn oán hận, có thể nói là hận ý ngập trời. Chỉ là nói hận Phi Linh Môn không bằng đổi lại là hận ý đối với Lục Lâm Thiên. Mắt thấy Lục Lâm Thiên mà hắn không đặt vào trong mắt lại dương danh như vậy, Gia Cát Tử Vân làm sao có thể không hận. Lục Lâm Thiên này đoạt đi nữ nhân vốn sắp thuộc về hắn, còn mấy lần lăng nhục hắn, loại hận ý này khiến cho hắn chưa từng quên. Trang chủ, lần này không diệt Phi Linh Môn, chúng ta không còn mặt mũi nào mà đặt chân trên cổ vực được nữa. Không diệt Phi Linh Môn, Lan Lăng Sơn Trang ta sau này làm sao có thể đặt chân trên cổ vực. Phi Linh Môn này không biết trời cao đất rộng, lần này nhất định phải cho bọn chúng trả giá đắt. Phi Linh Môn. Gia Cát Tây Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hai tay nắm chặt vào thành ghế vô thanh vô tức bị bóp thành mảnh nhỏ. Chỉ là tuy rằng nổi giận hắn cũng không mất đi lý trí, Phi Linh Môn dám làm như vậy với Lan Lăng Sơn Trang, phía sau không biết có chuẩn bị gì hay không. Gia Cát Tây Phong hiện tại phải suy nghĩ, từ trong tin tức hắn nhận được, người xuất thủ với Lan Lăng Sơn Trang đều là đám người lạ mặt, có người nói còn là yêu thú bát giai. Triệu trưởng lão, Hoàng trưởng lão, các ngươi nhanh chóng liên hệ với Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông, nói chúng ta định hành động. Nhìn xem ý tứ của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo ra sao. Gia Cát Tây Phong nói xong, lại nói tiếp. Truyền lệnh xuống dưới, giám thị Linh Thiên Môn chặt chẽ. Một khi có tin tức lập tức báo lại, mặt khác điều tra tin tức về Phi Linh Môn. Vâng, mọi người đáp, tuy rằng nổi giận thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Phân đà đã bị diệt từ vài ngày trước, hiện tại cho dù tới cũng đã không kịp. Cổ vực, trên một ngọn núi sừng sững trên mây có một cung điện khổng lồ sừng sừng đứng đó. Lúc này trong đại điện có hơn chục đạo thân ảnh đang ngồi, ai cũng giận dữ. Trong đại điện có một người ngồi trên chủ vị, người này mặc một bộ áo bào trắng, vóc người cao to. Mày kiếm mắt sáng vô cùng hợp với khuôn mặt vô hình chung khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo. Đây chính là tông chủ Hóa Vũ Tông Công Tôn Hóa Nhai. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức, phân đà thứ 10 của chúng ta đã bị phá hủy, người xuất thủ chính là Thiên Thủ Quỷ Vương và Long Linh. Một lão giả đi tới bên người đại hán mặc y phục màu trắng này rồi nói. Hỗn đản, Thiên Thủ Quỷ Vương này 10 năm trước ta còn từng gặp mặt. Cũng chỉ là Vũ Vương cửu trọng mà thôi, không ngờ hiện tại đã là tôn cấp. Còn tự xưng là tôn sứ hộ môn, Phi Linh Môn này không diệt, Hóa Vũ Tông chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân nữa. Trong đại điện, một Linh Vương cửu trọng nói. 10 phân đà của Hóa Vũ Tông chúng ta bị san bằng, 8.000 đệ tử bị đánh chết. Tổn thất thảm trọng như vậy nhất định phải diệt Phi Linh Môn, chó gà không tha. Phi Linh Môn Upsilon chúng ta nhất định phải trả một cái giá lớn. Công Tôn Hóa Nhai nhìn mọi người đang kích động, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo nói. Hà trưởng lão, thu thập tất cả tin tức về Phi Linh Môn, nhìn xem gần đây Phi Linh Môn có phải xuất hiện thêm cường giả gì không. Cũng chú ý nhất cử nhất động của Linh Thiên Môn, nhìn xem bên trong có cánh tay của Linh Thiên Môn hay không. Còn nữa, liên hệ Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Nói Hóa Vũ Tông ta muốn san bằng Phi Linh Môn. Vâng. Hà Dược Đông đáp rồi lập tức rời khỏi đại điện. Cổ vực, sắc trời vào đêm. Gió nhẹ nhẹ thôi, một vầng trăng sáng nhô lên cao, trên trời cao tràn ngập ánh sao, trong bầu trời đêm u ám, ánh trăng bao phủ lên kiến trúc liên miên, soi dọi từng thân ảnh phía dưới. Trăng sáng đi qua đám mây, để lại một cái bóng dưới mặt đất. Phi Linh Môn, không tiêu diệt các ngươi ta sẽ không còn gọi là đồng quy tinh nữa. Trong đại điện truyền ra tiếng rít gào giận dữ, thanh âm quanh quẩn trong tầng trời thấp, không ít đệ tử đều có thể nghe được. Trong đại điện lúc này có một người mặc bộ y phục màu đen, tuổi chừng 40, vẻ mặt sát khí đằng đằng, vóc người gầy, cao, hai mắt như chim ưng mang theo một cỗ khí thế khiến cho người khác khiếp sợ. Sát khí quanh quẩn khiến cho tim đập nhanh hơn vài phần. Phi Linh Môn đáng chết, mấy nghìn đệ tử a, toàn bộ bị đánh chết. Thù này phải báo, nhất định phải diệt Phi Linh Môn. Phi Linh Môn không ngờ lại dám đụng vào Hắc Sát Giáo chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha cho chúng. Giáo chủ Phi Linh Môn hủy phân đà chúng ta, bút sổ sách này không thể không tính. Nếu không Hắc Sát Giáo chúng ta không thể nào đặt chân trên cổ vực được nữa. Thông chi cho Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ta sẽ sang bằng Phi Linh Môn. Nếu như bọn họ không tham gia,
Hắc sát giáo chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Môn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này nếu như có tin tức nào về Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn thì báo ngay cho ta ngay. Đồng Quy Tinh nói xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phi Linh Môn ho nhỏ không ngờ lại thực sự dám động vào Hắc sát giáo. Còn trực tiếp san bằng phân đà của Hắc sát giáo. Thù này không báo Hắc sát giáo hắn thực sự không thể đặt chân ở cổ vực được nữa. Thời gian gần đây, toàn bộ Phi Linh Môn lâm vào yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh tới thần kỳ. Mà trong bầu không khí yên tĩnh này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn dường như có cảm giác đây giống như là khúc nhạc dạo trước bão tố vậy. Trong Phi Linh Môn, tất cả trưởng lão, cung phụng, đường chủ trong khoảng thời gian này đều biến mất không thấy làm cho mọi người nghĩ luận. Lẽ nào cường giả trong Phi Linh Môn đã âm thầm đi đối phó với Lan Lăng Sơn Trang và hai sơn môn kia? Bằng không vì sao đã 20 ngày rồi không thấy thân ảnh của bọn họ. Hơn 20 ngày, trong thiên trụ giới, đông đảo trưởng lão, đường chủ sau khi ăn vào diễn linh thánh quả dù ít hoặc nhiều đều có tiến bộ. Người đột phá cũng có khá nhiều, thỉnh thoảng sẽ có ba động xuất hiện. Đó là do có người đang đột phá. Không biết từ khi nào, một cỗ năng lượng ba động kinh khủng xuất hiện, gợn sóng trong không gian lắc lư. Phù! Ngay lúc đó hắc mang quanh thân thiên độc yêu long chợt lóe lên, lập tức hóa thành bản thể khổng, to lớn giống như một ngọn núi, khí tức hùng hậu từ trên bản thể hắn tràn ra. Thân thể khổng lồ này khiến cho tất cả mọi người có cảm giác nhỏ bé. Ngao! Đột nhiên một tiếng rít gào vang vọng trong thiên địa, năng lượng hội tụ, một đạo quang trụ màu đen phóng lên cao, thiên độc yêu long bắt đầu đột phá. Cả bản thể khổng lồ đen kịt, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm. Ngay cả gợn sóng trong không gian chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đen, khí tức mạnh mẽ tăng lên, thế như trẻ che xuyên qua tấm màn chắn đột phá tới thất giai hậu kỳ. Sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, lại có chân linh thánh quả, thiên độc yêu long đột phá cũng không có gì là kỳ quái, so với thị huyết linh phong thiên độc yêu long còn đột phá chậm hơn một chút. Thực lực của thị huyết linh phong trước đây không kém thiên độc yêu long là bao. Thế nhưng trong khoảng thời gian này thì huyết linh phong đã đột phá nhanh hơn hắn một chút, đã sớm tới thất giai hậu kỳ. Trong nháy mắt đột phá, hắc mang tiêu tán đi một chút, bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long hiển hiện rõ ràng, dáng dấp dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có một cái sừng tráng kiện, râu dài rũ xuống, cả người được lân phiến màu đen bao trùm, lưu quang màu đen không ngừng lóe lên từ trên lân phiến. Siêu! Sau khi một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu, lưu quang trên người thiên độc yêu long thu liếm, thân thể to lớn hóa thành một đạo thân ảnh cao ngất, toàn thân tỏa ra một cỗ khí phách mạnh mẽ. Xa xa, Như Hoa mở mắt nhìn thiên độc yêu long khiến cho thiên độc yêu long lập tức nhắm mắt tu luyện. Như Hoa tức giận quệt miệng một cái, vẻ mặt vô cùng mất hứng. Trong một sơn mạch nguy nga, lúc này đã tới đầu đông, trong sơn mạch như được phủ một màu vàng, che đậy kiến trúc chẳng chịt phía dưới. Người phương nào xông loạn vào nhật sát các ta? Một đạo thân ảnh vừa mới tới gần lập tức có mấy đầu yêu thú phi hành bay lên bầu trời mang theo không ít đệ tử nhật sát các chắn trước mặt người kia. Hóa ra là lục trưởng môn, chúng ta thất lễ rồi. Lục trưởng môn tha tội. Trên đầu yêu thú phi hành đầu tiên, một đệ tử nhật sát các có tu vi vũ tướng nhìn thấy thân ảnh phía trước lập tức hành lễ. Trưởng môn Phi Linh Môn, khi trước ở trên nhật sát các hắn đã gặp mấy lần. Đoạn mạch tuyệt thể của tiểu thư cũng là do lục trưởng môn này chữa trị. Lục trưởng môn này lại xưng huynh gọi đệ với các chủ, bọn họ đương nhiên không dám thất lễ. Lạc lão ca có nhà không? Lục Lâm Thiên hỏi. Bẩm lục trưởng môn, các chủ đang ở trong các. Đệ tử này trả lời. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của đệ tử vũ tướng này, Lục Lâm Thiên bước vào nhật sát các. Ngay khi bước vào nhật sát các, mấy đạo khí thức mịt mờ từ trên không lập tức đảo qua. Chư vị trưởng lão, tiểu tử có lễ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đại hồn anh vốn có linh lực khổng lồ, những khí tức mịt mờ này hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra. Bên trong giường như có vạn linh tôn giả và thiên kiếm tôn giả cho nên lập tức ôm quyền hành lễ. Hóa ra là lục trưởng môn, chúng ta có lễ. Trong bầu trời vang lên thanh âm của vạn linh tôn giả. Nửa canh giờ sau, trong một đình viện tinh xảo của Nhật Sát Các, bên ngoài đình viện chính là một vườn hoa. Lúc này tuy rằng đã là đầu đông thế nhưng trong vườn hoa vẫn có đủ loại hoa mỹ lệ đầy màu sắc. Cả toàn đình viện tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt khiến cho tâm tình người ta khi ở đây có chút tĩnh lặng. Lục lão đệ, không phải đệ trở về cổ vực rồi sao? Sao lại trở lại chỗ lão ca ta vậy?
Trong đình viện, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lúc này trong đình viện tổng cộng có 6 người đang ngồi. Ngoại trừ Lục Lâm Thiên ra còn có Lạc Kiến Hồng, Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiến Tôn Giả, mặt khác còn có đại trưởng lão của Nhật Sát Các, cuối cùng chính là Lạc Dĩnh. Lạc lão ca, chuyện này nói đến hơi dài, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng khó nói rõ hết được. Lục Lâm Thiên nói, Lục trưởng môn đến đây có lẽ là có việc quan trọng đúng không? Lạc Dĩnh nói, thân thể cao gầy được bộ y phục màu xanh bao phủ, có vẻ duyên dáng yêu kiều. Bước chân nhẹ nhàng, tự mình rót trà cho mọi người có mặt. Chuyện như thế này vốn phải do nha hoàn làm, thế nhưng lúc này không ngờ nàng lại tự mình động tay động chân. Cũng không biết là vì nguyên do gì. Lạc cô nương huệ chất lan tâm, quả thực đã nhìn ra lý do ta tới đây. Lục Lâm Thiên mỉm cười, khí sắc của Lạc Dĩnh lúc này so với trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trong suốt, giống như một giọt nước. Khí tức tức trên người nàng hiện tại khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Khi trước hắn vừa trị khỏi đoạn mạch tuyệt thể tiên thiên của nàng thì nàng mới chỉ đột phá vũ phách mà thôi. Thế nhưng lúc này thời gian còn chưa bao lâu mà đã đột phá tới vũ phách lục trọng, quả thực vô cùng nhanh chóng. Dĩnh Nhi phải đa tạ công ơn của Lục trưởng môn lần trước, Dĩnh Nhi đa tạ Lục trưởng môn. Nghe vậy Lạc Dĩnh hạ thấp người hành lễ. Lạc cô nương khách khí rồi. Lục Lâm Thiên nắm tay Lạc Dĩnh nâng lên. Cánh tay bị nắm, trong lòng Lạc Dĩnh khẽ run lên, tuy rằng mỗi một tấc da thịt nào trên người nàng đều bị Lục Lâm Thiên này xoa qua, thế nhưng cảm giác lúc này lại không giống như khi trước. Lục trưởng môn, ngươi. Lúc này Vạn Linh Tôn giả dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, mặc dù thân thể đại hồn anh cực kỳ ngưng thực, thế nhưng vẫn bị Vạn Linh Tôn giả nhìn ra chút không giống. Khí tức vô hình còn có sát khí nhàn nhạt hoàn toàn không thể che giấu kia đều bị Vạn Linh Tôn giả thấy. Lục Lâm Thiên biết, không nghĩ tới Vạn Linh Tôn giả này lại nhìn ra được, hắn nói. Vạn Linh trưởng lão, ta hiện tại không phải là bản thể mà là một đạo linh hồn thể mà thôi. Linh hồn thể, linh hồn phân thân sao? Vạn Linh Tôn giả cùng mấy người có mặt kinh ngạc, linh hồn phân thân, đồn rằng chỉ có đế cấp mới có thể có. Lục Lâm Thiên rõ ràng còn chưa đạt tới cấp độ kinh khủng này. Lục trưởng môn, lẽ nào ngươi gặp phải biến cố gì sao? Vạn Linh Tôn giả ngưng trọng nói, linh hồn thể tồn tại, chẳng lẽ bản thể đã bị diệt sát? Không, chỉ là ta tu luyện một bí pháp có thể ngưng tụ ra linh hồn thể, nói trắng ra cũng không có gì huyền ảo. Lục Lâm Thiên nói, cũng chỉ có thể nói mơ hồ như vậy mà thôi, dù sao trên đời này có vô số bí pháp cho nên cũng không có ai hoài nghi. Thì ra là thế. Đám người Lạc Kiến Hồng thở dài một hơi. Lục lão đệ, vậy đệ tới lần này là... Sắc mặt Lạc Kiến Hồng ngưng trọng, linh hồn thể tới đây, sợ rằng không phải chuyện bình thường. Có việc quan trọng, lần này cực kỳ quan trọng, để phòng tai vách mạch rừng. Lục Lâm Thiên nói. Ồ, Lạc Kiến Hồng hiểu ý, tuy rằng đây là địa bàn của Nhật Sát Các, thế nhưng ai cũng không thể khẳng định được không có thám tử sơn môn khác cài vào. Muốn xếp thám tử vào Nhật Sát Các cũng phải chuyện dễ, thế nhưng cho dù khó khăn tới đâu không nhất định không có ai làm được. Siêu. Lạc Kiến Hồng nhanh chóng bố trí cấm chế trong đình viện, lúc này chỉ có 6 người bên trong. Lục lão đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Kiến Hồng nói thẳng tới chủ đề, linh hồn thể Lục Lâm Thiên tới đây, sợ rằng việc không nhỏ. Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn nói. Đầu tiên ta phải nói tới tình trạng cổ vực hiện tại, trong cổ vực. Lập tức Lục Lâm Thiên đem nguy cơ mà phi linh môn gặp trong cổ vực không chút giữ lại nào nói ra một lần. Chỉ là đường hầm không gian cùng với sự an bài của hắn Lục Lâm Thiên cũng không tiết lộ. Việc như đường hầm không gian, Lục Lâm Thiên cũng không định lộ ra, trừ phi Nhật Sát Các có thể. Lục lão đệ, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông vây công, phi linh môn lần này không ổn rồi. Lạc Kiến Hồng nhíu mày, lập tức nói. Ta đoán. Mục đích của ba sơn môn này chính là linh thiên môn. Mặc kệ mục đích của ba sơn môn này là gì, chọc vào phi linh môn của ta, ta nhất định không thể buông tha. Lạc lão ca, tiểu đệ nói thẳng, lần này tới đây là bởi vì muốn Nhật Sát Các tương trợ tiểu đệ một tay. Đương nhiên việc này liên quan rất lớn, Nhật Sát Các cũng có chỗ cố kỵ, tiểu đệ cũng hiểu được. Nếu như Nhật Sát Các có thể hỗ trợ tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đồng thời, nếu như đoạt được chỗ tốt, mọi người chia đều. Sắc mặt Lạc Kiến Hồng biến ảo, Vạn Linh Tôn giả và Thiên Kiếm Tôn giả cũng nhíu mày. Lục lão đệ,
kết quả lần này mà lão đệ muốn là gì? Một lát sau, Lạc Kiến Hồng nói với Lục Lâm Thiên. Muốn nhổ tận gốc Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo là chuyện không có khả năng, thế nhưng vẫn có thể làm được. Thực không dám giấu, bằng thực lực Phi Linh Môn hiện tại, đem ba sơn môn này đánh cho trọng thương cũng chỉ có 6 thành, nếu như lại có thêm Nhật Sát các tương trợ, nắm chắc cũng có 7 thành. Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên nói, đám người Lạc Kiến Hồng, Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả cũng không hoài nghi. Lục Lâm Thiên dám đánh chết đám người Dương Tề Thuyên, Bối Hải Linh đã đại biểu cho tất cả. Huống chi thế lực bên người Lục Lâm Thiên bọn họ đã từng thấy qua. Lục Lão Đệ, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn có tham dự hay không? Thực không dám giấu, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã sớm kết minh. Lục Lâm Thiên nói, muốn Nhật Sát Các xuất thủ tương trợ đương nhiên phải khiến cho Nhật Sát Các cảm thấy yên tâm mới được. Có Nhật Sát Các tương trợ, đối phó với mấy sơn môn Lan Lăng Sơn Trang cũng có thêm phần nắm chắc. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn. Lạc Kiến Hồng nhíu mày, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn tham dự, lại thêm Phi Linh Môn và thực lực của Thánh Linh Giáo, đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã không còn là vấn đề quá lớn. Lục Lão Đệ, việc này sợ rằng cho dù là tôn cấp của Nhật Sát Các chúng ta đi trước thì cũng phải mất một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ không kịp. Thiên Kiếm Tôn Giả do dự một chút, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Thiên Kiếm Tôn Giả không cần lo lắng, nếu như Nhật Sát Các xuất thủ tương trợ, ta đương nhiên sẽ có biện pháp mang mọi người đi tới cổ vực. Lục Lâm Thiên nói. Lục Lão Đệ, việc này không nhỏ, ta cần suy nghĩ một chút. Lúc này sắc trời đã tối. Sáng mai ta sẽ cho lão đệ đáp án. Đêm nay Lục Lão Đệ ở trong các nghỉ ngơi một đêm vậy. Lạc Kiến Hồng nói. Vậy thì làm phiền lão ca rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, việc này quả thực quan trọng. Một khi Nhật Sát Các quyết định xuất thủ tương trợ tương đương với việc tiến vào vòng xoáy giữa hắn và Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, đây không phải là những sơn môn bình thường dễ đối phó như vậy. Mà trong Đông Hải, hiện nay có chút hỗn loạn. Đám người nhị các nhị đảo Nguyệt Long Các bị thương nặng, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo, Tinh Mục Các sợ rằng đều nhân cơ hội chiếm chỗ tốt. Nếu như Nhật Sát Các ra tay tương trợ Phi Linh Môn đối phó Lan Lăng Sơn Trang với hai sơn môn còn lại, sợ rằng tổn thất sẽ không nhỏ. Đến lúc đó Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Mục Các sẽ thừa cơ chạy tới kiếm chỗ tốt, Nhật Sát Các khẽ gặp phiền phức. Vì vậy lúc này Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, chuyện liên quan tới nhiều thứ như vậy. Lạc Kiến Hồng thân là người đứng đầu Nhật Sát Các không thể quyết định một mình. Lạc Kiến Hồng giải cấm chế, lập tức cùng hai người Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả, sắp xếp cho Lục Lâm Thiên ở trong đình viện. Lục trưởng môn, người nghỉ sớm đi. Lạc Dĩnh dẫn Lục Lâm Thiên đi vào trong một gian phòng tinh xảo. Đa tạc Lạc cô nương. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ câu trả lời thuyết phục của Lạc Kiến Hồng vào ngày mai. Lục trưởng môn. Ta nghe nói Lục trưởng môn đã có mấy vị hôn thê, không biết có đúng không? Lạc Dĩnh nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên. Không sai, vì sao Lạc cô nương lại hỏi chuyện này? Lục Lâm Thiên nói. Không biết Lục trưởng môn thích nhất ai? Lạc Dĩnh khẽ hỏi. Chuyện này. Lục Lâm Thiên sờ mũi nói. Trong lòng ta các nàng đều trọng yếu như nhau. Thế nhưng chung quy vẫn có người thích hơn chứ? Lạc Dĩnh mở miệng cười. Lục Lâm Thiên lắc đầu, mỉm cười nói. Mỗi người đều có ưu điểm không giống nhau, nhưng trong lòng ta, vị trí của các nàng đều như nhau. Đều vô cùng quan trọng. Tổng lòng Lục Lâm Thiên lúc này hiện lên mấy thân ảnh xinh đẹp, tuyệt mỹ. Hắn thích sự cao quý, thanh nhã của vô song, hồng lăng thô bạo, cũng thích tiểu linh nóng bỏng và đơn thuần, đương nhiên cũng thích sự cơ trí và khí chất của cảnh văn, chúng nữ mỗi người mỗi vẻ. Mà trong lòng hắn, chúng nữ đều quan trọng như nhau. Giống như là tay trái và tay phải, không ai có thể nói tay nào quan trọng hơn. Còn có nàng, sao ta lại nhớ tới nàng? Trong lúc bất chi bất giác trong đầu Lục Lâm Thiên xuất hiện một thân ảnh quyến rũ mang theo vẻ lạnh lùng, uy nghiêm lại yêu mị. Không biết Lục trưởng môn còn thích cái gì trên người các nàng nữa? Lạc Dĩnh do dự một chút, nhìn nam tử trong phòng, khuôn mặt đỏ ửng, trong lòng như con nai chạy loạn nói. Chuyện này, Lục Lâm Thiên nhìn Lạc Dĩnh, thân thể linh lung, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực cao vê upsilon t, ngạo nghễ, đôi chân và mông tạo thành một đường cong tuyệt vời. Trong lòng hắn nghĩ,
nữ nhân này hôm nay có vấn đề, toàn hỏi những câu khiến cho hắn ngoài ý muốn. Do dự một chút, Lục Lâm Thiên nói. Loại chuyện như thế này rất khó nói, ta cũng không cách nào khẳng định được, thế nhưng ta nghĩ bên cạnh ta đã có mấy nữ tử như vậy quan tâm tới ta, cuộc đời này thế là đủ rồi. Ông trời đối đãi với ta cũng không tệ. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt Lạc Dĩnh khẽ đổi, cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Ta là một nữ tử thuần khiết, toàn thân bị Lục trưởng môn. Không biết Lục trưởng môn có từng nghĩ tới phụ trách với ta hay không? Nói xong Lạc Dĩnh dường như không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, y phục trên người không thể che đi được đường cong linh lung, bờ mông mê người. Mà lúc này Lục Lâm Thiên trợn mắt nhìn nữ tử trước mắt, sửng sốt, lập tức nói. Lạc cô nương, ngày ấy là vì chữa thương cho nên ta. Chuyện này, khúc khích, nhìn thấy Lục Lâm Thiên khẩn trương như vậy, Lạc Dĩnh tức thì cười nói. Không nghĩ tới Lục trưởng môn Phong Vân Đại Lục lại luống cuống trước mặt một nữ nhi như ta. Ta nói giỡn thôi, Lục trưởng môn đừng nghĩ là thật. Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai cha ta chắc hẳn sẽ có câu trả lời xác đáng cho Lục trưởng môn. Lạc Dĩnh nói xong lập tức rời đi. Ngoài cửa, Lạc Dĩnh nhìn lại phía sau, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong phòng, Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, lập tức khoanh chân mà ngồi. Thân là thân thể hồn anh cho nên không thể tu luyện, đây là điều không thể thay đổi, lúc này hắn cũng chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của Lạc Kiến Hồng mà thôi. Trên một ngọn núi to lớn, bên trong có một sơn động tỏa ra khí tức tang thương, cổ xưa. Mà lúc này ngoài sơn động chính là Lạc Kiến Hồng đang tôn kính đứng ở bên ngoài. Trong sơn động, một giọng nữ nhân già nua truyền ra. Không ngờ Lục Lâm Thiên đã từng hạ thủ qua với nhị các nhị đảo kia. Hiện tại lại muốn đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Nhật Sát các chúng ta nên làm thế nào? Có trợ giúp hay không? Lạc Kiến Hồng cung kính hỏi. Theo như lời ngươi nói, Lục Lâm Thiên chính là đồ đệ của cường giả đế cấp viễn cổ trên thiên đảo. Tuy rằng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể khẳng định một việc, thân thể đế giả kia đã rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Mà đế giả viễn cổ này lại là sư phụ Lục Lâm Thiên, rất có thể Lục Lâm Thiên đã thu được đế giả chi nguyên từ trước. Thảo nào thiên phú cùng thực lực của Lục Lâm Thiên lại kinh khủng như vậy. Chỉ sợ đã sớm nhận được truyền thừa của đế giả viễn cổ. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông tranh nhau mượn hơi, sợ rằng đã sớm biết được trên người Lục Lâm Thiên có truyền thừa của đế giả. Sợ rằng Lục Lâm Thiên cũng đã nhận được đế giả chi nguyên, hơn nữa lại thêm thiên phú kinh khủng kia. Hiện tại cũng đã xác định Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay hắn, còn có Bắc Cung gia che chở, lại có quan hệ không tồi với Độc Cô gia, lại là giáo chủ Thánh Linh giáo bí ẩn. Ta hoài nghi Lục Lâm Thiên này sợ rằng có không ít quan hệ với lão quái Thánh Thủ Linh Tôn ngang dọc đại lục khi trước. Thánh Linh giáo khi trước là do lão quái này sáng lập ra. Thế lực bên người Lục Lâm Thiên lúc này đã tới trình độ vô cùng mạnh mẽ. Giọng nữ già nua kia nói. Vậy chúng ta có phải nên tiếp tục ủng hộ Lục Lâm Thiên? Việc này liên quan tới tương lai của Nhật Sát Các, đệ tử không dám tự chủ trương. Lạc Kiến Hồng cung kính hỏi. Ta nhớ khi trước ngươi từng nói qua, chúng ta sẽ đối phó Lục Lâm Thiên thì phải liều lĩnh đánh chết hắn, nhất định phải không để cho người khác biết được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mà giúp Lục Lâm Thiên, vậy thì phải liều lĩnh toàn lực tương trợ, thế nhưng cũng có khả năng bị cuốn vào. Hiện tại xem ra lời ngươi nói không sai, Nhật Sát Các ta đã đi lên trên con đường đó rồi cũng chỉ có thể đi tiếp. Chí ít hiện tại ta thấy cơ hội Nhật Sát Các ta thắng cao hơn so với thua. Lục Lâm Thiên này có thần khí, có đế giả chi nguyên, còn có hậu trường là Bắc Cung gia, tương lai không cần phải nói. Ta thấy Nhật Sát Các một khi đã tương trợ cho hắn thì phải dùng toàn lực. Cũng là lưu lại một tia sinh cơ sau này cho Nhật Sát Các ta. Giọng nữ già nua nói. Đệ tử đã biết phải làm sao rồi. Lạc Kiến Hồng khẽ đáp. Chuyện sau này về Lục Lâm Thiên ngươi chú ý một chút là được. Lần này nếu như Nhật Sát Các chúng ta đã tương trợ thì nhất định không thể yếu hơn Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông. Thanh âm già nua nói. Đệ tử hiểu rồi. Lạc Kiến Hồng tôn kính nói. Lần này Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông nhất định sẽ tương trợ Phi Linh Môn, nếu như thực lực Nhật Sát Các phái đi quá thấp, hiệu quả cũng yếu đi không ít. Trên Nhật Sát Các, sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng chiếu rọi mặt đất còn khoác lên người một lớp sương mỏng, liếc mắt nhìn lại, sương mù mông lung, giống như là tiên cảnh. Lục Lâm Thiên đứng dậy,
nhíu mày, trong tâm thần của hắn thì thân ảnh Lạc Kiến Hồng đã tới ngoài đình viện. Một lát sau, trong đại sảnh, hai người lập tức ngồi xuống. Lục trưởng môn, lúc nào xuất phát, ta sẽ an bài người tới. Lạc Kiến Hồng ngồi xuống rồi lập tức nói thẳng. Đa tạ Lạc lão ca. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết Nhật Sát Các đã quyết định tương trợ mình. Không cần khách khí. Lạc Kiến Hồng nhíu mày lập tức nói. Lục lão đệ, lão ca có chút chuyện muốn thương lượng cùng lão đệ một chút. Lạc lão ca cứ nói. Lục Lâm Thiên nói. Ta hy vọng Nhật Sát Các chúng ta và Phi Linh Môn kết minh, không biết ý tứ Lục lão đệ ra sao. Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, hai phái kết minh, quan hệ sẽ kiên cố hơn nhiều. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một lát, lập tức nói. Được Lạc lão ca để ý như vậy, tiện nghi này Phi Linh Môn ta đương nhiên sẽ nhận. Lục lão đệ, ta nói kết minh chính là Nhật Sát Các và Phi Linh Môn kết minh sinh tử. Kết minh sinh tử sao? Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ, kết minh sinh tử đã không còn giống như kết minh bình thường nữa. Điều này đại biểu cho việc, một trong hai phía chỉ cần còn tồn tại một ngày sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Một khi một bên gặp khó khăn thì bên kia toàn lực tương trợ. Trừ phi hai phái đều bị diệt thì minh ước này mới giải trừ. Thực lực của Nhật Sát Các hiện tại rõ ràng trên Phi Linh Môn, mà lại làm như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc. Lẽ nào sau lưng việc này còn có ẩn tình nào đó? Thế nhưng mặc kệ như thế nào đối với hắn hiện giờ mà nói cũng không có hại. Lần này phiền phức của Phi Linh Môn cũng không ít, Nhật Sát Các làm như vậy, rõ ràng hắn đã chiếm tiện nghi không ít. Không có chút do dự nào nữa, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Lạc Kiến Hồng nói. Lạc lão ca đã nói vậy tiểu đệ làm sao có thể không đồng ý cơ chứ? Ha ha! Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Vậy thì cứ quyết định như vậy. Về phần nghi thức kết minh đợi tới Phi Linh Môn rồi nói sau. Hiện tại ta sẽ đi sắp xếp người tới Phi Linh Môn, Nhật Sát Các sẽ toàn lực trợ giúp Phi Linh Môn. Lạc lão ca, chỉ cần một ít cường giả trợ giúp là được rồi, nhân số nhiều cũng không tiện cho lắm. Lục Lâm Thiên nói, hắn chỉ cần cường giả là được, người có tu vi bình thường căn bản không có tác dụng. Bởi vì cấm chế ở thông đạo không gian kia, cường giả tôn cấp có thể qua được. Người có tu vi vương cấp còn cần tôn cấp bảo vệ đi qua. Ta hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không để đệ thất vọng. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Sáng mai chúng ta xuất phát được không? Lạc lão ca không cần quá gấp gáp, tiểu đệ còn muốn đi tới Thánh Linh Giáo, đến lúc đó trở về rồi xuất phát cũng không muộn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Còn chờ sao, thời gian gấp gáp, nếu như không kịp, vạn nhất. Lạc Kiến Hồng lo lắng nói. Lạc lão ca, yên tâm đi, tuyệt đối tới kịp. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có thông đạo không gian, thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu lão đệ đã tính thì được rồi. Lần này có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, còn có Nhật Sát Các ta lại thêm Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn cũng đủ khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo ăn không tiêu. Con mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đảo nói. Lục lão đệ, lẽ nào ngươi không định đi tới Thiên Vân Đảo? Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo sao? Dù sao Lục lão đệ cũng đã cho bọn chúng chỗ tốt, bọn chúng thiếu lão đệ một ân tình, cũng nên đi đòi a. Nếu như có thể khiến cho ba sơn môn này tương trợ một hai, vậy thì đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện này, thật ra Lục Lâm Thiên cũng đã từng nghĩ qua, thế nhưng trong Đông Hải này hắn chỉ có quan hệ tốt nhất với Nhật Sát Các mà thôi. Chuyện như vậy muốn đám người Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các và Kiền Hiên Đảo xuất thủ tương trợ sợ rằng không có khả năng. Lục lão đệ, cho dù bọn họ không đồng ý, người cũng có thể nhân cơ hội thử bọn họ một chút. Sau này nhìn người cũng rõ ràng hơn, xem ai có thể kết giao được. Khi đó cũng không chịu thiệt. Lạc Kiến Hồng nói. Lạc đại ca nói có lý. Lục Lâm Thiên nói, dù sao khi đi tới Vạn Đảo Nhai cũng tiện đường đi qua Tinh Ngục Các và Kiền Hiên Đảo, cũng đỡ phải đi rường vòng. Về phần Thiên Vân Đảo cũng nên qua một chút, lần này thử thái độ ba sơn môn này cũng là ý tưởng không tồi. Lục lão đệ, ta đoán muốn liên thủ đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, dưới tình huống nắm chắc ta thấy đám Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo nhất định sẽ có hứng thú. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Lạc Kiến Hồng nói không sai, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng không khó đoán ra được. Lạc Kiến Hồng muốn đám người Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các tham dự là có nguyên nhân.
Nhật sát các giúp Phi Linh Môn, đương nhiên phải phái một ít nhân thủ. Mà như vậy đối với tràng diện hỗn loạn trong Đông Hải, chỗ tốt đoạt được sẽ giảm. Kéo theo Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân đảo Lạc Kiến Hồng cũng có thể yên tâm. Huống chi nếu kéo theo ba sơn môn này, đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo càng thêm nắm chắc. Lùi vạn bước mà nói, nếu như khai chiến ở trong cổ vực, đương nhiên sẽ có tổn thương. Nhật sát các tổn thương chung quy ba sơn môn còn lại cũng bị tổn thương. Thực lực phải luôn cân đối mới là suy nghĩ trong lòng Lạc Kiến Hồng. Thân là các chủ Nhật sát các, Lạc Kiến Hồng cũng phải nghĩ đến điểm này. Được rồi, Lục lão đệ, gần đây đệ phải cẩn thận một chút. Một ít lão gia hỏa của Nguyệt Long Các, Địa Viêm đảo đã triệt để giận dữ rồi, nếu như bởi vì không thể phân thân cùng có chút cố kỵ sợ rằng đám người này đã sớm đi tìm lão đệ báo thù rồi. Gần đây ta cũng thu được chút tin tức, Nguyệt Long Các, Địa Viêm đảo cùng mấy sơn môn còn lại đã ra giá lấy mạng của đệ. Nghe nói ai đánh chết được đệ là có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp, còn có một bộ vũ khí, linh khí địa cấp cao giai. Đệ phải cẩn thận một chút. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Không ngờ ta lại đáng giá như vậy, lại ra giá một kiện linh khí địa cấp và linh khí, vũ khí địa cấp. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, trong lòng cũng thầm nghĩ. Cái giá này có chút thấp, trên người hắn tùy tiện móc ra một cái gì đó sợ rằng còn cao hơn nhiều cái giá này. Mấy sơn môn này có lẽ cũng muốn giữ lại mặt mũi mà thôi. Người vì linh khí, vũ khí địa cấp cao giai cùng với linh khí địa cấp sợ rằng cũng không có ai. Chỉ bằng thần khí tử lôi huyền đỉnh trên người lão đệ cũng cao hơn mấy thứ này nhiều rồi. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Nói chung lão đệ cần cẩn thận một chút. Vạn nhất bị đám người Nguyệt Long Các và mấy sơn môn còn lại biết linh hồn của đệ ở trong Đông Hải, vì bộ mặt của sơn môn tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết linh hồn của lão đệ. Ta sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Nguyệt Long Các cùng các sơn môn còn lại bị thương nặng, làm sao có thể bỏ qua được cho hắn cơ chứ? Sau khi thương nghị với Lạc Kiến Hồng một số chuyện, nửa canh giờ sau Lục Lâm Thiên rời khỏi Nhật Sát Các. Nhìn bóng lưng biến mất, trên Nhật Sát Các, ánh mắt Lạc Dĩnh có chút cô đơn. Trong trạng thái kỳ diệu, Lục Lâm Thiên vẫn chìm đắm ở trong cảm giác mông lung khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà đi do thám. Bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức của hắn mơ hồ, Lục Lâm Thiên muốn lĩnh ngộ thời gian, thế nhưng lĩnh ngộ thế nào, bản chất của thời gian là gì? Lĩnh ngộ thuộc tính năm hệ, phong, hỏa, thổ, thủy, mộc rất dễ bởi vì nó đều rõ ràng trong không gian. Mà thời gian là gì? Thời gian chỉ là một tồn tại khách quan. Thời gian sinh ra thế nào, thời gian tồn tại ra sao, mà thứ hắn biết về thời gian chỉ là một chút khái niệm mà thôi. Trên vấn đề thời gian này, Lục Lâm Thiên càng suy nghĩ càng mơ hồ. Nếu như nói thời gian là tồn tại khách quan thì quả thực có chút lệch lạc, trong thiên địa dường như cũng không tồn tại thời gian. Cũng khó nói ra được rõ ràng, nhưng vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một quỹ tích cho nên mới công nhận thời gian tồn tại mà thôi. Có thể thời gian chính là quá trình vật chất vận động, tỉ như hai người ném hai viên đá trong tay ra, lúc rơi xuống đất đương nhiên có chậm có nhanh, đây là thời gian. Nhưng mà như chỉ có vậy thì cũng không thành lập được thời gian, lẽ nào thời gian đến từ không gian, mặt trăng cùng với mặt trời vận động. Thời gian trôi qua như thế nào, mọi người đều có thể cảm giác được thời gian, đều có thể cảm nhận được một quy luật bất biến đó là thời gian trôi qua. Thế nhưng nếu nói cụ thể, cũng không ai biết thời gian là cái gì, cũng không biết thời gian đến từ đâu. Lục Lâm Thiên đau khổ suy nghĩ, lẽ nào thời gian đến từ không gian sao? Xưa nay có người nói thời gian và không gian không thể phân cách, thời gian chính là không gian cũng chính là thời gian. Có thể nói thời gian và không gian nương tựa vào nhau, không gian bởi vì thời gian mà tồn tại. Mà thời gian bắt đầu chảy xuôi trong không gian và kéo rìa. Thế nhưng thời gian và không gian tới từ đâu, cái gì tạo ra không gian và thời gian? Lĩnh ngộ thời gian có cần thành lập trên không gian hay không, mà hết thảy chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên càng lúc càng mơ hồ. Trong thiên trụ giới lúc này lần nữa truyền đến ba động cực lớn, lúc này chung quanh một thân ảnh trắng kiện, khí tức trên người này ba động kịch liệt. Người này mặc một bộ hồng bào, một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập chung quanh khiến cho không gian vặn vẹo. Đây chính là Hổ Viêm Thiên Vương. Hổ Viêm Thiên Vương dùng diễn linh thánh quả, hơn nữa lại có tài nguyên của Phi Linh Môn chống đỡ. Lúc này rốt cuộc cũng có đột phá. Khi trước vừa mới gia nhập Phi Linh Môn, Hổ Viêm Thiên Vương đã là Vũ Vương thất trọng hậu kỳ,
không bao lâu đã đột phá tới Vũ Vương bát trọng, mà lúc này khí tức đang tiến lên Vũ Vương cửu trọng. Ba động cường hãn như vậy khiến cho không ít người nhìn lại. Cỗ khí tức này liên tục kéo lên, đột phá tới Vũ Vương cửu trọng cũng cần chút thời gian. Bảo Nhi, Bố Nhi cũng sắp đột phá sao? Xa trong không gian, Lục Tâm Đồng bỗng nhiên dừng tu luyện, nhìn về phía Bảo Nhi và Bố Nhi, khí tức trên người hai tiểu tử này đang kéo lên, đang muốn đột phá tứ giai. Yêu thú đột phá tứ giai sẽ hình thành một viên yêu đan trong cơ thể. Yêu đan là vật quan trọng nhất của yêu thú, giống như lúc vũ giả đột phá vũ phách cũng sẽ ngưng kết tạo thành một khỏa vũ đan đặc biệt. Vũ đan này chính là tính mạng của vũ giả, yêu đan cũng là tính mạng của yêu thú. Yêu thú tứ giai, đối với tất cả yêu thú mà nói đều là một cái khảm lớn, không ít yêu thú huyết mạch thấp thậm chí cả đời không thể đột phá lên tứ giai. Thế nhưng một khi yêu thú đột phá lên tứ giai, thực lực sẽ bay vọt về chất. Lúc này Bảo Nhi và Bố Nhi đột phá, Lục Tâm Đồng đương nhiên không chút lo lắng. Bằng vào huyết mạch của Bảo Nhi và Bố Nhi, đột phá tứ giai không thành vấn đề. Phù! Cũng không biết qua bao lâu, trong đan điền Hổ Viêm Thiên Vương vang lên một tiếng trầm muộn. Cỗ khí tức hùng hậu bắt đầu kéo lên giống như đang lao đi trong chỗ không người, trực tiếp nhằm về phía bình chướng, cỗ năng lượng mạnh mẽ không ngừng hội tụ. Khí tức một đường kéo lên, thậm chí còn mang theo uy áp năng lượng. Một lát sau, Hổ Viêm Thiên Vương cũng đã đột phá tới Vũ Vương cửu trọng, quanh thân lập tức trở nên yên tĩnh, khóe miệng Hổ Viêm Thiên Vương nhếch lên nở nụ cười. Giờ phút này Hổ Viêm Thiên Vương không chút hối hận vì gia nhập Phi Linh Môn. Nếu không gia nhập Phi Linh Môn hắn làm sao có thể đột phá tới Vũ Vương cửu trọng như hiện tại? Làm sao lại có tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không dứt, sao lại có linh khí huyền cấp và linh khí địa cấp trong người? Cách đó không xa, lúc này thân thể Bố Nhi và Bảo Nhi lớn hơn không ít. Kim quang quanh quẩn, không gian đột nhiên cuồn cuộn, tác động tới cỗ năng lượng cuồn cuộn không dứt. Hiện tượng như vậy chỉ rằng có mấy canh giờ, thân thể Bảo Nhi dẫn đầu dựng lên. Ngao! Lúc này thân thể Bảo Nhi đã dài không kém 400 thước, thân thể to lớn dựng đứng. Một cỗ khí tức gào thét trong không gian tràn ra long uy kinh khủng. Chỉ trong chốc lát Bảo Nhi cũng như vậy, bỗng nhiên đột phá. Hai tiểu tử lúc này trở thành đại gia hỏa, thân thể liên tục bành trướng mở rộng. Lân phiến màu vàng trên người lúc này không ngừng có quang mang màu vàng chói mắt tràn ra. Mỗi một khối lân phiến đều không ngừng hấp thu năng lượng, ngày càng sáng bóng, khí tức càng ngày càng mạnh. Hai tiểu tử này đã bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ yêu đan. Không ít người lúc này không nhịn được mà hé mắt lại nhìn. Đột phá tứ giai trong mắt bọn họ cũng không là gì, thế nhưng khí tức từ huyết mạch trên người hai tiểu tử này khiến cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, hai tiểu tử này đúng là có huyết mạch cực cao a. Mấy canh giờ trải qua, hai tiểu tử giống như thi đấu, từng tiếng gầm gừ truyền ra. Ngao! Tiếng long ngâm này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh, khí chất trên người hai tiểu tử này đã có biến hóa về chất, yêu đan đã ngưng tụ. Khí tức trên người hai tiểu tử một đường tăng lên, khí tức một lát sau cũng đã đột phá tới cấp độ tứ giai. Phù! Trong không gian, cảm nhận ba động liên tục trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, tỉnh lại. Lĩnh ngộ thời gian quả thực ảo diệu như biển, không dưới lĩnh ngộ thuộc tính, dường như so với lĩnh ngộ thuộc tính năm hệ còn khó khăn hơn nhiều. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Không xong, cũng không biết đã qua bao lâu, còn có rất nhiều chuyện phải làm a. Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, vốn hắn muốn thử lĩnh ngộ thời gian, không ngờ bất chi bất giác lại tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Phía hậu sơn, Diệp Mỹ đi tới cửa mật thất, một thân ảnh đen kịt trong nháy mắt chắn trước mặt nàng nói. Thiếu chủ đang bế quan, tốt nhất không nên quấy rầy. Ra mắt tiền bối. Diệp Mỹ nhìn thấy thân ảnh này lập tức hành lễ, người này chính là cường giả trở về cùng với trưởng môn. Đứng ở trước người người này Diệp Mỹ bỗng nhiên cảm giác được giống như có một ngọn núi lớn không thể lay động đang đứng trước người mình. Khí tức vô hình chung quanh khiến cho nàng mềm nhũn, thực lực người này sợ rằng đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiền bối, ta có việc gấp cần tìm trưởng môn. Diệp Mỹ hành lễ nói với Hắc Vũ. Ám đường vừa mới nhận được tin tức cực kỳ quan trọng, nàng phải bẩm báo trưởng môn ngay lập tức. Tin tức bình thường đương nhiên nàng không tùy ý đến quấy rầy trưởng môn. Yên tâm đi, trời sập thì còn có ta, không có chuyện gì đâu. Hắc Vũ nói. Thế nhưng, Diệp Mỹ có chút bất an. Được rồi, thiếu chủ xuất quan rồi. Lúc này ánh mắt Hắc Vũ đột nhiên biến đổi,
cửa đá phía sau từ từ mở ra. Hắc Phú thúc. Lục Lâm Thiên xuất hiện ngoài mật thất, nhìn thấy Hắc Phú có mặt, có chút hơi ngạc nhiên, nói. Thiếu chủ, lại đột phá sao? Hắc Phú nhìn Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức trên người hắn dường như lại không giống khi trước cho nên lập tức kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đột phá một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Ánh mắt Hắc Phú khẽ đổi, đối với tốc độ tu luyện của Lục Lâm Thiên hắn đã sớm quen thuộc cho nên sau khi tiếp nhận truyền thừa, nhận được một ít chỗ tốt cùng là bình thường, hắn nói. Chủ nhân từng phân phó, thiếu chủ xuất quan thì lập tức qua đó. Tiểu tử sẽ lập tức tới đó. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Được. Hắc Phú nói xong, thân ảnh chợt lóe lên đã lập tức biến mất trong hư không. Nhìn thấy Hắc Phú biến mất không thấy, Diệp Mỹ kinh ngạc, hầu như là trợn mắt líu lưỡi. Diệp phó đường chủ, ta đã bế quan bao lâu rồi? Lục Lâm Thiên nói với Diệp Mỹ đang trợn mắt ngạc nhiên. Lúc lĩnh ngộ không có khái niệm cho nên Lục Lâm Thiên cũng không biết mình đã bế quan bao lâu. Bẩm trưởng môn, tính cả hôm nay thì tổng cộng đã 27 ngày rồi. Diệp Mỹ nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, vị trưởng môn này vì sao ngay cả thời gian cũng quên? Thật không? Lục Lâm Thiên nhíu mày, thời gian không ngờ lại lâu vậy. Trong thiên trụ giới đã qua 270 ngày rồi. Bằng 9 tháng. Trưởng môn, vừa rồi chúng ta mới nhận được tin tức, hiện tại toàn bộ cổ vực đều sôi trào. Tin tức mấy tôn sứ hộ môn của phi linh môn chúng ta san bằng phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã truyền đi. Ba sơn môn này nổi giận, nhân mã được điều động không ít, dường như sẽ xuất thủ với phi linh môn ta. Diệp Mỹ nói, chỉ có vậy thôi sao? Mặt khác Hóa Vũ Tông còn phái trưởng lão đi về phía Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo, vẻ mặt vội vã, chỉ sợ là chuyện liên quan tới phi linh môn ta. Về phần Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo, tin tức có lẽ đang trên đường tới, còn chưa có tin tức truyền lại. Diệp Mỹ nói, trong lòng hắn lúc này vô cùng nghi hoặc, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo dường như chuẩn bị xuất thủ trên quy mô lớn với phi linh môn, thế nhưng trưởng môn lại giống như hoàn toàn không để trong lòng. Không có chút khẩn trương nào. Có tin tức tới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn về phía trước. Lúc này có hai đạo thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt hai người Lục Lâm Thiên, chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn và Long Linh. Ra mắt hai vị tôn sứ. Diệp Mỹ hành lễ. Miễn lễ. Tâm tình của Thiên Thủ Quỷ Tôn vô cùng tốt, lập tức hành lễ với Lục Lâm Thiên. Ra mắt trưởng môn. Quỷ Tôn tiền bối, Long Linh cô nương. Lục Lâm Thiên nói, hai người này đi tới Hóa Vũ Tông gần đây nhất cho nên lúc này cũng là hai người trở về nhanh nhất, đúng như trong dự đoán của Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, sau này không cần gọi ta là tiền bối nữa, người làm vậy khác gì giết ta à? Thiên Thủ Quỷ Tôn nói với Lục Lâm Thiên, hắn biết, tu vi Lục Lâm Thiên còn chưa đến tôn cấp, thế nhưng thực lực còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa hắn cũng đã gia nhập phi linh môn, trưởng môn vẫn gọi là tiền bối, quả thực hắn không chịu nổi. Được rồi, sau này tiểu tử sẽ gọi tiền bối là quỷ tôn sứ. Lục Lâm Thiên nói, lần này hai vị có thuận lợi không? Đương nhiên là thuận lợi, 10 phân đà đều bị san bằng, Hóa Vũ Tông lần này nhảy dựng lên rồi. Có lẽ hiện tại trên Hóa Vũ Tông nhất định vô cùng náo nhiệt. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười hắc hắc nói, ta muốn xuất môn một chuyến, phi linh môn giao cho hai vị trấn thủ. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn muốn đi đâu? Có cần ta đi cùng hay không? Thiên Thủ Quỷ Tôn nói. Quỷ Tôn sứ trấn thủ phi linh môn đi. Phi linh môn cần người trấn thủ, một mình ta và Tiểu Long đi là được rồi. Lục Lâm Thiên nói. Thiên Thủ Quỷ Tôn không nói thêm gì nữa, thực lực của trưởng môn hắn cũng biết, nếu như gặp phải nguy hiểm mà ngay cả trưởng môn cũng không thể giải quyết thì hắn càng không cần phải nói tới. Diệp phó đường chủ, chuyện kia làm xong chưa? Lục Lâm Thiên hỏi Diệp Mỹ. Đã dựa theo phân phó của trưởng môn mà tu kiến xong rồi. Diệp Mỹ nói. Vậy thì làm phiền Diệp phó đường chủ mang hai vị tôn sứ đến xem. Nếu như không thích thì sửa lại. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Thiên Thủ Quỷ Tôn và Long Linh. Quỷ tôn sứ, Long Linh cô nương, ta đã sắp xếp cho hai vị một đình viện an tĩnh để tu luyện. Hai vị đi xem một chút đi, nếu không thích thì sẽ sửa lại. Chỉ cần nơi an tĩnh là được. Thiên Thủ Quỷ Tôn nói, sau đó lập tức đi theo Diệp Mỹ rời khỏi hậu sơn. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, lúc này cổ vực đã triệt để náo nhiệt,
kế tiếp hắn sẽ vô cùng bận rộn. Một lát sau, trong mật thất ở đại điện, Lục Thiếu đã có mặt, hai người Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên, Nam Thúc nhàn nhạt nói. Dung hợp được đế giả chi nguyên chưa? Hẳn là dung hợp xong rồi, cũng thu được truyền thừa. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Được rồi, vận khí của tiểu tử ngươi không tệ, nhớ kỹ, tu luyện là phải tới nơi tới chốn, ngàn vạn lần không thể nôn nóng. Nam Thúc nói. Tiểu tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Lâm Thiên, con đã dùng diễn linh thánh quả, hơn nữa lại thêm thiên phú của con còn có đế giả chi nguyên, muốn đột phá tôn cấp sẽ vô cùng dễ dàng. Khi nào rảnh rỗi đột phá tôn cấp đi, đột phá tôn cấp mới chính thức đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Lục Lâm Thiên. Chờ sau khi giải quyết xong những chuyện gần đây, con sẽ tự mình đột phá. Lục Lâm Thiên nói, nếu như có đủ chân khí mà nói, tu vi linh giả của hắn đã tới linh vương cửu trọng đỉnh phong, muốn đột phá tôn cấp đột khó cũng không lớn là bao. Tuy rằng vấn đề khi đột phá tôn cấp của ngươi không lớn, thế nhưng cũng không thể tùy tiện đột phá. Không những tu vi cần phải đạt tới một bước kia mà quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt trầm xuống, nói. Còn nữa, người đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo hơi sớm, cho nên lần này phải cẩn thận một chút. Tiểu tử đã biết, có Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, không gặp phải chuyện gì quá lớn. Lục Lâm Thiên nói. Tình huống của Đại Hồn Anh lúc này tuy rằng đang ở Đông Hải thế nhưng hắn cũng có thể biết được rõ ràng, bởi vì hai người vốn là một thể. Còn có Nhật Sát Các hiện tại cũng kết minh với chúng ta, đang đi tới cổ vực. Nhật Sát Các cũng bị ngươi kéo tới sao? Nam Thúc nhíu mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên liếc nhìn Lục Lâm Thiên. Người Thánh Linh Giáo có lẽ cũng tới đúng không? Thánh Thủ Linh Tôn hỏi Lục Lâm Thiên. Phân thân đệ tử đang đi về phía Thánh Linh Giáo. Lục Lâm Thiên nói, ta nhớ trong tứ bộ của Thánh Linh Giáo, mỗi bộ đều có đại trận, đến lúc đó bằng vào mấy đại trận kia cũng khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang ăn thiệt thòi. Hơn nữa lại có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông và Nhật Sát Các cùng Thánh Linh Giáo, cũng không có gì phải sợ. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Lâm Thiên, nói chung tất cả không thể sơ ý, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các đều có truyền thừa trên vạn năm. Loại nội tình này không phải Phi Linh Môn có thể so sánh, vạn nhất Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông thực sự nổi giận mà liều lĩnh đối phó với Phi Linh Môn, người đoán xem bọn họ sẽ chọn ai? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Đương nhiên là Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi nói. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Các, những sơn môn này đều có nội tình trên vạn năm, mấy sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang này đương nhiên vung đao với Phi Linh Môn. Điều này không cần phải nghi ngờ. Muốn đối phó với ba sơn môn này, người phải nắm chắc, người có hiểu không? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Đệ tử đã hiểu. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, điều này vô cùng quan trọng, xem ra bản thân hắn cũng cần sắp xếp một phen mới được. Lâm Thiên, phương diện này nói khó thì khó, nói dễ thì nó là dễ. Có câu thỏ nóng còn cắn người, chó gấp còn nhảy tường. Giống như là chó đánh nhau. Nếu như con phản ứng nhẹ, chó sẽ đuổi theo con mà cắn. Vì vậy con chỉ có thể nắm chắc, để cho nó đau đớn, thế nhưng phải tới sát biên giới mà nó có thể chịu được, như vậy nó nhìn thấy con sẽ đi đường vòng mà không dám liều mạng với con. Thánh Thủ Linh Tôn như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử thụ giáo. Lục Lâm Thiên thầm than, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc ở cùng một chỗ, quả thực không tầm thường chút nào. Nam Thúc ngẩng đầu nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Hiện tại ngươi không chỉ đối mặt với Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông mà còn Nguyệt Long Các cùng mấy sơn môn khác. Quan trọng nhất đừng quên Linh Vũ Giới, ngươi thu được đế giả chi nguyên, còn có Vô Tự Thiên Thư, Tử Lôi Huyền Đỉnh. Linh Vũ Giới sẽ không nhịn nữa đâu, sợ rằng rất nhanh bọn chúng sẽ có động tác. Tiểu tử phải mau chóng tăng cường thực lực để không giống như khi còn ở Lục Gia. Bọn chúng nếu đến sẽ phải trả một cái giá đắt. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hy vọng tới lúc đó ta đã khôi phục, nếu như có thể khôi phục tới đỉnh phong năm đó thì cũng có thể bảo vệ ngươi được một ít. Nam Thúc nói. Nam Thúc, Long Dương Linh Quả và Hổ Âm Yêu Tinh đều đã có. Địa Tâm Linh Ngọc tiểu tử nhất định sẽ kiếm bằng được trở về cho người. Lục Lâm Thiên nói,
chỉ cần có địa tâm linh ngọc luyện chế âm dương long hổ đan thì Nam Thúc có thể khôi phục rồi. Từ từ sẽ tới, đi sắp xếp chuyện của ngươi đi. Phi Linh Môn có chúng ta ở đây ngươi có thể yên tâm. Tuy rằng còn chưa khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng muốn bảo vệ Phi Linh Môn yên ổn thì không thành vấn đề. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, Nam Thúc, Hắc Phú Thúc, tiểu tử xin cáo lui. Lục Lâm Thiên cáo lui, có Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Phú ở trong Phi Linh Môn đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Điểm này hắn yên tâm được một chút. Ầm ầm, cửa mật thất đóng lại, trong mật thất, Nam Thúc nhìn bóng lưng màu xanh, ánh mắt lóe lên rồi nói. Tiểu tử này trong lúc bất chi bất giác đã trưởng thành rồi. Vì sao đột nhiên lại cảm khái như vậy? Thánh Thủ Linh Tôn như cười như không nhìn Nam Thúc nói. Trên vai tiểu tử này mang trọng trách, Phi Linh Môn phải đối mặt với Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, còn có Linh Vũ Giới, nếu như là người bình thường làm sao có thể thừa nhận được. Nam Thúc than thở. Không tôi luyện há có thể thành tài. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Ngươi không cần quá lo lắng vì tiểu tử này. Tiểu tử này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Lần này đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chẳng phải còn có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các cùng Thánh Linh Giáo sao? Hơn nữa thực lực hiện tại của Phi Linh Môn cũng không còn giống như khi trước. Phỏng chừng đám người Hóa Vũ Tông còn chưa biết Nhật Sát Các và Thánh Linh Giáo tham dự. Cũng không biết thực lực hiện tại của Phi Linh Môn, bằng không sợ rằng sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục đối phó với Phi Linh Môn hay không. Ta chỉ sợ tới lúc đó sẽ dẫn tới mấy lão quỷ trong Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Nam Thúc có chút lo lắng nói. Lại nói, tiểu tử này cũng lớn mật, cho dù năm đó lúc ta còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám một lần trêu vào những sơn môn này. Không biết tới khi ngươi khôi phục thực lực, nếu bước tới được một bước kia, đám Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này thì đã làm sao? Bọn chúng làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Thánh Thủ Linh Tôn nói xong, trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh nhạt nói. Ai dám đụng tới đệ tử của ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn yên, nhất định phải khiến cho hắn trả một cái giá lớn. Trong thiên trụ giới, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, không ít người giật mình tỉnh lại, lập tức hành lễ. Ra mắt trưởng môn, chư vị trưởng lão miễn lễ. Lục Lâm Thiên gật đầu, ý bảo không cần đa lễ. Nhìn mọi người. Không ít người có khí thức mạnh hơn không ít, hầu như đều có đột phá, Hổ Viêm Thiên Vương đã đạt tới Vũ Vương cửu trọng. Thân ảnh chợt lóe, lập tức tới một nơi trong không gian, ánh mắt nhìn vào khí thức mạnh mẽ đang tăng lên không ngừng trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này đã chính thức đột phá. Trên không gian, khí thức cuồng bạo của Thiên Sĩ Tuyết Sư bạo phát, một cỗ uy áp vạn thú phủ xuống. Dưới cỗ khí thế này, không ít trưởng lão Phi Linh Môn cũng phải khiếp sợ. Khí tức Thiên Sĩ Tuyết Sư tăng lên, toàn thân tỏa ra sát khí hung hãn, đôi cánh trên thân thể trắng noãn mở rộng, đôi mắt giống như chuông đồng mở ra, có vẻ cực kỳ oai phong. Giống. Một tiếng gầm gừ lớn từ trong miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời truyền ra. Tiếng gầm gừ này vang lên, một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn. Uy áp này tuy rằng không mạnh mẽ tới trình độ yêu hoàng, linh hoàng khí trên người tiểu long, thế nhưng cũng tuyệt đối cường hãn. So với Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ cùng với Long Linh Mãng Viễn Cổ chỉ kém hơn một chút mà thôi. Siêu siêu. Quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư có một cỗ khí tức cường hãn tăng lên, năng lượng hội tụ tại chung quanh, thân thể to lớn bỗng nhiên tăng vọt. Giống. Chính thức đột phá cũng không bao lâu, chỉ một lát sau khí tức cuồng bạo quanh người Thiên Sĩ Tuyết Sư mới bình ổn trở lại, hai cánh khổng lồ thu lại hóa thành hình người. Khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được. Dáng dấp chừng 24-25 tuổi, mái tóc dài buông xuống tới vai. Hai mắt sáng sủa khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng uy nghiêm. Toàn thân tỏa ra khí tức vương giả, cỗ khí tức này không thể nghi ngờ so với trước lúc đột phá mạnh hơn nhiều. Tuyết sư bái kiến chủ nhân. Thân ảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư chợt lóe đi tới bên người Lục Lâm Thiên, phục phục trên mặt đất rồi hành lễ. Đứng lên đi. Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá thất giai trung kỳ. Tốc độ sợ rằng lần nữa sẽ tăng lên tới trình độ kinh khủng. Thiên Sĩ Tuyết Sư, người lại đột phá rồi sao? Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện bên người Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ha ha, lần trước chủ nhân cho ta chân linh thánh quả còn chưa hấp thu hết cho nên lần này mới lại đột phá.
Thiên Sĩ Tuyết Sư nói rồi cười cộc lốc. Tiểu Long, đệ cũng không kém a. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long. Lúc này nó đã đột phá tới thất giai hậu kỳ, khí tức này dường như còn đạt tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực của nó lúc này sợ rằng nếu như chính diện chống lại tôn cấp cũng không phải vấn đề quá lớn. Chi chi. Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới, bảo nhi, bố nhi trên người thu nhỏ thân thể không tới một thước, cái lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, bảo nhi chớp mắt, thanh âm trẻ con vang lên. Còn có đan dược không? Ồ, hai tiểu tử này đột phá tứ giai rồi sao? Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, hai đầu tiểu tử này nếu như tính thời gian bên ngoài mà nói, từ khi sinh ra cho tới bây giờ còn chưa được mấy tháng thế nhưng đã tới tứ giai, quả thực quá kinh khủng. Thứ nhất là bởi vì huyết mạch của hai tiểu tử này cực cao, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, có lẽ còn không chỉ ăn vào có một khỏa, sau đó lại dùng không ít yêu linh đan. Mà mặt khác, hai tiểu tử này tiến vào thiên trụ giới hai lần tu luyện ở trong thiên trụ giới, đổi lại thành bên ngoài mà nói, cũng nhanh hơn 2 năm. Như vậy cũng khiến cho hai tiểu tử này sớm đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan. Chúng ta đột phá rồi. Bố nhi chớp mắt, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử kia, cầm đi. Lục Lâm Thiên lại giao cho Bảo Nhi và bố nhi 2 khỏa yêu linh đan. Nếu như bình thường Lục Lâm Thiên cũng không cho hai tiểu tử này liên tiếp dùng yêu linh đan, thế nhưng hai tiểu tử này hiện tại tuyệt đối là ngoại lệ, vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, dùng mấy khỏa yên linh đan dược sợ rằng không ảnh hưởng tới tu vi hai tiểu tử này. Hai tiểu tử này cũng không có khách khí, tức thì đem yêu linh đan nuốt vào trong bụng. Vẻ mặt thỏa mãn, thái độ với Lục Lâm Thiên càng ngày càng tốt. Phi Thiên Ngô Công, ngươi cũng đột phá thất giai rồi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào một nam tử áo đen bên người Lục Tâm Đồng, dáng dấp chừng 30 tuổi, toàn thân mang theo sát khí hung hãn. Từ khí tức có thể nhận ra đây chính là Phi Thiên Ngô Công, trong thiên trụ giới này cũng khiến cho Phi Thiên Ngô Công đột phá thất giai. Trưởng môn, bên ngoài thế nào rồi? Khấu Phi Yến đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Trong thiên trụ giới này 9 tháng, thực lực của nàng cũng đạt tới Linh Vương Ngũ Trọng cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh Vũ Vương Ngũ Trọng, tu vi của hai người hiện tại bằng nhau. Về phần thực lực không biết là ai cao ai thấp, sợ rằng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn cao hơn một chút. Thế nhưng Khấu Phi Yến thân là linh giả, phương diện linh hồn công kích chiếm không ít ưu thế. Bên ngoài không có đại sự gì quá lớn, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói. Bế quan tu luyện cũng không phải thời gian càng dài thì hiệu quả càng tốt. Đường tu luyện lĩnh ngộ cực kỳ quan trọng, bế quan 9 tháng cũng đã không ít rồi. Dưới sự trợ giúp của diễn linh thánh quả, hầu như tất cả mọi người đều có đột phá, tất cả đều nằm trong dự đoán của Lục Lâm Thiên. Siêu! Tâm thần khẽ động, thân ảnh Lục Lâm Thiên liền biến mất trong không gian, tiếp đó thân ảnh lần nữa xuất hiện trong đại điện. Thiên trụ giới được thu lại, chúng cường giả trong phi linh môn lập tức xuất hiện trong đại điện. Đi ra rồi. Trọng bảo a, không gian kia chính là trọng bảo. Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na sau khi đi ra còn thì thào kinh ngạc nói. Ở bên trong 9 tháng lúc này ở bên ngoài mới chỉ là 1 tháng mà thôi, nếu như bình thường có thể tiến vào trong đó tu luyện là ưu đãi tuyệt đối a. Đều có đột phá sao? Diệp Mỹ nhìn thấy mọi người đi ra, khí tức cả đám mạnh hơn không ít trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm nhận khí tức của tỷ tỷ quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, không ngờ tỷ tỷ của nàng trực tiếp đột phá 1 trọng. Lục Lâm Thiên lần nữa nhìn qua mọi người, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng đều có đột phá. Khí tức Quỷ Long Như Hoa cũng đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiến bộ cũng không ít, đương nhiên tiền đề là dùng thêm yêu linh đan. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đạt tới Linh Vương lục trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức này chính là Linh Vương lục trọng đỉnh phong. Bằng vào tu vi của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lúc này lại thêm hồn khí phòng ngự địa cấp, lại thêm một kiện hồn khí công kích địa cấp, còn có phệ hồn ác anh và độc công, sợ rằng gặp phải Linh Vương thất trọng đỉnh phong bình thường và Linh Vương bát trọng cũng có thực lực chống lại. Về phần Linh Vương bát trọng đỉnh phong thì có chút khó khăn. Cấp bậc Linh Vương, mỗi một trọng cách nhau vô cùng lớn, càng cao muốn chống lại không phải là việc dễ dàng. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng tới Vũ Vương Ngũ Trọng, không ngờ cũng đạt tới Vũ Vương Ngũ Trọng đỉnh phong. Có lẽ chỉ kém một bước là có dấu hiệu đột phá.
Thiên độc yêu long cũng tới thất giai hậu kỳ, hẳn là cũng gần tới khoảng cách đột phá, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, thiên độc yêu long, sau khi ba người phục dụng diễn linh thánh quả, lại dùng chân linh thánh quả, chỗ tốt nhận được nhiều nhất. Ngay cả Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cũng có đột phá. Đám cường giả phi linh môn đều có đột phá, Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Chỉ là Lục Lâm Thiên biết, những người đột phá này sau khi dùng diễn linh thánh quả, cơ hội đột phá tôn cấp không phải là chắc chắn 10 phần, thế nhưng so với người khác còn cao hơn nhiều. Ca ca, Quỷ Tôn tiền bối và Bàn Hủy huynh đã trở lại chưa? Quỷ Tôn sứ đã trở về. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức của Lục Tâm Đồng cũng đã tới thất trọng đỉnh phong, thời gian 9 tháng cũng không đột phá lần nữa. Tu vi càng cao, tốc độ tu luyện của Lục Tâm Đồng cũng có dấu hiệu giảm xuống. Dù sao tới tu vi như Linh Vương cao giai, đột phá mỗi một trọng đều không dễ dàng. Trong đại điện, mọi người lập tức ngồi vào chỗ của mình, sau đó Lục Lâm Thiên bảo Diệp Mỹ đem tin tức ám đường thu được nói cho mọi người. Động tĩnh của Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không nhỏ khiến cho trong lòng mọi người ngưng trọng. Vạn nhất Ba Sơn Môn này toàn lực đối phó với Phi Linh Môn, tuy rằng Phi Linh Môn hiện tại có mấy tôn sứ hộ môn gia nhập, thế nhưng muốn chống lại cũng khó. Nhưng mà, đồng thời chúng cường giả trong Phi Linh Môn đối với thực lực của tôn sứ hộ môn cũng chấn động vô cùng. Đem phân đà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo san bằng, quả thực vô cùng hả giận. Sau khi nói với mọi người vài tiếng, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới đỉnh viện phía sau núi. Lâm Thiên, phân đà của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều bị san bằng, đây không phải là chuyện đùa. Ba Sơn Môn này nhất định sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Môn, lẽ nào ngươi đã có sự sắp xếp gì khác rồi đúng không? Bằng không thì hậu quả này Phi Linh Môn khó mà có thể gánh chịu được. Trong đình viện ở Hậu Sơn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nghiêm túc hỏi Lục Lâm Thiên, bằng vào sự hiểu biết của hắn với Lục Lâm Thiên, nhưng lúc này trong lòng cũng không nhịn được mà lo lắng. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không phải là Sơn Môn bình thường. Lúc này không ngờ Lục Lâm Thiên lại trêu vào tận Ba Sơn Môn. Đông lão không cần quá lo lắng, đến lúc đó đông lão sẽ biết, không có vấn đề gì đâu. Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ mong ngươi nói đúng. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ, sự tình tới nông nỗi này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử này. Tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng lo lắng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lại nói. Hắn đối với tiểu tử Lục Lâm Thiên vô cùng tin tưởng, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy Lục Lâm Thiên sáng tạo nhiều kỳ tích rồi. Lục Lâm Thiên nhếch miệng cười, lập tức giao cho Lục Tâm Đồng một chiếc nhẫn chữ vật, lại truyền âm cho Lục Tâm Đồng rồi nói. Tâm Đồng, sau khi Xích Viêm trở về, muội và Xích Viêm, Long Linh đi vào Sơn Mạch Vũ Đô, thả tất cả yêu thú ra. Muội biết rồi. Lục Tâm Đồng truyền âm nói. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo chút tiêu ý. Trong không gian kia có trên vạn yêu thú, linh thú, hơn 10 yêu thú thất giai. Quả thực chính là một cỗ thế lực kinh khủng, mà linh thú bên trong sợ rằng cần Long Linh đi thu phục mới được. Tiểu Long phải theo hắn xuất môn đương nhiên không thể chậm trễ, dùng huyết mạch của Long Linh cũng không có vấn đề gì quá lớn. Siêu siêu, lúc này khắp không gian đột nhiên run rẩy, rung động đột nhiên xảy ra khiến cho mọi người trong đại điện kinh ngạc. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Thân hình lập tức xuất hiện ngoài đại điện. Trong đình viện ở Hậu Sơn lúc này cũng có từng bóng người bắn ra, mọi người lơ lửng trên không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn về bốn phía. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, không gian lại run lên, mà lúc này tất cả mọi người phát hiện ra nơi phát ra ba động, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía một ngọn núi ở Hậu Sơn. Là Băng Mộc Tôn giả sắp đột phá. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Sư huynh sắp đột phá sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mỉm cười, sư huynh Băng Mộc Tôn giả sát phá quân đột phá quả thực đúng lúc. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cỗ khí tức cực đoan, kinh khủng từ ngọn núi nơi Băng Mộc Tôn giả ở đang không ngừng kéo lên. Đông lão, chờ sư huynh ta đột phá, diễn linh thánh quả này đông lão giao cho huynh ấy, ta cần đi trước một bước. Lục Lâm Thiên nói xong đem một hộp ngọc giao cho Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Được, người đi ra ngoài cẩn thận một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhận hộp ngọc, lập tức nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Yên tâm đi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh,
quỷ tiên tử Bạch Oánh dặn dò khiến cho trong lòng hắn có chút ấp áp. Khi thực lực của hắn còn thấp bọn họ cũng như vậy. Theo thời gian thực lực của hắn cao lên bọn họ cũng như vậy. Đây là cảm giác quan tâm chân chính, không kém chút nào so với thân nhân. Nhị đệ, ta đưa đệ đi. Dương Quá nói. Đại ca, huynh ở lại Phi Linh Môn đi, lần này đệ sẽ không đi quá lâu, lập tức trở về ngay. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại hắn trêu vào khá nhiều đối thủ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm ít nhiều hắn cũng có một chút thủ đoạn thoát thân. Mà Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm liên lụy đại ca Dương Quá. Một lát sau, trong hậu sơn, Thiên Sí Tuyết Sư hóa thành bản thể xoay quanh trong tầng trời thấp, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Hắc Hùng, Thị Huyết Linh Phong trong nháy mắt nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư rồi biến mất trên không trung. Tuyết Sư, chúng ta đi tới Linh Thiên Môn trước. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nói. Vâng chủ nhân. Thiên Sí Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể to lớn rung động, không gian chung quanh hơi vặn vẹo, không khí rít lên bên tai mang theo tiếng xé gió trầm thấp. Lúc này đã đột phá thất giai trung kỳ, tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư càng thêm kinh khủng. Mà độ cao kinh khủng khi phi hành cũng khiến cho những yêu thú phi hành khác không theo kịp. Huyết Mị, lần này có thu hoạch gì không? Lục Lâm Thiên hỏi Huyết Mị, hắn cảm giác khí tức trên người Huyết Mị lúc này đã khác xưa. Ở trong thiên trụ giới 9 tháng, tu vi tiến bộ không ít, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ tiếp cận tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chủ nhân, Diễn Linh Thánh Quả kia đối với việc đào tạo Thị Huyết Linh Phong thợ có không ít tác dụng. Số lượng lớn hơn rất nhiều, nhưng mà linh dược cũng tiêu hao vô cùng nhiều. Mái tóc huyết sắc trên đầu Huyết Mị tung bay, giống như máu tươi bắn tứ tung, trực tiếp kéo dài tới tận bờ mông vỉnh, nhìn qua vô cùng yêu mị. Linh dược tiêu hao nhiều hơn cũng không sao. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại Phi Linh Môn cũng không thiếu linh dược. Nhìn phía trước, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, dùng tốc độ hiện tại của Thiên Sí Tuyết Sư, 7 ngày hẳn là có thể tới được Linh Thiên Môn. Thời gian 7 ngày này nếu như ở trong thiên trụ giới tương đương với 70 ngày, cũng đủ để cho hắn làm nhiều chuyện. Tiểu Long, ta muốn đi vào trong thiên trụ giới đặt ở trong huyền vũ thần xác của đệ là tốt nhất. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, trong lòng hắn đã có dự định từ trước. Hắn không ở trong Phi Linh Môn, nếu như thiên trụ giới bị lộ ra bên ngoài, vậy thì nguy rồi. Vạn nhất thiên trụ giới rơi vào trong tay người khác không phải là chuyện đáng mừng. Mà thiên trụ giới đặt ở trong huyền vũ thần xác của Tiểu Long, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Không thành vấn đề, ở trong huyền vũ thần xác của đệ là an toàn nhất. Tiểu Long gật đầu nói. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, tâm thần tỏa ra dò xét chung quanh, lập tức thôi động thiên trụ giới, mang theo Huyết Mị, Hắc Hùng cùng nhau tiến vào thiên trụ giới. Siêu. Tiểu Long hóa thành bản thể mấy thước, huyền vũ thần xác trên lưng cũng chỉ to bằng bàn tay, đem thiên trụ giới bao phủ vào bên trong. Đông Hải, thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện giờ đang xuất hiện ở trên bầu trời tại một hải vực, phía trước mắt hắn là từng ngọn núi liên miên cao VUPSILON-T trong mây khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc. Từng ngọn núi cao VUPSILON-T sừng sững đứng trong hải vực, có vẻ vô cùng to lớn. Kiền Hiên Đảo. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, thân ảnh lập tức chớp động, sau đó xuất hiện trên một mảnh hải đảo liên miên. Người tới là người phương nào? Trọng địa của Kiền Hiên Đảo người không liên quan nhanh chóng rời đi. Vừa mới tiếp cận, bên ngoài quần đảo lập tức có yêu thú phi hành từ trên một tiểu đảo phóng lên cao, mấy thanh niên đệ tử mặc y phục thống nhất một kiểu đứng trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua, mấy đệ tử Kiền Hiên Đảo này đều có tu vi vũ phách, vũ sư, hẳn đều là trẻ tuổi, hắn nói. Báo cho kỳ đảo chủ, Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn tới bái phỏng. Cái gì, ngươi chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn sao? Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, mấy đệ tử Kiền Hiên Đảo trong nháy mắt biến sắc, hiện tại trên Đông Hải này không có một ai không nghe qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn, đánh chết đảo chủ Khôn Dương Đảo Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, các chủ Nguyệt Long các Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, đảo chủ Thần Hỏa Vương của Địa Viêm Đảo, các chủ Thần Kim các Địa Cương Vương. Còn có mấy cường giả tôn cấp, tin tức này đã khiến cho toàn bộ Đông Hải rung động. Đồn rằng Lục Lâm Thiên này có ba đầu sáu tay, uy mãnh bất phàm, lẽ nào chính là thanh niên áo xanh trước mắt. Điều này khiến cho mấy đệ tử Kiền Hiên Đảo tức thì kinh ngạc. Lại nghe nói rằng thế lực bên người Lục Lâm Thiên cũng phi phàm, lần này lại lẻ loi tới một mình, cũng không có đoàn người nào đi theo khiến cho mấy đệ tử này hồ nghi không ngớt. Lục trưởng môn chờ chút,
ta đi thông báo. Đệ tử đầu lĩnh sau khi phục hồi tinh thần lại nghĩ, người bình thường cũng không dám làm càn trên Kiền Hiên đảo, cho nên cực kỳ cung kính nói với Lục Lâm Thiên, lập tức đi thông báo. Trong chân trời yên tĩnh, gió nhẹ từ từ thổi qua, ngoảnh lại đã tới mùa đông. Trong không khí bất chi bất mang theo cảm giác mát mẻ. Trên chân trời yên tĩnh có một bóng trắng phóng qua, hai cánh chấn động, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Trong thiên trụ giới, Huyết Mị và Hắc Hùng lần thứ hai bế quan. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng đi tới một chỗ khác trong không gian, thủ ấn được kết, hỏa long đỉnh xuất hiện trước người. Siêu! Lập tức trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện mấy chiếc bình ngọc lớn. Trong bình ngọc này có máu tươi của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ hắn thu được khi trước, đây là thứ mà hắn vất vả mới thu được. Điều Lục Lâm Thiên hiện tại muốn làm chính là đem số máu này luyện hóa thành máu tinh khiết, mục đích chính là giúp cho Thanh Linh Khải Giáp tăng lên một tầng nữa, cũng chính là tầng thứ hai. Thanh Linh Khải Giáp tổng cộng có hai tầng, tầng thứ nhất chính là nhân hình, giống như bình thường hắn thi triển, có thể tạo thành một kiện khải giáp bên ngoài thân thể hắn. Tuy rằng hắn dùng máu của Tiểu Long làm vật dẫn, thế nhưng vẫn chỉ là nhân hình mà thôi. Từ trong tin tức tu luyện của Thanh Linh Khải Giáp mà Lục Lâm Thiên biết được, Thanh Linh Khải Giáp có lẽ là màu xanh, bởi vì máu tươi của Tiểu Long cho nên mới chuyển thành màu vàng. Mà lân phiến bên ngoài cũng giống như lân phiến trên người Tiểu Long như đúc. Tầng thứ hai chính là thú hình, có thể hoàn toàn biến thành dáng vẻ của yêu thú, lực phòng ngự cường hãn không gì sánh được. Mà hình thái thứ hai này lại cần máu tinh luyện trên người yêu thú làm vật dẫn mới có thể khiến cho Thanh Linh Khải Giáp này biến thành hình thái giống như yêu thú. Dùng máu tươi của loại yêu thú nào thì hình dạng ở trong trạng thái này chính là loại yêu thú đó. Máu được tinh luyện từ yêu thú có lực phòng ngự càng mạnh thì khi Thanh Linh Khải Giáp này ở trạng thái thú hình cũng càng kinh khủng. Đồng thời, tu vi của yêu thú càng cao, hiệu quả càng tốt. Nếu như lực phòng ngự của yêu thú rất mạnh mà tu vi lại quá thấp thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Giống như hình thái thứ nhất của Thanh Linh Khải Giáp, khi trước dùng máu tươi của Tiểu Long, chỉ là khi trước nếu như Tiểu Long có thực lực như hiện tại thì sợ rằng hình thái thứ nhất của Thanh Linh Khải Giáp cũng không giống như hiện tại. Vì vậy máu của yêu thú vô cùng quan trọng, nhất định phải chọn máu của yêu thú có lực phòng ngự siêu cấp cường hãn mới được. Lục Lâm Thiên vẫn luôn tìm kiếm, yêu thú bình thường đương nhiên hắn chướng mắt, hắn cũng muốn có được lực phòng ngự như của Tiểu Long, chỉ là lực phòng ngự của Tiểu Long tuy rằng mạnh, thế nhưng mạnh nhất chính là Huyền Vũ Thần Xác. Dùng máu tươi của Tiểu Long, sợ rằng cũng không có khả năng để Thanh Linh Khải Giáp ngưng tụ ra Huyền Vũ Thần Xác. Nếu như có thể ngưng tụ ra Huyền Vũ Thần Xác mà nói, quả thực chính là nghịch thiên. Mãi đến khi Lục Lâm Thiên gặp Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ, Bôn Lôi Thiên Hổ này thậm chí còn có khả năng đã đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ chính là vật chết, thế nhưng thân thể lại bảo tồn vô cùng tồn. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này chết hay sống đều giống nhau, quan trọng nhất chính là máu a. Theo Lục Lâm Thiên biết, Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này trong đám yêu thú viễn cổ tuyệt đối là vương giả, huyết mạch còn hơn Long Linh Mãng viễn cổ và Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ một chút. Thời viễn cổ Bôn Lôi Thiên Hổ này có thể trực tiếp chống lại hai đại hoàng tộc Bạch Hổ và Huyền Vũ, nếu không bởi vì trong Bạch Hổ và Huyền Vũ tộc có một ít thủ đoạn đặc thù thì căn bản không thể làm gì được Bôn Lôi Thiên Hổ này. Lúc nhìn thấy yêu thú này Lục Lâm Thiên kinh hãi đồng thời cũng nghĩ tới chuyện lấy máu tươi của nó để Thanh Linh Khải Giáp tấn chức. Bôn Lôi Thiên Hổ này chính là vật thích hợp nhất, đồn rằng Bôn Lôi Thiên Hổ có tứ chi tráng kiện, đặc biệt chi trước mang theo lực công kích kinh khủng đủ để xé trời diệt đất. Đồng thời, Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này còn có hai thủ đoạn thiên phú cường hãn. Thứ nhất chính là lôi điện lực, đủ để khiến cho người ta không dám đơn giản chống lại. Thiên phú thứ hai chính là phòng ngự, đồn rằng lực phòng ngự của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này so với Huyền Vũ hoàng tộc cũng chỉ kém chút xíu. Yêu thú có thể trực tiếp so sánh lực phòng ngự với Huyền Vũ hoàng tộc cũng chỉ có Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này. Luận huyết mạch và lực phòng ngự, Hoàng Kim Yêu Long cũng không thể so sánh được với nó. Yêu thú viễn cổ cường hãn như vậy chính là yêu thú có máu tươi tốt nhất cho hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Vì vậy Lục Lâm Thiên sau khi nhìn thấy Bôn Lôi Thiên Hổ chuẩn bị nổ tung lập tức mạo hiểm thu thập máu của nó. Nghĩ tới việc Thanh Linh Khải Giáp có thể ngưng tụ ra hình thái giống như Bôn Lôi Thiên Hổ, lực phòng ngự kia rốt cuộc mạnh như thế nào. Hơn nữa lại thêm bất diệt huyền thể lại tới mức độ kinh khủng nào. Nghĩ tới chuyện này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi kích động. Từ trong hưng phấn chậm rãi bình tĩnh lại, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mấy bình ngọc trong tay,
cái lưỡi thè ra khẽ liếm vào môi. Thanh linh khải giáp tấn chức lên hình thái thứ hai, lại là hình thái giống như bôn lôi thiên hổ, Lục Lâm Thiên không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân vì kích động mà run rẩy. Siêu! Tay áo vung lên, một cỗ kình phong nhu hòa trực tiếp đem hỏa long đỉnh mở ra. Lục Lâm Thiên lập tức bấm tay, mấy bình ngọc trong tay lơ lửng trên hỏa long đỉnh, thủ ấn biến hóa, linh hỏa trong hỏa long đỉnh tuôn ra. Cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hứng, không gian chung quanh tức thì nóng bỏng. Siêu siêu! Đồng thời, trong bình ngọc, máu bôn lôi thiên hổ trực tiếp rót xuống hỏa long đỉnh, rồi bị linh hỏa bao phủ, thiêu đốt. Linh hỏa thiêu đốt xuất hiện một màn khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi giật mình. Ngay khi linh hỏa trong hỏa long đỉnh vừa mới tiếp xúc với máu lập tức có một cỗ quang mang màu trắng tràn ra. Không ngờ lại là một tia thiểm điện khiến cho tim Lục Lâm Thiên đập nhanh hơn. Ngoài tia thiểm điện này linh hỏa không thể đốt cháy, điện mang quanh quẩn, bảo vệ chung quanh máu khiến cho linh hỏa không thể xâm lấn nửa phần. Thấy thế Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn không ngờ máu của bôn lôi thiên hổ viễn cổ lại khó luyện hóa như vậy. Thế nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Đây chính là bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, máu của nó há có thể đơn giản luyện hóa như vậy. Tuy rằng như vậy thế nhưng đám máu này cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Linh hỏa bao phủ, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, máu bên trong điện mang quanh quẩn bắt đầu ba động, dường như có năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên thấy được hy vọng, có thể đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn nhất định có thể đem máu luyện hóa thành máu tinh khiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian một mảnh vắng vẻ, chỉ có linh hỏa rít gào mang theo thanh âm ba động. Phía xa xa, Hắc Hùng, Huyết Mị sau khi dùng yêu linh đan tiếp tục tu luyện. Yêu linh đan của phi linh môn hiện tại vô cùng thiếu thốn, cũng không phải một đầu yêu thú, linh thú nào cũng đều được cung cấp yêu linh đan cuồn cuộn không ngừng. Muốn nhận được yêu linh đan đầu tiên phải xem huyết mạch cao thấp, sau đó là đẳng cấp. Mà đối với Hắc Hùng và Huyết Mị mà nói, yêu linh đan cung cấp cho bọn họ chính là cuồn cuộn không ngừng. Chỉ vì hiện tại trong phi linh môn cũng không có ai luyện chế ra được yêu linh đan thất phẩm cao giai cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng yêu linh đan thất phẩm trung giai để đột phá mà thôi. Hóa là thực sự là Lục trưởng môn tới. Đệ tử báo lại ta còn tưởng rằng nhận sai người a. Trên Kiền Hiên đảo, thanh âm vừa mới vang lên, mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trên bầu trời. Người dẫn đầu khí độ bất phàm, ánh mắt như sao, chính là Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông. Kỷ đảo chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Lâm Thiên khẽ thi lễ. Lục trưởng môn tới tận đây quả thực vẻ vang cho kẻ hèn như Kiền Hiên đảo chúng ta a. Mời Lục trưởng môn. Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông hoàn lễ, mỉm cười mời Lục Lâm Thiên lên đảo. Đối với Lục Lâm Thiên, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông cũng không dám làm cao, bởi vì hắn cũng biết, nhân vật phong vân trong đám người trẻ tuổi như Lục Lâm Thiên này, luận thực lực đã ở trên hắn. Mà nói tới thân phận, trưởng môn phi linh môn, còn có giáo chủ thánh linh giáo, lại thêm tin tức mà Kiền Hiên đảo vừa mới nhận được tiểu thư Bắc Cung gia chính là hôn thê của Lục Lâm Thiên này. Vô luận là một thân phận nào thì hắn đều không thể không coi trọng nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trước mặt này. Khi trước trong thành Cự Giang, thanh niên này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng còn chưa đạt tới mức độ khiến cho hắn coi trọng như ngày hôm nay. Mà hiện tại, thanh niên này đã khiến hắn phải đối xử ngang hàng, loại tốc độ tăng trưởng khiến cho hắn líu lưỡi. Chỉ tiếc trên Kiền Hiên đảo không có đệ tử trẻ tuổi bực này. Mời Kỷ đảo chủ, đi theo Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông. Lục Lâm Thiên đi lên Thiên Hạp đảo. Hóa ra thực sự là Lục Lâm Thiên a, không ngờ lại còn trẻ tuổi như vậy. Chính là người trong vòng một hơi thở đánh chết nhiều cường giả kia sao? Trưởng lão trong đảo nói, Lục Lâm Thiên này chỉ trong một hơi thở thôi động thần khí, đánh chết trên trăm vũ vương cùng mấy vũ tôn a. Lục Lâm Thiên này quá mạnh mẽ rồi, nếu như ta có được một nửa thực lực của hắn thì tốt. Nực cười. Nếu như ngươi có phần nửa thực lực như hắn thì ngươi chính là trưởng lão trong đảo rồi. Nếu như có phần nửa thực lực như hắn cũng đủ rồi, tiểu sư muội nhất định sẽ thuộc về ta. Không, ngay cả nhị sư tỷ ta cũng sẽ đoạt từ chỗ đại sư huynh. Ngậm cái miệng của ngươi lại, bằng không nếu như đại sư huynh biết thì ngay cả da của ngươi cũng sẽ bị lột. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, không ít đệ tử Kiền Hiên đảo cảm thán, trong mắt hiện lên sự ước ao, đố kỵ. Thời gian trong thiên trụ giới bất chi bất giác đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày luyện hóa, trong hỏa long đỉnh, điện mang bao quanh máu của bôn lôi thiên hổ viễn cổ rốt cuộc cũng nới lỏng.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, xem qua hắn sẽ nhanh chóng luyện hóa được đám điện mang này, linh hỏa trong tay lập tức được thúc dục mạnh hơn. Linh hỏa càng thêm cường hãn bao phủ, linh hỏa vừa mới bao phủ điện mang nhanh chóng dung nhập vào trong điện mang, linh hỏa và điện mang dây dưa với nhau. Hai thứ dây dưa, điện mang giống như bị ký mạnh mẽ, quang mang càng thêm nóng bỏng mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Một cỗ uy áp kinh khủng và năng lượng từ trong điện mang cấp tốc lan tràn ra. Phanh phanh. Trong hỏa long đỉnh, điện mang rốt cuộc cũng nổ tung, năng lượng cuồng bạo chút xuống, toàn bộ hỏa long đỉnh run lên, nếu không phải bị năng lượng linh hồn của Lục Lâm Thiên bao phủ thì hỏa long đỉnh tuyệt đối sẽ nổ tung. Đồng thời điện mang biến mất, máu của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ hiện ra, thoạt nhìn không có động tĩnh gì từ từ tản ra năng lượng ba động kinh người. Sắp thành công rồi. Biến hóa như vậy khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, thủ ấn biến hóa, hỏa diễm trong hỏa long đỉnh lập tức gào thét, chậm rãi bao phủ máu tươi. Lần thứ hai thiêu đốt, dưới nhiệt độ nóng bỏng kia, bên bề ngoài máu tươi lập tức xuất hiện một đám xương màu đỏ. Trong đám xương này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được một cỗ năng lượng ba động hùng hậu vô cùng đáng sợ. Đây chỉ là tạp chất trong máu tươi mà thôi, thế mà năng lượng ẩn chứa trong tạp chất lại vô cùng đáng sợ. Nhìn cảnh này trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kích động. Có lẽ muốn luyện hóa thành công cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn lập tức vội vàng gia tăng linh hỏa hừng hực thiêu đốt, đám xương từ trong máu tươi của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ toát ra ngày càng đậm. Trong đám xương mù dày đặc này còn kèm theo một cỗ năng lượng bàng bạc. Tới cuối cùng, hầu như tràn ngập toàn bộ không gian chung quanh. Bên trong hỏa long đỉnh, đoàn máu tươi kia đang chậm rãi thu nhỏ lại. Càng lúc càng nhỏ hơn, cỗ năng lượng hùng hậu dao động kia càng lúc càng kinh khủng, càng lúc càng mạnh mẽ. Rồi một cỗ uy áp đáng sợ từ trong năng lượng khuếch tán ra. Cỗ năng lượng này khiến cho Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy run sợ. Uy áp năng lượng thật đáng sợ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhìn vào năng lượng trong hỏa long đỉnh, trong cỗ năng lượng này mang theo một cỗ uy phong, uy áp này đủ để khiến cho những người yếu tim hồn phi phách tán. Cảm nhận uy áp này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi nóng bỏng và chờ mong. Uy áp càng mạnh chứng minh hiệu quả sau khi tấn chức của Thanh Linh Khải Giáp sẽ càng lớn. Linh hỏa thiêu đốt, máu tươi của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ trong hỏa long đỉnh ngày càng tinh thuần, năng lượng từ trong máu tươi tinh thuần tràn ra ngày càng kinh khủng. Mơ hồ có thể thấy được trong đoàn máu tươi tinh thuần kia có một thanh âm rít gào trầm thấp, tiếng gầm gừ này giống như hổ gầm. Tiếng gầm gừ vang lên, trong mi tâm Lục Lâm Thiên, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ liền có chút dị trạng khiến cho Lục Lâm Thiên vội vã vận chuyển linh hồn lực mới áp chế được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ. Trên Kiền Hiên đảo, hạ xuống một hòn đảo lớn phía dưới, hòn đảo này diện tích lớn tới dọa người. Hòn đảo lớn này cao nhất trong hải vực chung quanh, trên đảo bốn phía đều là một màu xanh ngắt. Độ cao giống như là vạn trượng, từ trên cao nhìn xuống, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo như tiên cảnh. Lúc này trên hòn đảo này xuất hiện không ít thân ảnh, bên trong có không ít nữ đệ tử của Kiền Hiên đảo. Nghe nói Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn đã tới, không biết hắn đang ở đâu. Ta muốn nhìn xem một chút người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi rốt cuộc có dáng dấp như thế nào. Hiện tại hắn đang ở bên trong trao đổi với đảo chủ và mấy vị trưởng lão đều đang ở bên trong bồi tiếp. Lục Lâm Thiên này có phải lớn lên có ba đầu sáu tay, uy vũ bất phàm như trong lời đồn không? Ta chưa từng gặp, nghe nói người này vô cùng anh tuấn a. Trên đảo có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận nói, dường như cũng có khá nhiều nữ đệ tử đang tập trung nói chuyện với nhau. Trong một tiểu thính, lúc này chung quanh đã sớm được bố trí một đạo cấm chế lợi hại. Trong tiểu thính lúc này có Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông, Lục Lâm Thiên còn có mấy cường giả tuyệt đối của Kiền Hiên đảo. Hai cường giả tôn cấp mà Lục Lâm Thiên gặp trước đó dưới thiên đảo cũng có mặt. Hai người này gọi là Đồ Linh Tôn giả cùng Trọng Nham Tôn giả. Chư vị, mọi chuyện chính là như vậy, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn ta còn có Thánh Linh Giáo và Nhật Sát Các hiện tại đã chuẩn bị hành động. Nếu như Kiền Hiên đảo gia nhập thì phần thắng của chúng ta sẽ càng cao hơn. Đương nhiên tất cả thu hoạch lần này thì chúng ta sẽ chia đều. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mọi người nói. Trong tiểu thính lúc này ngoại trừ Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tôn, Đồ Linh Tôn giả, Trọng Nham Tôn giả ra còn có hai trưởng lão của Kiền Hiên đảo. Nhìn Lục Lâm Thiên nói xong, sắc mặt cả đám không ngừng biến hóa. Tất cả đều biết thực lực Thánh Linh Giáo của Lục Lâm Thiên, còn có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông,
Nhật sát các tham dự, tương đương với việc khiến cho đại lục phong vân biến sắc a. Lục lão đệ, kết quả lần này ngươi muốn là? Sau khi suy tư một lát, Kim Sí Vương nói với Lục Lâm Thiên. Rất đơn giản, phải khiến cho ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Lục Lâm Thiên nói. Lục lão đệ, chuyện này không phải tầm thường, chung quy phải để cho chúng ta suy nghĩ một chút. Do dự một lát, Kim Sí Vương nhíu mày nói với Lục Lâm Thiên. Thực không dám giấu, ta còn muốn đi tới Tinh Ngục Các và Thiên Vân Đảo cho nên không thể dừng lại quá lâu. Lần này muốn làm cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ăn thiệt thời đã là chuyện không thành vấn đề, ta thấy kỳ đảo chủ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu được Kiền Hiên đảo tương trợ Phi Linh Môn chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không hoàn toàn có ý tứ cầu cạnh Kiền Hiên đảo. Bởi vì Lục Lâm Thiên biết, nếu như Kiền Hiên đảo tham dự thì đám người này đã chiếm được không ít tiện nghi. Hơn nữa sợ rằng Kiền Hiên đảo sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực làm Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Nhìn Lục Lâm Thiên, đám người Kim Sí Vương, Trọng Nham Tôn Giả, Đồ Linh Tôn Giả nhìn nhau, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông lập tức nói. Lục trưởng môn, chờ ta hai canh giờ, ta nhất định sẽ có câu trả lời. Đương nhiên không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, hai canh giờ thì hắn có thể chờ được. Có lẽ đại sự như vậy Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tôn cũng không thể làm chủ. Mi lát sau, ngoài hành lang, hai trưởng lão Kiền Hiên Đảo khách sáo đưa Lục Lâm Thiên đi tham quan trên Kiền Hiên Đảo một chút. Vừa ra khỏi tiểu thính ba người lập tức bị không ít nữ đệ tử của Kiền Hiên Đảo nhìn vào. Còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau tản đi. Một trưởng lão cười khổ với Lục Lâm Thiên một chút rồi lập tức quát lớn. Đảo chủ, việc này chúng ta nên quyết định như thế nào? Trong tiểu thính, Trọng Nham Tôn Giả nói với Kim Sí Vương. Trọng Nham trưởng lão, việc này ta còn cần hỏi một chút mới được. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Nhật Sát Các, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo. Động tĩnh lần này quá lớn, toàn bộ đại lục sợ rằng sẽ phong vân biến sắc. Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông than thở. Sợ rằng Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai còn chưa biết sắp xếp của Lục Lâm Thiên. Lần này ba sơn môn này phải ngã rồi. Trọng Nham Tôn Giả nói. Bọn họ quá coi thường Lục Lâm Thiên này không đơn giản một chút nào. Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông nói. Thủ đoạn quỷ dị của Lục Lâm Thiên này không ít a. Không ngờ có thể dùng linh hồn phân thân mà tới đây. Bí pháp có thể ngưng tụ linh hồn phân thân cực kỳ quỷ dị. Đồ Linh Tôn Giả than nhẹ. Sau khi biết được Lục Lâm Thiên hiện tại chính là thân thể linh hồn khiến cho hắn chấn động không ít. Trong thiên trụ giới, năng lượng ba động càng lúc càng kinh khủng. Đoàn máu tươi càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng đám sương mù màu trắng chậm rãi bay lên rồi tiêu tán trong không gian. Lúc này trong Hỏa Long đỉnh, đoàn máu tươi to lớn ban đầu giờ chỉ còn nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Đoàn máu tươi này dưới sự bao phủ của linh hỏa chậm rãi xoay tròn, năng lượng không ngừng phát tán ra. Mà những năng lượng tán ra này khiến cho không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng vặn vẹo. Bên ngoài thi thoảng có một tia điện mang xuất hiện rồi lập tức chui vào trong máu tươi. Ánh mắt nhìn vào đoàn máu tươi trải qua luyện hóa loại bỏ tạp chất, bên trong rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, trong nháy mắt bộc phát ra chân khí nóng bỏng kinh người. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đoàn máu tươi này lập tức ba động, thậm chí còn tạo thành một dòng xoáy nhỏ bên trong. Không gian chung quanh dòng xoáy giống như đình trệ, một cỗ quang mang chói mắt từ bên trong bạo phát. Giống. Quang mang mạnh mẽ bạo phát, uy áp kinh khủng mang theo tiếng hổ gầm quanh quẩn trong không gian. Trong nghi tâm Lục Lâm Thiên, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ lần nữa bị tác động. Lúc này vòng xoáy bằng năng lượng trong máu tươi mơ hồ có một đầu cự hổ hư ảo thành hình, tỏa ra một cỗ uy áp hùng hậu khiến cho người ta kinh hãi. Thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Máu của yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong không ngờ lại mang theo năng lượng mạnh mẽ tới tình mức này. Lập tức trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên sự vui vẻ, máu tươi rốt cuộc cũng bị hắn luyện hóa thành công. Kế tiếp hắn có thể chuẩn bị đem thanh linh khải giáp tấn chức lên hình thái thứ hai. Trên Kiền Hiên đảo, hai canh giờ cũng không chậm, khi Lục Lâm Thiên trở lại tiểu thính thì đám người Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông đã có mắt. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên quay lại, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông mỉm cười.
ngại quá, đã để Lục trưởng môn đợi lâu. Lục Lâm Thiên nhìn Kim Sĩ Vương nói. Kỳ đảo chủ, không biết kết quả chư vị thương nghị là thế nào. Lục trưởng môn cứ việc sắp xếp, Kiền Hiên đảo chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Lần trước nhận được sự chiếu cố của Lục trưởng môn, lần này Phi Linh môn gặp phải phiền phức, Kiền Hiên đảo ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, vậy thì ta phải đa tạ kỳ đảo chủ rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, có Kiền Hiên đảo gia nhập, phần thắng của hắn càng thêm lớn hơn. Thanh Linh khải giáp. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân lập tức được bao bọc bởi Thanh Linh khải giáp. Toàn bộ thân thể hắn được bao phủ dưới khải giáp, mỗi một mảnh lân phiến trên khải giáp đều tràn ra quang mang màu vàng. Thu. Thủ ấn được kết, ngón tay khẽ bấm, đoàn máu tươi nhỏ bằng nắm tay trẻ con trong hỏa long đỉnh lập tức bị Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn đoàn máu tươi tinh thuần không gì sánh được của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ, bên trong một cỗ năng lượng cuồng bạo khiến cho người ta khiếp sợ giống như sắp bạo phát, bắt đầu điên cuồng ba động. Tấn chức lên hình thái thứ hai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thủ ấn lại được kết, trên Thanh Linh khải giáp, quang mang chói mắt, đoàn máu tươi nhỏ bằng nắm tay này trong nháy mắt tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, trực tiếp rơi vào một khối lân phiến trên mi tâm Lục Lâm Thiên. Đám máu tươi này chui vào trong lân phiến lập tức điên cuồng rung động. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên cảm giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần mà hùng hồn lặng lẽ thẩm thấu vào trong mỗi một mảnh lân phiến trên Thanh Linh khải giáp. Mà ngay khi cỗ năng lượng này khuếch tán, năng lượng trong máu tươi lập tức bạo phát, trong lòng Lục Lâm Thiên run rẩy, đột nhiên phát hiện ra Thanh Linh khải giáp của hắn co lại. Lân phiến giống như chìm vào trong, một cỗ năng lượng kinh khủng theo đó lập tức trút xuống cơ thể hắn. Trong cỗ năng lượng này mang theo một cỗ điện mang lực, tỏa ra quanh quẩn. Điện mang lực trong máu không ngờ lại trực tiếp trút xuống cơ thể hắn, điện mang trút xuống mang theo lực lượng cuồng bạo, giống như muốn phá hủy thân thể của hắn vậy. Siêu siêu. Cũng may thân thể Lục Lâm Thiên đã sớm được Tử Kim Huyền Lôi rèn luyện, lúc này điện mang trút xuống, trong tứ chi bách hải lập tức có ánh sáng màu tím quanh quẩn, sau đó lập tức hấp thu những điện mang này. Lục Lâm Thiên sợ hãi than, cũng may thân thể hắn đã được Tử Kim Huyền Lôi rèn luyện qua, nếu không, chỉ bằng vào điện mang lực này là có thể phá hủy thân thể hắn. Năng lượng của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ Bát Giai Hậu Kỳ đỉnh phong quả nhiên quá cuồng bạo. Siêu siêu. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, trên mỗi một lân phiến của Thanh Linh khải giáp đều tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Những năng lượng này dây dưa với nhau, lập tức chui vào trong tứ chi bách hải của hắn. Dưới cỗ năng lượng này, dường như gân cốt, cơ thể, huyết mạch, kinh mạch của hắn đều biến dạng. A, à, đau đớn truyền đến Lục Lâm Thiên cũng không biết Thanh Linh khải giáp tấn chức sẽ khiến cho cơ thể hắn biến dạng như bây giờ. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cảm giác trên Thanh Linh khải giáp, hai tay hai chân cùng với lưng hắn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập, đang khiến cho thân thể hắn vặn vẹo, biến dạng. Siêu. Dưới cỗ năng lượng kinh khủng này, lần phiến Thanh Linh khải giáp co lại, trong giây lát Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra, trên tay hắn đã thu lại có một lợi chảo sắc bén kéo ra. Lợi chảo giống như chân hổ, trên đôi chân cũng được lân phiến bao phủ, có lợi chảo được sinh ra. Siêu siêu. Âm hưởng liên tục quanh quẩn, mỗi một lân phiến trên Thanh Linh khải giáp dường như đều biến hóa, dường như đang trọng tổ, mang theo năng lượng kinh người. Lục Lâm Thiên có cảm giác thân thể hắn như nứt ra rồi lại khép lại. Lục Lâm Thiên cố gắng chịu đựng đau đớn, nhìn thân thể của bản thân, hắn có cảm giác thân thể của mình đang biến hóa. Thân thể dưới sự bao phủ của lân phiến, gân cốt, tứ chi bách hải, huyết mạch kinh mạch đều mở rộng. Loại cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên nghĩ tới hai chữ đó là biến thể, lúc này hắn giống như đang biến thể, biến hóa kỳ diệu như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thanh Linh khải giáp mà Nam Thúc cấp cho hắn quả thực vô cùng quỷ dị. Dưới năng lượng tràn ngập, lúc này vô hình chung Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác, dường như hắn chính là một đầu cự hổ vua của vạn thú, toàn thân tràn ngập năng lượng. Trong lòng vô cùng áp lực. Lúc này cảm giác dường như trong cơ thể có một cỗ chọc khí khiến cho hắn không thở ra không chịu được, tức thì hắn hét lớn một tiếng. Giống. Tiếng hét lớn này của Lục Lâm Thiên lúc này cũng giống như hổ gầm, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp lớn. Đồng thời, toàn thân Lục Lâm Thiên như bành trướng ra, giống như là sắp bạo tạc vậy. A. À, dưới đau đớn khó có thể chịu được này, Lục Lâm Thiên vẫn nhẫn lại cắn răng chống lại tất cả. Lúc này tứ chi bách hải trong cơ thể hắn đều được mở rộng,
kinh mạch trong cơ thể bị xé mở, toàn bộ thân thể tràn ngập điện mang. Giống, thân thể bành trướng, Lục Lâm Thiên cảm giác hắn sắp bị nổ tung, miệng lại hét lớn một tiếng, thanh âm giống như hổ gầm. Huyết Mị, Hắc Hùng đang tu luyện lúc này cũng bị động tĩnh lớn hấp dẫn tới. Nhìn biến hóa phía xa của chủ nhân, cỗ uy áp mạnh mẽ trên người khiến cho ánh mắt hai người cực kỳ kinh hãi. Dưới cỗ uy áp này hai người vô hình chung đã bị ảnh hưởng. Siêu siêu. Điện mang quanh quẩn, thân thể Lục Lâm Thiên còn đang bành trướng đã lập tức hóa thành to lớn cao chừng ba thước. Lục Lâm Thiên cảm giác bản thân mình sắp bị xé rách, thân thể vẫn còn đang bành trướng, mở rộng. 10 thước, 15 thước, 20 thước, 30 thước, 40 thước. Giống. Thân thể đau đớn khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà rít gào liên tục. Lần phiến của thanh linh khải giáp làm ảnh hưởng tới cơ thể hắn để thân thể biến hóa theo. Lần phiến chẳng chịt giống như là một tấm võng lớn khiến cho thân thể hắn không ngừng biến hóa. 50 thước, 60 thước, 70 thước, 80 thước, 90 thước, 100 thước. Giống. Khi tiếng rít gào của Lục Lâm Thiên lại quanh quẩn trên không gian, thân thể cao lớn lúc này đã cao trên 100 thước, hai tay hóa thành chân hổ to lớn. Thân hình Lục Lâm Thiên cuồn cuộn. Lơ lửng đứng trên bầu trời, toàn thân được lân phiến bao trùm. Giờ phút này thân hình cao lớn tràn ngập lân phiến của Lục Lâm Thiên đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ. Thân hình cuộn cuộn, cao chừng 10 trượng, thế nhưng lại dài 3-40 trượng, thân cao 100 thước vừa rồi chỉ là thân thể dưới trạng thái đứng thẳng mà thôi. Huyết Mị, Hắc Hùng ở phía xa nhìn thấy hình dáng này ánh mắt không khỏi kinh hãi. Lúc này vị chủ nhân trước mặt bọn họ đã hóa thành một đầu cự hổ mạnh mẽ, to lớn. Thân thể chỉ cao chừng 10 trượng, dài 3-40 trượng, thân thể này chỉ bằng 1/8 của Hắc Hùng, thế nhưng đối với nhân loại mà nói cũng tuyệt đối khổng lồ. Lúc này cả người Lục Lâm Thiên là màu xanh, toàn thân thậm chí ngay cả tứ chi đều được lân phiến màu xanh bao phủ. Lân phiến màu xanh này giống như đao mang, đem thân thể Lục Lâm Thiên bao phủ vào bên trong. Trên lân phiến màu xanh này có một bí văn màu trắng, hai tay hai chân hóa thành tứ chi của cự hổ. Trên cái đầu lớn ngay cả hai mắt cũng mở rộng ra, đầu được lân phiến chẳng chịt bao phủ. Thật ra hắn cũng không có hoàn toàn hóa thành cự hổ, phía sau cũng không có đuôi. Hình thái của Lục Lâm Thiên lúc này chính là một đầu cự hổ màu xanh trắng hoàn chỉnh, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hung mãnh dị thường. Quanh thân còn có điện mang quanh quẩn, tỏa ra một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nghiêm túc mà nói, lúc này Lục Lâm Thiên chỉ giống Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ chín thành. Tuy rằng giống cự hổ, thế nhưng lại vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt. Quả là sự dung hợp huyền ảo, tự nhiên như vậy khiến cho người ta run sợ. Thành công rồi. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được kích động, thân thể di chuyển, Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân hắn giống như là một vương giả của vạn thú. Tứ chi tráng kiện, lực lượng mạnh mẽ, vung lợi chảo lên, tâm niệm khẽ động, trên lợi chảo tức thì có điện mang quanh quẩn. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được. Chỉ cần lúc này hắn chụp ra một chảo tuyệt đối có lực lượng xé rách không gian, sợ rằng chỉ bằng vào lực lượng bản thân của hắn đánh một kích ra cũng có thể đem vũ tôn nhất trọng bình thường xé thành mảnh nhỏ. Giống. Thân hình Lục Lâm Thiên đứng lên, cao lớn chừng 100 thước, giống như một đầu cự hổ đứng thẳng. Lúc đứng thẳng thế này Lục Lâm Thiên có cảm giác vô cùng bình thường, không có gì khó chịu. Toàn thân hắn được lân phiến màu xanh giống như đao mang bao phủ, hai tay thành cự chảo. Hai tay mở rộng ra vẫn là bàn tay như cũ, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào nếu như hắn xuất thủ công kích. Thứ duy nhất khác, chính là trên bàn tay có năm lợi chảo sắc bén. Mà lúc này khi thân thể Lục Lâm Thiên đứng thẳng, uy lực của khải giáp hình hổ này được thôi động tới mức tận cùng, thân thể uốn lượn, hắn có thể cảm giác được khải giáp hình hổ này đem cho hắn lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh người. Loại khí thế trên người lúc này đủ để khiến cho người thiếu can đảm hồn phi phách tán. Mà đứng bằng tứ chi thì đã không còn loại ưu thế như thế nữa. Đối với thân thể này Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn, hiện tại hẳn là tôn cấp tam trọng, tứ trọng cũng không thể lay động tới thân thể của hắn, thân thể càng lớn, tiện nghi chiếm được càng lớn hơn. Giống, thân thể Lục Lâm Thiên lần nữa uốn lượn, toàn thân mang theo điện mang màu trắng, trong cơ thể truyền ra âm hưởng lách cách thanh thúy, một loại cảm giác có lực lượng vô cùng tức thì bạo phát. Đôi mắt nhìn về phía xa khiến cho Huyết Mị và Hắc Hùng phía xa hồn phi phách tán. Thu, tâm thần khẽ động, điện mang quanh thân lưu chuyển, quang mang lóe lên, thân thể hình hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt co rút lại, lập tức hóa thành hình người,
thân thể khẽ khom lại, lập tức xuất hiện hoàn hảo trong không gian. Chúc mừng chủ nhân lấy được thêm một bản lĩnh. Huyết Mị, Hắc Hùng mang theo sự chấn động đi tới bên người Lục Lâm Thiên, hình hổ vừa rồi của chủ nhân khiến cho trong lòng bọn họ bị áp chế. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, thanh linh khải giáp tấn chức hình thái yêu thú, tuy rằng hắn ăn không ít vị đắng, thế nhưng tuyệt đối là đáng giá. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên ngẫm lại cũng có chút khiếp sợ, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, có bất diệt huyền thể, người bình thường nếu như muốn tấn chức hình thái yêu thú này, quả thực chính là muốn chết, thân thể tuyệt đối sẽ phân thành mấy mảnh. Hình thái thứ hai sau này gọi là hổ biến đi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, thanh linh khải giáp sau này có thể thôi động ra hình thái thứ hai. Tuy rằng còn chưa thử nghiệm qua, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, lực phòng ngự tuyệt đối đã tới tình trạng kinh khủng. Hắc Hùng, Huyết Mị, các ngươi ăn vào thứ này, tranh thủ đột phá bát giai đi. Lục Lâm Thiên nhìn Huyết Mị và Hắc Hùng, lúc này khí thức của hai người đều đã đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong, trong tay hắn lập tức xuất hiện hai vật màu đỏ đưa cho hai người. Vật màu đỏ này lớn bằng bàn tay, cả vật thể màu đỏ, trên mặt lan tràn huyết sắc quang mang, năng lượng mạnh mẽ tức thì lan tràn ra. Chủ nhân, đây chính là huyết linh chi vạn năm. Huyết Mị tiếp nhận vật màu đỏ trong tay Lục Lâm Thiên, nhìn vật giống như linh chi này nàng lập tức kinh ngạc hỏi, dường như nàng cũng nhận ra được vật này. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, huyết linh chi vạn năm tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Đây chính là một trong những linh dược mà hắn thu được trong động phủ bàn hủy khi trước. Là linh dược chân quý nhất trong mấy thứ, đại bộ phận linh dược yêu thú, linh thú sau khi dùng cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì không thể hấp thu được hết. Chỉ có một số ít linh dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi, và huyết linh chi này chính là một trong số đó. Mà huyết linh chi này lại là vạn năm, là tồn tại chân quý nhất trong huyết linh chỉ. Bên ngoài căn bản khó có thể tìm được, năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ khổng lồ, yêu thú, linh thú có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong. Vốn dự định ban đầu của Lục Lâm Thiên chính là để tới khi đột phá tôn cấp sẽ dùng huyết linh chi này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Huyết Mị và Hắc Hùng đột phá thất giai hậu kỳ, nếu như có thể đột phá tới bát giai mà nói, thực lực không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn nhiều. Hiện tại hắn muốn đột phá tôn cấp hẳn là cũng không cần tới huyết linh chi vạn năm này nữa. Hắc Hùng, Huyết Mị, các ngươi ăn vào huyết linh chi đi, tiếp tục bế quan, những chuyện khác hiện tại không cần các ngươi, chỉ cần chuyên tâm đột phá là được rồi. Lục Lâm Thiên nói với hai người. Vâng. Hai người kích động đáp xong lập tức lui về phía sau khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị dùng huyết linh chi vạn năm để đột phá. Đột phá bát giai, đây chính là mộng tưởng mà bất kỳ yêu thú, linh thú nào đều có. Hắc Hùng, Huyết Mị lui ra. Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, bên ngoài sợ rằng mới qua một ngày đêm, trong thiên trụ giới cũng còn nhiều thời gian. Luyện chế khôi lỗi vậy. Lục Lâm Thiên thầm nói, lần trước ở dưới thiên đảo hắn đã thu được không ít thi thể. Đều là vũ vương, tuy rằng khôi lỗi được luyện chế bằng thi thể không bằng hoạt nhân khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi cấp bậc vũ vương tuyệt đối kinh khủng. Lại nói tới Ba Sơn Môn Hóa Vũ Tông, Lục Lâm Thiên xác định không cần bao lâu nữa hắn và Ba Sơn Môn này sẽ xảy ra đại chiến kinh thiên. Trong đại chiến, uy lực mà khôi lỗi phát huy ra tuyệt đối là kinh khủng nhất. Siêu siêu, tâm thần thả ra, lưu quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe, trước người Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một cỗ thi thể. Luyện chế khôi lỗi. Lục Lâm Thiên nhìn vào cỗ thi thể này, hoạt nhân khôi lỗi tuy rằng so với khôi lỗi do tử thi luyện chế ra tốt hơn không ít. Thế nhưng khôi lỗi do thi thể luyện chế ra cũng cực kỳ kinh khủng, đồng thời luyện chế cũng dễ, thủ đoạn luyện chế cũng đơn giản hơn. Siêu siêu. Thủ ấn biến hóa, lưu quang trên nhẫn chữ vật lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một đống tài liệu, những tài liệu này đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần tới, đương nhiên Lục Lâm Thiên không thể thiếu. Lúc này không còn giống khi trước, luyện chế đan dược, khôi lỗi cái gì cũng thiếu. Thời điểm ở Trấn Thanh Vân hắn luyện chế đan dược còn phải nợ tiền. Khôi lỗi, điều kinh khủng nhất của nó chính là lực phòng ngự của thân thể. Mà luyện chế cần không ít tài liệu phụ trợ, mặc dù thân thể cường giả Vũ Vương cũng đã rất mạnh, chỉ là nếu như muốn luyện chế thành mạnh mẽ hơn thì còn chưa đủ. Còn cần không ít tài liệu phụ trợ, sau khi luyện chế mới có được thân thể cường hãn tới mức tận cùng. Luyện chế thi thể Vũ Vương, nếu như Vũ Vương này lúc sinh tiền chính là Vũ Vương lục trọng mà nói, khôi lỗi luyện chế ra được tốt nhất cũng chỉ là khôi lỗi cấp 7 tới sát biên giới trung kỳ mà thôi. Không giống như hoạt nhân khôi lỗi,
sau khi luyện chế thực lực tăng lên rất nhiều. Siêu siêu, khoanh chân mà ngồi, Lục Lâm Thiên không dừng lại, hỏa long đỉnh còn chưa thu hồi, lúc này hắn rót linh lực vào trong hỏa long đỉnh, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gào. Dưới sự bao vây của hỏa diễm nóng bỏng, Lục Lâm Thiên trực tiếp đem một đống lớn tài liệu ném vào trong hỏa long đỉnh cùng nhau luyện hóa. Luyện hóa những tài liệu này hoàn toàn nằm trong khống chế của Lục Lâm Thiên. Tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp 7 đối với Lục Lâm Thiên mà nói, đương nhiên không thành vấn đề. Có linh hồn lực mạnh mẽ khống chế tinh diệu, lúc này hắn mới dám làm như vậy. Nếu như chậm rãi luyện chế thì không được, hiện tại Lục Lâm Thiên không dám làm lỡ thời gian, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ. Luyện hóa tài liệu, loại luyện hóa này cũng không cần có quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần tiêu hao không ít mà thôi. Mà tiêu hao khi luyện hóa tài liệu khôi lỗi cấp 7 cần, đối với tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cũng không có bao lâu, thời gian cũng không ngắn, dù sao đây cũng là tài liệu luyện chế khôi lỗi cấp 7, không phải thứ đơn giản có thể luyện hóa được. Huống chi Lục Lâm Thiên lại đem một đống lớn tài liệu cùng nhau luyện hóa, cho nên phải mất gần 4 canh giờ mới xong xuôi. Gần 4 canh giờ trôi qua, Lục Lâm Thiên lúc này mới đem tài liệu phụ trợ hoàn toàn luyện hóa. Trong hỏa long đỉnh có một đoàn dung dịch tinh thuần giống như nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Những dung dịch này một khi động lại tuyệt đối còn cứng hơn so với tinh cương. Bước thứ hai. Thủ ấn Lục Lâm Thiên biến đổi, một đạo quang mang bao vây một cỗ thi thể trên mặt đất, trực tiếp quăng vào trong hỏa long đỉnh. Siêu sư. Thi thể này bị quăng vào trong hỏa long đỉnh, dưới sự bao vây của linh hỏa, y phục trên người nhất thời hóa thành cho tàn, lộ ra thân thể lõa. Làn da trên người dưới hỏa diễm nóng bỏng lập tức phát ra tiếng xèo xèo, từng tia huyết tương không ngừng chảy ra, cuối cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng tiêu tán trên hỏa long đỉnh. Lục Lâm Thiên vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa, lúc này hắn không dám có chút sơ ý nào. Linh hỏa quá lớn, đủ để đốt cháy thi thể thành cho tàn, linh hỏa quá yếu thì không thể luyện chế ra tạp chất bên trong thân thể, không đạt được điều kiện mà khôi lỗi cần. Tất cả chuyện này cần một kinh nghiệm luyện chế phong phú. Còn sự khống chế đối với linh hồn lực phải tinh diệu. Lúc này linh hồn lực của Lục Lâm Thiên bao phủ toàn bộ bên trong hỏa long đỉnh, bất luận một biến hóa nhỏ nào đều nằm trong dò xét của Lục Lâm Thiên. Trên linh thiên môn, núi non trùng trùng điệp điệp, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc bên trên. Sắc trời vừa sáng, cơn gió thổi qua, trong không khí mang theo sự mát mẻ, khoan khoái. Lữ Chính Cường chắp tay mà đứng trong tiểu viện, đã tròn một đêm. Đặc biệt từ tin tức mới nhận được tối hôm qua khiến hắn càng không thể yên tâm. Tối hôm qua hắn mới biết được phân đà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều bị phi linh phá hủy, tử thương thảm trọng. Phi linh môn lớn mật như vậy khiến cho Lữ Chính Cường không thể giải thích được. Ba sơn môn này hiện tại đang nổi giận, linh thiên môn cũng đã nhận được tin tức, ba sơn môn này dường như đang thương nghị việc liên thủ tiêu diệt phi linh môn. Lần này ba sơn môn kia tuyệt đối sẽ động thủ thật. Nếu như không có kỳ tích mà nói, phi linh môn sẽ trở thành huyền thiên môn thứ hai khi trước. Mà thực lực của huyền thiên môn khi trước, hiện tại phi linh môn còn khó bằng được bóng lưng của nó, thực lực của phi linh môn, coi như có băng mộc tôn giả sát phá quân, tuyệt đối không thể chống đỡ được Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông còn có Hắc Sát Giáo công kích. Động tĩnh của ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này gần đây khiến cho Lữ Chính Cường không thể yên tâm. Mục tiêu chân chính của ba sơn môn này sợ rằng chính là linh thiên môn. Hắn muốn đồng thời chống lại ba sơn môn này tuyệt đối là điều không thể. Ai, tiểu tử con rốt cuộc có trở về hay không? Nếu như đã trở về cũng nên tới chỗ ta chứ. Tiểu tử hỗn đản này, rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì? Lữ Chính Cường thì thào thở dài, lúc này hắn đã bó tay, chỉ có thể trông chờ vào tiểu tử kia. Phi linh môn chuyển mình thì linh thiên môn của hắn mới có cơ hội. Trưởng môn, tin tức mới nhất. Lưu trưởng lão Lưu Dịch Hoành vội vã đi tới bên người Lữ Chính Cường, một khối ngọc giản tin tức nhanh chóng xuất hiện trong tay Lữ Chính Cường. Tâm thần được rót vào, quang mang trên ngọc giản chợt lóe rồi dần mờ nhạt. Lúc này Lữ Chính Cường không ngờ lại mỉm cười nói. Tiểu tử này quả thực đã trở về. Trưởng môn, thám tử báo lại, một tháng trước Lục Lâm Thiên đã về tới Phi Linh Môn. Mấy cường giả kia chính là tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn. Sau khi trở về Lục Lâm Thiên chưa từng rời khỏi Phi Linh Môn. Nhưng đã có hơn 10 vạn nhân mã của Phi Linh Môn hiện tại đang ở trên đường.
Mục tiêu theo như suy đoán của ta chính là Thiên Môn Cốc, căn cứ vào thám tử Linh Thiên Môn gần đó của chúng ta báo lại. Tất cả yêu thú và đệ tử của Phi Linh Môn đang công kích mấy tòa đại thành gần đó đều đang rút lui. Mục tiêu dường như cũng là Thiên Môn Cốc. Lưu Dịch Hoành nói, tiểu tử này, đồng thời chọc giận Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, dường như còn cố ý dùng Thiên Môn Cốc ngăn cản Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, nó muốn tìm chết sao? Lữ Chính Cường nhíu mày, hắn không thể hiểu được chuyện này, chỉ bằng một chút thực lực này của Phi Linh Môn làm sao có thể chống lại ba quái vật lớn kia. Trưởng môn, chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Lưu Dịch Hoành trầm tư một lát rồi nói. Các đệ tử chuẩn bị cho tốt, tùy thời xuất phát. Lữ Chính Cường do dự một lát rồi lập tức nói. Ánh mắt nhìn vào dạng mây đỏ ở phía đông, mặt trời lúc này đang chậm rãi mọc lên, quang mang vạn trượng chiếu xuống mặt đất. Tiểu tử, lẽ nào con đã có sắp xếp rồi sao? Hay là cường giả thần bí trong Phi Linh Môn rốt cuộc cũng hiện thân? Lữ Chính Cường nhìn mặt trời rồi lẩm bẩm nói, đôi mắt như bị nhuộm thành màu đỏ, giống như là máu tươi, không ngờ lại có một cỗ khí tức máu tanh lan tràn ra. Vào ban đêm, trên vòng trời, vầng trăng sáng treo lơ lửng, trên Đông Hải vô biên, yên tĩnh không gì sánh được chỉ có sóng biển đi tới đi lui. Trong Đông Hải, trên một quân sơn khổng lồ, trùng điệp, từng tảng đá kỳ dị xuất hiện. Dưới bóng đêm này cả quần sơn bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Sương trắng liên miên bao phủ quần đảo vô biên, rộng lớn, giống như một dải phân cách giữa trời và đất, khiến cho người ta nhìn vào cực kỳ chấn động. Quần đảo lớn xuất hiện trong hải vực khổng lồ này sợ rằng người Đông Hải không ai không biết tới nó, đây chính là chỗ của Tinh Mục Các. Một trong tứ các tứ đảo, mức độ khổng lồ không cần nói cũng biết. Lúc này Lục Lâm Thiên xuất hiện trên hải vực, ánh trăng chiếu rọi xuống, xuyên qua sương trắng, giống như là vô số lợi trảo của quỷ xé rách trời cao trong đêm đen vắng vẻ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trên hải vực này những ngôi sao trên bầu trời dường như gần hơn lại, như dắt ở trên đỉnh những ngọn núi cao về Upsilon T trong mây kia. Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn tới đây bái phỏng. Nhìn phía trước, thanh âm nhàn nhạt của Lục Lâm Thiên truyền ra. Thanh âm không lớn thế nhưng lại vang vọng truyền tới phía xa. Trên đại lục Linh Vũ, dưới một quần sơn hùng vĩ có một mảnh núi non nguy nga, vách đá rực rỡ, thấp thoáng không ít kiến trúc. Từng ngọn núi trùng điệp, xanh ngắt, cao và dốc, từ trên nhìn xuống dưới toàn bộ tầm nhìn đều bị mây mù che khuất. Trong một đình viện tinh xảo, một đạo thân ảnh đang đứng đó, đôi mắt sáng sủa, ngũ quan góc cạnh phân minh mà anh tuấn, trên người mặc một trường bào màu xanh, mái tóc dài trên áo choàng. Trên người tỏa ra khí phách uy chấn thiên hạ, đây chính là tông chủ Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên. Lúc này vẻ mặt Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng, khi quang mang trên một khối ngọc giản tin tức yếu đi, vẻ mặt hắn lúc này mới giãn ra được một chút, thế nhưng lại có chút nghi hoặc. Cùng lúc phá hủy phân đà của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, tiểu tử này không ngờ lại có nhiều cường giả xa lạ như vậy. Thiên thủ quỷ tôn hẳn chính là thiên thủ quỷ vương khi trước. Là sư phụ Thanh Hỏa Lão Quỷ, không ngờ người này đã đột phá tôn cấp lại còn gia nhập Phi Linh Môn. Mấy người còn lại đều là yêu thú hoặc linh thú, hộ môn tôn sứ, lẽ nào đều tới bát giai rồi sao? Vân Khiếu Thiên thì thào nói. Tông chủ, Lục Lâm Thiên từ Đông Hải trở về vô cùng nhanh chóng. Lần trước khi chúng ta thu được tin tức hắn còn đang ở trong Đông Hải, không ngờ nhanh như vậy đã trở về, còn tạo thành động tĩnh lớn như vậy nữa. Một lần phá hủy cả chục phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, tiểu tử này giống như muốn làm ba sơn môn này tức giận dẫn tới tiêu diệt Phi Linh Môn A. Sắc mặt đại hộ pháp ngưng trọng, đám sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang kia tuyệt đối không phải là thứ mà Phi Linh Môn có thể trêu vào. Huống chi lúc này Lục Lâm Thiên lại một lần trêu vào cả ba. Tiểu tử này từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện gì mạo hiểm mà không nắm chắc, người của Phi Linh Môn tập trung vào Thiên Môn Cốc. Ta thấy tiểu tử này đã có tính toán gì đó. Trường bào Vân Khiếu Thiên run lên, chắp tay đứng đó, khóe miệng xuất hiện thiếu ý nhàn nhạt. Tông chủ, tiểu tử này lấy cái gì mà đối phó với đám sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang, coi như là Linh Thiên Môn cũng không được a? Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia che giấu vô cùng sâu, không có nắm chắc, bằng vào tính cách gian trá của nó tuyệt đối sẽ không nắm chắc mà đã dám trêu vào đám người Lan Lăng Sơn Trang. Vân Khiếu Thiên tràn ngập tự tin, ánh mắt nhìn người của hắn tuyệt đối không thể sai được. Tông chủ,
vì sao tiểu tử kia vừa về tới Phi Linh Môn lập tức ở bên trong đó, còn chưa tới tìm chúng ta nhờ vả, lẽ nào hắn không cần Vân Dương Tông chúng ta tương trợ? Đại hộ pháp có chút nghi hoặc, còn không ít chuyện hắn còn chưa thể nghĩ ra. Nếu như tiểu tử này đến Vân Dương Tông trước tiên, vậy thì chứng minh nó đã không còn cách nào khác. Hiện tại nó còn chưa tới Vân Dương Tông, ta chứng minh nó đã sớm có chuẩn bị, hoặc là đang chuẩn bị. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này nhất định đang bố trí cái gì đó. Khi đến Vân Dương Tông chúng ta nhất định là thời gian thu lưới. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Tông chủ, tiểu tử kia không có loại thế lực như thế à? Đại hộ pháp vẫn nghĩ không thông được. Mặc kệ làm sao, lần này thực lực của Phi Linh Môn có bao nhiêu sẽ phải xuất hiện, vị cường giả thần bí ẩn giấu trong Phi Linh Môn có lẽ cũng sẽ hiện thân. Vân Khiếu Thiên nheo mắt, vị cường giả ẩn giấu trong Phi Linh Môn, chống đỡ sau lưng Lục Lâm Thiên rốt cuộc là ai, nói không chừng lúc này sẽ lộ diện. Tông chủ, hiện tại chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Có cần chuẩn bị một chút hay không? Đại hộ pháp hỏi. Ta đoán có lẽ không cần bao lâu nữa thì tiểu tử kia sẽ tới đây. Trong cổ vực lần này không hề yên bình, tốt hơn nên chuẩn bị cho tốt. Khi tiểu tử kia tới đây thì cũng chính là lúc Vân Dương Tông ta bước vào cổ vực. Vân Khiếu Thiên nói, trong mắt tràn ngập sự tự tin, cùng với một cỗ khí phách. Vâng. Đại hộ pháp gật đầu đáp rồi lập tức lui xuống. Tiểu tử, là long hay là hổ thì lần này sẽ hiện ra. Là long hay là trùng cũng phải nhìn vào lần này. Có Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo làm đá kê chân, cũng đủ để khiến cho đại lục khiếp sợ. Đại hộ pháp rời đi, Vân Khiếu Thiên chắp tay đứng đó, miệng thì thào nói nhỏ. Tinh Ngục Các, trong một đám kiến trúc nguy nga, trên một ngọn núi, Hắc Linh Vương, Lục Lâm Thiên cùng với mấy vị trưởng lão đều ở trên ngọn núi. Lục trưởng môn lần trước chiếu cố Tinh Ngục Các chúng ta, lúc này Phi Linh Môn gặp nạn, Tinh Ngục Các chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Linh Vương nói, đa tạ ô các chủ. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên rồi mỉm cười. Một lát sau Lục Lâm Thiên thả người rời đi. Trên ngọn núi, ánh mắt mọi người lúc này vẫn dõi theo bóng lưng hắn. Không ngờ Lục Lâm Thiên này có thể kéo theo Nhật Sát Các và Kiền Hiên Đảo. Một trưởng lão vũ tôn nhìn chăm chú vào bóng lưng Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo. Lại thêm Tinh Ngục Các của chúng ta. Ta thấy Thiên Vân Đảo nhất định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực này. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không ngờ lại có hậu quả như vậy. Một trưởng lão Linh Tôn nói. Đại lục đã yên bình lâu lắm rồi. Hắc Linh Vương nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười. Trong thiên trụ giới, theo linh hỏa luyện chế, cỗ thi thể kia lúc này đã biến thành huyết nhục mơ hồ. Không ngừng có sương mù màu trắng toát ra. Toàn bộ tạp chất trong cơ thể lúc này đang nhanh chóng bị luyện hóa, gân cốt trong cơ thể đang co rút, dường như có thêm lực lượng ngưng tụ, chờ đợi bạo phát. Cứ như vậy luyện chế, một lát sau cỗ thân thể này đã chuyển thành màu đen. Tất cả bên trong dường như đều thu lại, cường độ thi thể này so với trước mạnh hơn không chỉ mấy lần, gân cốt cơ thể đều trải qua luyện chế tuyệt đối. Nhìn cảnh này, Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn biến đổi. Trong mi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra rồi lập tức tiến vào trong mi tâm của thi thể bên trong Hỏa Long đỉnh. Một đạo linh lực chui vào trong đầu thi thể này, dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký ở bên trong. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Đồng thời, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy dung dịch nóng bỏng trong Hỏa Long đỉnh bỗng dưng sôi trào lên, lập tức tưới lên thi thể này. Ken két. Giờ phút này, dung dịch nóng bỏng tưới trên thi thể phát ra tiếng ken két, nhiệt độ nóng bỏng lần nữa kéo lên. Trên thi thể này từ đầu tới chân đều được dung dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra. Siêu siêu. Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào trên thi thể. Dưới quang mang kỳ dị kia, đôi mắt vốn trống rỗng của thi thể trong nháy mắt mở ra, một ánh mắt lạnh lẽo, tái nhợt. Dung dịch rót vào, thân thể bắt đầu đen lại. Trên bề mặt sáng bóng vô cùng. Tụ cho ta. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một thủ ấn. Đồng thời khí tức quanh thân thi thể này trong nháy mắt run run, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ra rồi thu liễm lại. Thu. Phất tay một cái, thi thể đã bị luyện chế thành khôi lỗi lập tức nhảy tới bên người Lục Lâm Thiên.
trong ánh mắt trống rỗng kia lúc này mang theo tinh mang nhẹ nhẹ, so với khôi lỗi bình thường rõ ràng có chút khác biệt. Đầu thứ 58. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn trước người, lúc này trước mặt hắn tổng cộng có 58 cỗ khôi lỗi. Thực lực mạnh nhất chính là khôi lỗi thất giai trung kỳ đỉnh phong, có thực lực chống lại vương cấp bát trọng. Thực lực thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai, 58 cỗ khôi lỗi, không thể nghi ngờ tương đương với 58 vũ vương và linh vương. Luyện chế 58 khôi lỗi, Lục Lâm Thiên chỉ có nghỉ ngơi một lần, luyện chế một đầu khôi lỗi, trên cơ bản Lục Lâm Thiên chỉ mất một ngày đêm mà thôi. Thời gian có lẽ cũng không còn bao nhiêu. Lục Lâm Thiên thu hồi hỏa long đỉnh, tính toán thời gian, bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, có lẽ cũng đã sắp tới phi linh môn, thủ ấn được kết, 58 đầu khôi lỗi lập tức được hắn thu vào nhẫn chữ vật. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một không gian, nhìn hai người Huyết Mị và Hắc Hùng phía xa. Không biết từ khi nào khí tức trên người hai người đã bắt đầu kéo lên. Khí tức kéo lên này nếu như là ở bên ngoài Lục Lâm Thiên còn khó có thể phát hiện ra, bởi vì kéo lên quá yếu. Thế nhưng trong thiên trụ giới này bất luận một khí tức ba động nào Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ rất nhanh sẽ đột phá a. Cảm nhận khí tức trên người hai người lúc này, chắc sẽ đột phá như trong dự liệu của hắn. Hiện tại mới bắt đầu, sợ rằng muốn đột phá tới bát giai không phải là chuyện một sớm một chiều, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ chờ mong hai người đột phá, đặc biệt là Huyết Mị đột phá bát giai tuyệt đối sẽ kinh khủng. Thị Huyết Linh Phong mẫu Hoàng Phong bát giai, có mấy người dám trêu chọc. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong không gian, tiếp đó thu thiên trụ giới vào trong tay. Lão đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, nhìn phía trước nói. Chúng ta sắp tới Linh Thiên Môn rồi. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn phía trước, rốt cuộc hắn cũng tới Linh Thiên Môn, có lẽ vị nhạc phụ kia của hắn gần đây đã nhận được không ít tin tức. Trên chân trời yên tĩnh, bầu trời xanh vạn dặm không có mây mù. Siêu. Một đạo thú ảnh màu trắng bay qua, hai cánh chấn động trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Rốt cuộc cũng tới. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về một sơn mạch phía trước. Từng dãy núi trùng điệp, dường như liên miên kéo dài tới phía chân trời. Núi non trùng điệp liên tiếp với nhau, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Đây chính là địa phương vô cùng quen thuộc với hắn, lão bà của hắn còn đang ở trong Linh Thiên Môn A. Người tới là người phương nào? Lúc này hơn chục thân ảnh cưỡi yêu thú phi hành trong nháy mắt lao tới, ánh mắt nhìn về phía thiên sĩ tuyết sư. Nhìn tòa kỵ thiên sĩ tuyết sư, ánh mắt mấy đệ tử biến đổi, một người dường như là đầu lĩnh trong đám đệ tử tiến lên vội vã hành lễ nói. Ra mắt cô ra. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên gật đầu, thiên sĩ tuyết sư khổng lồ xoay quanh không trung, áp chế cho đầu yêu thú phi hành tam giai kia không thở nổi, toàn thân run rẩy, mười mấy đệ tử kia vô hình chung cũng run lên, không dám nhìn thẳng. Tiểu thư có ở trong môn không? Lục Lâm Thiên nhìn đệ tử Vũ Phách dường như là đầu lĩnh hỏi. Khởi bẩm cô ra, tiểu tư đang ở trong môn. Đệ tử này đáp. Được rồi, nơi này có chút đan dược, các ngươi tự mình phân phát đi. Ta đi trước. Lục Lâm Thiên nói xong, đôi cánh của thiên sĩ tuyết sư dựng lên, mà lúc này trước người đệ tử kia có một đoàn chân khí bao phủ hơn 10 khỏa đan dược, một khỏa đan dược tứ phẩm và hơn 10 khỏa đan dược tam phẩm hậu kỳ. Đa tạ cô ra. Mười mấy đệ tử này lập tức vui vẻ, không ngờ lại có lễ gặp mặt. Hóa ra đây là cô gia sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy cô gia a. Không ngờ ngay cả cô gia cũng không nhận ra. Cô gia chính là người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, một mình đấu chín đại cường giả, được người đời gọi là Linh Vũ Chiến Vương, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Đệ tử đầu lĩnh nói với mọi người phía sau. Một ngọn núi khổng lồ, nguy nga xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Ngọn núi cao V Upsilon T trong mây, bốn phía có vô số ngọn núi giống như đột ngộ từ dưới mặt đất mọc lên, diện tích hơn 10 dặm. Tuyết sư, chúng ta trực tiếp đi tới. Lục Lâm Thiên cũng không thông báo, có nhạc phụ ở trong, một chút lễ nghĩa cũng không cần phải để ý tới. Thiên sĩ tuyết sư lập tức bay lên cao. Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ lập tức khiến cho không ít đệ tử Linh Thiên Môn phía dưới chú ý. Thiên sĩ tuyết sư, là cô ra tới. Tỏa kỵ thật mạnh mẽ. Ta nghe nói phi linh môn của cô gia đã phá hủy không ít phân đà của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Trong lúc mọi người nghị luận,
Lục Lâm Thiên đã đi tới trên sườn núi, Thiên Sí Tuyết Sư thu hồi bản thể, ba người đáp xuống một con đường đá. Ra mắt cô ra. Chu vi có không ít đệ tử cũ của Linh Thiên môn hành lễ. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, để lại không ít đan dược rồi lập tức biến mất không thấy. Đi dọc theo con đường đá này rộng chừng 2 trượng, giống như con đường đi lên trời, giống như là đi xuyên qua những đám mây. Lục Lâm Thiên đi trên đường, ven đường có không ít đệ tử Linh Thiên môn vẻ mặt nghi hoặc, thấy rõ người tới là Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ. Trong một đình viện ưu nhã, nơi này dường như là hậu sơn của Linh Thiên môn, cảnh sắc vô cùng ưu nhã. Lúc này là đầu mùa đông thế nhưng bốn phía vẫn xanh ngắt một mảnh. Tiểu Linh, ta tới rồi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong đình viện, trong tâm thần dò xét của hắn, Lữ Tiểu Linh đang ở trong đình viện. Ồ, người đâu rồi? Chạy vào trong đình viện, rõ ràng hắn cảm giác được khí thức của Lữ Tiểu Linh, thế nhưng trong phòng cũng không nhìn thấy nàng, ngay cả nha hoàn cũng không có mặt cho nên ngón tay không khỏi vuốt cái mũi của mình. Lâm Thiên, có phải là chàng không? Tiếng kêu khẽ của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiểu Long, Tuyết Sư, hai người các ngươi chờ ta ở đây. Lục Lâm Thiên nói xong, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng. Lục Lâm Thiên đi thẳng tới phòng của Lữ Tiểu Linh, nơi này cũng không phải là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên tới, đi tới bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Không phải nàng đang ở trong phòng tắm đó chứ? Lục Lâm Thiên sửng sốt lập tức nở nụ cười tà dị, đẩy cửa phòng ra rồi chạy ào vào trong phòng. A, cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai của Lữ Tiểu Linh vang lên. Tiếng thét chói tai này thiếu chút nữa khiến cho Lục Lâm Thiên phải che lỗ tai lại. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy cảnh tượng hương diễm. Lúc này trong phòng có một nữ tử tuyệt mỹ đang ở trong ở bồn tắm, một mảnh da thịt trắng nõn như ngọc hiện ra. Vẻ mặt nữ tử này đang kinh ngạc, hai tay ôm ngực, đôi chân trần hiện ra trước mặt Lục Thiếu Du. Nhìn qua vô cùng mê hoặc. Người này không phải Lữ Tiểu Linh thì còn có thể là ai? Là cái gì, ta cũng không phải người ngoài a. Nhìn cảnh này Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Ra mắt cô ra. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, hai nha hoàn bên cạnh lập tức hành lễ. Lục Lâm Thiên ý bảo hai nha hoàn đi ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Lữ Tiểu Linh. Nha hoàn cười hiểu ý, cũng không nói gì thêm lập tức đi ra khỏi phòng. Vì sao chàng vào đây? Còn không mau ra ngoài đi. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Lâm Thiên, vừa e thẹn, vừa hờn dỗi quay về phía Lục Lâm Thiên quát lớn. Được rồi, nàng bảo ta đi ra ngoài thì ta sẽ trở về Phi Linh môn vậy. Lục Lâm Thiên giả vờ buồn bã, sau đó quay đầu đi. Chàng dám, nhanh trở về cho thiếp. Lữ Tiểu Linh hét lớn một tiếng, dường như lúc này đã quên bản thân mình T-A-N-T-A-Upsilon-Ông, nhảy về phía Lục Lâm Thiên rồi đứng cản trước mặt hắn. Một thân thể linh lung trắng nõn như ngọc tức thì xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, trên thân thể mềm mại linh lung này hoàn toàn trơn bóng, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy có chút khô nóng. Sự mê hoặc của thân thể linh lung, mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao V-Upsilon-T, đôi chân tinh thế, thon thả cùng với làn da trắng nõn, mỗi một tấc đều thả ra khí tức mê người, khí tức này mang theo mê hoặc vô tận. Bỗng nhiên nhìn thấy thân thể linh lung này hai mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn chăm chú. Cỗ thân thể này dường như không giờ phút nào không dụ dỗ Lục Lâm Thiên, tác động tới thần kinh của Lục Lâm Thiên. Chàng còn nhìn sao? Lữ Tiểu Linh yêu kiều quát lên một tiếng, lập tức che lấy đôi ngọc thỏ kiêu ngạo, thế nhưng che được mặt trên thì lại lộ bên dưới, nhất thời khiến cho nàng luống cuống tay chân. Lúc này Lục Lâm Thiên mặc kệ, ánh mắt mê say nhìn thân thể động lòng người này. Cái bụng trơn nhẵn khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi, ở giữa đôi chân lông mọc rậm rạp thành bụi giống như một thảm cỏ mềm mại. Tiểu Linh, dưới tình huống này có lẽ nàng nên che mắt ta mới là tốt nhất. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với Lữ Tiểu Linh. Sắc lang. Lữ Tiểu Linh lúc này mới nghĩ tới chuyện này lập tức đưa tay về phía Lục Lâm Thiên. Để lão công ôm một cái. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, tức thì đem thân thể động lòng người này ôm vào trong lòng. Bất ngờ bị Lục Lâm Thiên ôm vào lòng, thân thể Lữ Tiểu Linh run lên, vẻ mặt ửng hồng, e thẹn nói. Sắc lang, giữa ban ngày ban mặt chàng đinh làm gì? Có một số việc ban ngày cũng có thể làm được. Nhìn bộ dáng của Lữ Tiểu Linh lúc này, quả thực chính là trực tiếp Upsilon Lục Lâm Thiên, hắn đâu có thể nhịn được nữa. Không được. Lữ Tiểu Linh đương nhiên biết Lục Lâm Thiên định làm gì, lập tức giãy giụa.
cửu biệt thắng tân hôn, nàng từ chối được sao? Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, nhìn thân thể động lòng người, cảm giác đôi ngọc thỏ mềm mại dán vào ngực mình, hô hấp của Lục Lâm Thiên tức thì dồn dập, không chút do dự ôm lấy Lữ Tiểu Linh. Không được, sắc lang nhà chàng. Lữ Tiểu Linh còn đang giãy giụa, thế nhưng không thể giãy khỏi tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên trực tiếp đem thân thể mềm mại đặt lên trên giường, cánh tay bố trí một đạo cấm chế bên ngoài căn phòng, tránh khỏi người khác quấy rầy. Lập tức thân thể hắn đè lên thân thể mềm mại này. Chàng! Lữ Tiểu Linh còn muốn nói gì đó thế nhưng đôi môi đã bị ngăn lại, lập tức không nói nên lời, thân thể mềm mại run lên. Cánh tay vốn đang đập hắn tức thì bám lấy cổ Lục Lâm Thiên, dưới sự tiếp xúc thân mật như vậy, nàng bắt đầu đáp lại. Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Lâm Thiên càng không thể nhịn được, hai tay không ngừng di động trên thân thể mềm mại kia. Một tay đặt lên trên ngọc thỏ cao ngất, tay kia thì ở bên dưới bờ mông ngạo nghễ kia không ngừng di rộng. Bờ mông trò lẳn mang tới xúc cảm hưng phấn, truyền khắp người Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh đâu chịu được upsilon như vậy, nàng lập tức giãy giụa, tiếng hừ động lòng người vang lên, thân thể mềm mại run rẩy, vẻ mặt kia quả thực đủ để khiến cho người khác phát cuồng. Một lát sau, Lục Lâm Thiên cởi bỏ y phục trên người, cự long ngẩng đầu đi vào chỗ đào nguyên, tiện đà thẳng lưng, độc long trong nháy mắt thuận thế mà vào. Hai người dây dưa với nhau, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau nửa canh giờ, tâm thần hai người rung động, toàn thân có cảm giác sung sướng, một cỗ nhiệt lưu bắn ra. Trong phòng cũng dần dần yên tĩnh lại. Tiểu thư, vương trưởng lão tới tìm cô ra. Một lúc sau, thanh âm của nha hoàn bên ngoài căn phòng vang lên. Sắc lang, còn không mau đứng dậy. Trên giường, Lữ Tiểu Linh tức giận hớn dỗn nhìn Lục Lâm Thiên. Ai? Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, xem ra tin tức hắn tới nhạc phụ đã biết. Không ngờ lại nhanh chóng gọi hắn qua như vậy, có lẽ đoạn thời gian này nhạc phụ không tốt lắm. Hôn lão công một cái nữa. Chàng, cha thiếp đang gọi chàng đó. Không sao, một lát nữa ta đi cũng không muộn. À, không được. Ra mắt Lục trưởng môn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đi ra khỏi đình viện lập tức nhìn thấy vương trưởng lão. Ngại quá. Để vương trưởng lão phải chờ lâu rồi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Không sao, trưởng môn đang chờ lục trưởng môn mau tới đó đi. Vương trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của Lữ Tiểu Linh, vương trưởng lão cũng không khó đoán ra hai người này vừa làm cái gì. Dù sao đều là thanh niên, hắn cũng có thể hiểu được. Để Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư ở lại trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên lập tức theo vương trưởng lão đi tới chỗ của Lữ Chính Cường. Ra mắt vương trưởng lão, cô ra. Một lát sau hai người đi tới một đình viện tinh xảo, mấy đệ tử linh thiên môn bên ngoài đình viện lập tức hành lễ. Trong đình viện vô cùng tao nhã, lúc Lục Lâm Thiên trực tiếp đi vào trong đình viện, từ trong lư hương tinh xảo tràn ra mùi hương nhàn nhạt khiến cho người khác vui vẻ thoải mái, dường như còn có công hiệu ngưng thần tĩnh khí. Tiểu tế ra mắt nhạc phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ, trong phòng có một đạo thân ảnh đang ngồi trước bàn, hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ, sau lưng có một chiếc áo choàng màu đen, đây chính là Lữ Chính Cường. Tiểu tử vô liêm sỉ, trở về phi linh môn cũng không tới chỗ ta. Tới linh thiên môn cũng không tới chỗ ta ngay lại còn chạy tới chỗ tiểu linh. Hừ, Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trên người vô hình trung tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trong lúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lữ Chính Cường lặng lẽ biến đổi, bởi vì lúc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn ra. Thế nhưng vô hình chung hắn có thể cảm giác được chỉ sợ thực lực của tiểu tử này đã tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Nhạc phụ, không phải con đã tới rồi sao? Lại còn cho người chỗ tốt, người không thấy vui sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, móc ra 5 hộp ngọc giao cho Lữ Chính Cường, dáng vẻ cung kính. Lữ Chính Cường đang trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên móc ra 5 hộp ngọc lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút. Sau đó nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng thầm nghĩ sợ rằng bên trong cũng không có thứ gì tốt. Tiểu tử này là thần giữ của, từ trước tới nay chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác, muốn nó móc ra thứ tốt, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tiếp nhận hộp ngọc, Lữ Chính Cường vốn đã kết luận sẽ không có thứ gì tốt, thế nhưng cũng hiếu kỳ mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc là một linh quả không màu không vị. Thậm chí còn không có một chút khí tức ba động nào.
Liếc mắt nhìn vào, ánh mắt vốn không quá để ý của Lữ Chính Cường tức thì đại biến, sau đó liên tiếp mở ra bốn hộp ngọc còn lại, trợn mắt líu lưỡi. Diễn linh thánh quả, tiểu tử con vì sao lại có nhiều diễn linh thiên quả như vậy? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên, tuyệt đối kinh hãi. Trong lúc vô ý thu được, cố ý mang tới cho nhạc phụ đại nhân a. Lục Lâm Thiên sờ sờ mũi, mỉm cười nói. Coi như ta không nhìn lầm tiểu tử nhà ngươi. Lữ Chính Cường vội vã đem diễn linh thánh quả thu vào trong nhẫn chữ vật. Dường như sợ Lục Lâm Thiên hối hận vậy, giá trị của diễn linh thánh quả ra sao đương nhiên hắn hiểu rõ. Có 5 khỏa diễn linh thánh quả, tương đương với việc giúp linh thiên môn bồi dưỡng ra 5 vị cường giả tôn cấp, mà quan trọng hơn chính là, diễn linh thánh quả này cho dù là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên kinh ngạc một lát, Lữ Chính Cường đột nhiên nghĩ tới, 5 khỏa diễn linh thánh quả giá trị như vậy, bằng vào tính cách của Lục Lâm Thiên làm sao có thể bỏ được mà đưa cho hắn. Chỉ có một giải thích duy nhất chính là tiểu tử này chiếm được rất nhiều, cho nên cũng không để ý tới 5 khỏa diễn linh thánh quả này. Lâm Thiên, diễn linh thánh quả này cho ta sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đương nhiên là cho nhạc phụ. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Vậy nhạc mẫu và tiểu linh thì sao? Nhạc mẫu vô cùng thương yêu ngươi, có lẽ con cũng nên chuẩn bị cho nàng thứ gì đó chứ? Còn có tiểu linh nữa, con có thể đưa hết cho ta. Ánh mắt Lữ Chính Cường khẽ đảo, tức thì nói với Lục Lâm Thiên. Không còn nữa, một khỏa cũng không. Lục Lâm Thiên mở miệng nói, hắn biết Lữ Chính Cường suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn lúc này cũng thầm mắng, người coi đây là củ cải sao. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao. Không có khả năng a. Bằng vào tính cách của tiểu tử con sao lại không còn. Nhanh, lấy ra mấy khỏa nữa, tiểu linh và nhạc mẫu con nên có một phần, con không thể làm như vậy a. Lữ Chính Cường rõ ràng không tin Lục Lâm Thiên, nghĩ tới Lục Lâm Thiên nhận được trọng bảo gì đó, bằng không làm sao có thể bỏ được 5 khỏa diễn linh thánh quả đưa cho hắn. Trong lòng hắn lúc này hận không thể đào ra thêm một ít bảo bối, dáng dấp giống như sắp xuất thủ mạnh mẽ đoạt đồ. Nhạc phụ đại nhân, con quả thực không còn nữa. 5 khỏa cuối cùng đã mang tới hiếu kính người, nếu sớm biết người còn nghi ngờ con như vậy, con sẽ không lấy ra nữa. Tiếp đó, Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã phất tay nói. Được rồi, vậy thì tiểu tử con nói xem, lần này rốt cuộc đã chiếm được trọng bảo gì, diễn linh thánh quả này sao lại thu được. Lữ Chính Cường rõ ràng không tin lời Lục Lâm Thiên nói, đồng thời, hắn biết rõ, điều kiện sinh trưởng của diễn linh thánh quả này cực kỳ. Nơi có linh khí tràn đầy trong vòng 3 vạn năm thì mới có cơ hội xuất hiện diễn linh thánh quả, mà muốn diễn linh thánh quả thành thục thì cần chí ít 5.000 năm. Nhận được diễn linh thánh quả này chứng minh Lục Lâm Thiên nhất định đã đi vào một mật địa nào đó, sợ rằng thu được không ít cơ duyên. Chuyện này, Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nhún vai nói. Chung quy mà nói, thu được một sư phụ đế giả, đánh chết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, Thần Hỏa Vương, Địa Cương Vương. Mặt khác giết 6 tôn cấp của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, hơn 100 vương cấp cùng mấy vạn đệ tử mà thôi. Tổng cộng chỉ có như vậy. Con nói con thu được một sư phụ đế giả, đánh chết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, Thần Hỏa Vương, Địa Cương Vương, mặt khác giết 6 tôn cấp của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, hơn 100 vương cấp cùng mấy vạn đệ tử sao? Sắc mặt Lữ Chính Cường vốn không có chút biến hóa nào nghe Lục Lâm Thiên nói vậy lập tức biến đổi, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Không sai, chỉ có như vậy mà thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu khẳng định. Hít! Lữ Chính Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình hơi run rẩy. Lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống cái ghế, cái miệng kinh ngạc tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lúc này Lữ Chính Cường khiếp sợ tới cực điểm. Lần đầu tiên hắn khiếp sợ tới mức như vậy, hô hấp hầu như bị kiềm hãm, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Lục Lâm Thiên, mãi một lúc lâu còn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Nhanh, nói từ đầu tới đuôi cho ta. Khi Lữ Chính Cường khôi phục tinh thần lại lập tức nhìn Lục Lâm Thiên gấp gáp nói, tất cả chuyện này hắn muốn biết ngay lập tức. Lục Lâm Thiên không ngờ người như nhạc phụ Lữ Chính Cường lại trở thành như vậy. Trong ánh mắt gấp gáp của Lữ Chính Cường, Lục Lâm Thiên chậm rãi kể lại quá trình đi tới Đông Hải của mình. Lục Lâm Thiên đem việc bị Thiên Vân Đảo chặn lại, cửu tử nhất sinh rơi vào trong tay Linh Vũ Giới, còn có đám người thần kim các bị Thánh Linh Giáo đánh chết. Không gian dưới thiên đảo,
thi triển thần khí đánh chết đám người Thu Thủy Vương. Hắn lựa một ít chuyện có thể nói ra nói lại một lần. Còn lại những điều không thể nói thì hắn sẽ không nhiều lời. Giống như Thánh Linh Giáo, cũng không nói tới Thánh Thủ Linh Tôn và Hắc Vũ, cũng không nhắc tới Thiên Trụ Giới và việc chiếm được hơn 100 khỏa diễn linh thánh quả, còn có một đống lớn vũ kỹ và linh kỹ, thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh Lục Lâm Thiên cũng nói. Dù sao đi nữa có lẽ cũng không mất bao lâu nữa tin tức sẽ truyền lại, khi đó cũng không giấu được. Về phần đế giả Chi Nguyên, Lục Lâm Thiên cũng không có nói cho Lữ Chính Cường, lúc này cũng không nên nhắc tới. Nói xong tất cả, Lữ Chính Cường vẫn đang chăm chú lắng nghe, thất thần. Một lát sau hắn mới khôi phục tinh thần lại, tất cả chuyện này đối với hắn mà nói quả thực quá chấn động. Nếu như không phải chính miệng Lục Lâm Thiên nói ra cho dù đánh chết hắn cũng không tin, không ngờ tất cả chuyện này lại do một mình Lục Lâm Thiên gây nên. Nhìn Lục Lâm Thiên, một lúc lâu sau Lữ Chính Cường mới nói. Tiểu tử, tuy rằng ngươi thu được truyền thừa của đế giả, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng rơi vào trong tay con. Phiền phức của con cũng quá lớn, Thánh Linh Giáo này ta cũng biết một chút. Đồn rằng nó chính là một sơn môn cực kỳ bí ẩn, không ngờ con trong lúc vô ý lại trở thành giáo chủ của nó. Thế nhưng chỉ bằng vậy cũng không thể chống lại đám sơn môn như Nguyệt Long Các. Ta đoán không cần bao lâu nữa con sẽ vô cùng phiền phức. Lục Lâm Thiên giết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, Thần Hỏa Vương, Địa Cương Vương, lại giết 16 tôn cấp trong Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, lại thêm hơn trăm vương cấp và mấy vạn đệ tử. Tuyệt đối đã làm cho nhị các nhị đảo kia bị thương nặng, cũng gây ra họa sát thân. Phần cửu oán này tuyệt đối không chết không thôi. Không sao, binh đến tướng ngăn a. Lục Lâm Thiên nói, dù sao đi nữa trốn cũng không xong. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên, cũng không biết nên nói gì cho phải. Phiền phức của Lục Lâm Thiên nếu như tính toán thì ngay cả hắn cũng không dám dây vào, cho nên hắn còn có thể nói gì đây. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên khẽ thở dài lập tức nói. Lâm Thiên, trước tiên không nói tới việc này, phiền toái trước mắt vô cùng lớn. Con động vào Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, phá hủy phân đà của đám người này, rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì? Lữ Chính Cường nói xong, nghiêm túc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Kỳ thực hắn biết Lục Lâm Thiên không phải là người lỗ mang, cũng biết tính cách của Lục Lâm Thiên, gian trá, giảo hoạt. Tuyệt đối là người không ăn thiệt thòi. Dám trêu chọc Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo tức giận như vậy chỉ sợ đã sớm có an bài. Thế nhưng lúc này liên quan tới Linh Thiên Môn hắn, cho nên hắn phải khẩn trương, cũng không thể không khẩn trương cho được. Lục Lâm Thiên cũng biết Lữ Chính Cường khẩn trương ra sao, mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chính là Phi Linh Môn, thế nhưng mục đích đối phó với Phi Linh Môn chính là Linh Thiên Môn. Thử Phi Linh Môn để dò xét Linh Thiên Môn. Nhạc Phục không cần khẩn trương, tiểu tử biết mình đang làm gì, tiểu tử dám diệt phân đà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đương nhiên sẽ không sợ bọn họ trả thù. Lục Lâm Thiên nói hết, lập tức nhìn Lữ Chính Cường nói. Có lẽ cường giả trong Linh Thiên Môn hiện tại đã chuẩn bị xuất phát rồi đúng không? Lần này tới đây tiểu tử muốn mời Nhạc Phục cùng cường giả Linh Thiên Môn đi tới Thiên Môn Cốc, sau đó tiểu tử tự có sắp xếp. Tiểu tử, người quá coi thường thực lực của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo rồi. Lữ Chính Cường ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Con chỉ diệt hơn 10 phân đà của bọn họ đã chứng minh không coi nhẹ bọn họ rồi. Lục Lâm Thiên nói. Con có thông báo cho Vân Dương Tông không? Sắc mặt Lữ Chính Cường không ngừng biến hóa, lập tức ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói. Con tới Linh Thiên Môn trước. Định sau đó mới đi tới Vân Dương Tông. Ánh mắt Lữ Chính Cường hơi đổi nói. Trong cổ vực luôn luôn hỗn loạn, ngoại trừ nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang và những sơn môn phụ thuộc ra còn có không ít thế lực nhất lưu tồn tại. Vốn nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều muốn nắm tất cả các địa bàn khác trong tay, thế nhưng không thể bước ra được cho nên chỉ có thể đứng nhìn và không tỏ thái độ rõ ràng mà thôi. Chỉ cần trong đó không có môn phái nào uy hiếp vị trí của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang thì bọn họ sẽ không quản. Cũng sẽ không đơn giản mà quản, mà còn dùng xu thế sấm sét diệt những sơn môn này, Phi Linh Môn quật khởi, lại thêm quan hệ với Linh Thiên Môn còn có Vân Dương Tông trên đại lục Linh Vũ, cân đối bên trong cổ vực đã bị đánh vỡ. Lữ Chính Cường nói xong, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Sự cân đối trong cổ vực con không muốn quản, chỉ là Lan Lăng Sơn Trang. Hóa Vũ Tông,
Hắc sát giáo dám động vào phi linh môn thì con tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù nó là quái vật lớn thì con cũng phải rút một cái răng trong miệng nó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ân oán với ba sơn môn kia sớm muộn cũng phải giải quyết. Lúc này coi như tính cả vốn lẫn lãi. Trước đây ta nhất định sẽ không cho con làm vậy, nhưng ta không ngờ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo âm thầm đoàn kết lại. Loại tình huống này vốn ta chỉ tưởng rằng ít nhất là 10 năm, thậm chí là 20 năm mới gặp phải, thế nhưng hiện tại không ngờ lại sớm hơn, cho nên đã cắt đứt mọi sự sắp xếp của ta. Lữ Chính Cường thở dài nói. Dựa theo lời con nói, Thánh Linh Giáo có không ít người có tu vi tôn cấp, thực lực rất mạnh. Linh Thiên Môn, Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, lại thêm Vân Dương Tông gia nhập, cũng có thể chống lại với đám người Lan Lăng Sơn Trang kia. Nhạc phụ, thời gian cấp bách, còn phải mau chóng rời đi. Cường giả Linh Thiên Môn cứ đi tới Thiên Môn Cốc là được. Đến lúc đó con tự có sắp xếp. Lục Lâm Thiên cũng không đem chuyện Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Thiên Đảo nói ra, sợ rằng sau khi nói ra cường giả Linh Thiên Môn phái ra sẽ không giống như lúc trước. Đến lúc đó sợ rằng kế hoạch của hắn sẽ chìm trong nước. Được rồi. Lữ Chính Cường gật đầu, mục đích cuối cùng của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sợ rằng là Linh Thiên Môn cho nên hắn không dám sơ ý. Ánh mắt lập tức nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Hiện tại mới đi tới Vân Dương Tông có phải đã chậm rồi không? Hẳn sẽ không muộn. Lục Lâm Thiên nói, bằng vào tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư, đi qua Sơn Mạch Vũ Đô. Khi Thiên Sĩ Tuyết Sư còn là lục giai sơ kỳ thì mất nửa tháng, hiện tại nó đã là thất giai, 20-30 ngày cũng đủ. Mà tới Vân Dương Tông cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi, từ Linh Thiên Môn đi qua cũng chỉ mất 10 ngày nữa. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, ba sơn môn này đã sớm có động tác. Chỉ là lúc này ba sơn môn này nhất định sẽ động thủ trên quy mô lớn, khi đó thời gian chuẩn bị sẽ càng dài, đoàn người đông đảo di chuyển sẽ không giống như cường giả một mình rời đi. Cho nên thời gian tuyệt đối sẽ kéo dài hơn không ít. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, lần này ba sơn môn này nổi giận nhất định sẽ muốn diệt trừ tận gốc phi linh môn, đồng thời còn phải tạo ra thanh thế nhất định cho nên không chỉ phái ra mấy cường giả mà thôi. Nói chung hiện tại con phải cẩn thận một chút, Tử Lôi Huyền Đỉnh thực sự ở trên người con, còn chiếm được truyền thừa của đế giả, lúc này đã là cây to đón gió rồi. Nhìn vẻ mặt tràn ngập tự tin của Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường yên tâm hơn một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu, cây to đón gió, hơn nữa người hắn trêu vào cũng không ít, quả thực phải chú ý một chút mới được. Lập tức Lữ Chính Cường đem tin tức mới nhất của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo nói cho Lục Lâm Thiên nghe một chút, ba sơn môn đang tập kết nhân mã chuẩn bị xuất phát, thanh thế vô cùng lớn. Chuyện này so với phỏng đoán của Lục Lâm Thiên cũng không kém bao nhiêu, ba sơn môn nhất định sẽ tập kết nhân mã, mục đích chính là nhổ cỏ tận gốc phi linh môn. Đồng thời chấp nhiếp toàn bộ cổ vực, cuối cùng mũi giáo sợ rằng sẽ nhắm vào ngay Linh Thiên Môn. Hai người thương nghị không ít chuyện, Lục Lâm Thiên cũng biết được đại khái lần này ba sơn môn này điều động bao nhiêu cường giả. Lục Lâm Thiên còn cố ý hỏi lại một chút, kẻ âm thầm ra nhiệm vụ thuê thiên địa các ám sát đám người Lục Tiểu Bạch là ai, thế nhưng Lữ Chính Cường cũng không biết được. Trao đổi một phen, Lữ Chính Cường vẫn hỏi bóng hỏi gió Lục Lâm Thiên xem dưới thiên đảo hắn thu được bảo vật gì. Lữ Chính Cường căn bản không tin Lục Lâm Thiên chỉ chiếm được những thứ như lời hắn nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ tiếc là Lục Lâm Thiên không hé nửa lời, muốn được tin tức từ trong miệng tiểu tử này không hề dễ dàng, cho nên hắn cũng không thu được gì. Nửa canh giờ sau Lục Lâm Thiên xin cáo từ rời đi, hiện tại thời gian vô cùng cấp bách cho nên hắn phải nhanh chóng đi tới Vân Dương Tông. Tiểu tử, thực lực của con hiện tại đã đạt tới bước nào rồi? Ngay cả ta cũng không nhìn thấu, lẽ nào đã đột phá tôn cấp rồi sao? Lục Lâm Thiên vừa mới đi tới cửa, Lữ Chính Cường không nhịn được mà hỏi một chút. Có thể đánh chết một đống tôn cấp và vương cấp, coi như thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh sợ rằng cũng không dễ. Nếu như đột phá tôn cấp thì quả thực quá kinh khủng. Từ khi chấm dứt thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi cho tới bây giờ chỉ có hơn một năm mà thôi. Khi trước tiểu tử này mới là vũ vương nhất trọng, trong vòng một năm đột phá tôn cấp, quả thực quá yêu nghiệt. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được, huống chi còn có linh vũ song tu, tốc độ đương nhiên phải chậm đi không ít. Bẩm nhạc phụ, tiểu tử mới là vũ vương cửu trọng mà thôi, đột phá tôn cấp còn không dễ như vậy.
Nói xong thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất ngoài đình viện. Vũ Vương cửu trọng. Trong đình viện, thân thể Lữ Chính Cường lần nữa run lên, tốc độ bực này quả thực chính là nghịch thiên a. Vương cấp có thể đánh chết một đống lớn tôn cấp, không hổ được người đời gọi là Linh Vũ Chiến Vương. Lữ Chính Cường cũng còn không biết, khi Lục Lâm Thiên đánh chết một đống tôn cấp thì tu vi còn chưa đạt tới như bây giờ. Trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long đang cùng Lữ Tiểu Linh thưởng thức mỹ thực của Linh Thiên Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không khách khí. Lục Lâm Thiên trở lại đình viện, vừa mới tới Linh Thiên Môn mấy canh giờ, hiện tại lại phải rời đi, tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Trong lòng Lữ Tiểu Linh cũng không muốn, tình huống của Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn hiện tại nàng cũng biết, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đưa Lục Lâm Thiên ra ngoài, Lữ Tiểu Linh chỉ dặn Lục Lâm Thiên tất cả phải cẩn thận. Tiểu Linh, ta đi đây. Nhìn nữ tử quyến rũ mà nóng bỏng trước mặt, Lục Lâm Thiên hôn lên môi nàng một cái, ánh mắt dường như vô ý nhìn lên một ngọn núi cao về Upsilon T trong mây rồi lập tức cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi. Giống. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dựng lên, một cỗ uy áp tràn ra khiến cho không ít yêu thú run rẩy, trong nháy mắt thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất trong không trung. Nhìn bóng lưng biến mất phía trước, vừa về mấy canh giờ lại phải vội vã rời đi như vậy, mãi một lúc lâu sau Lữ Tiểu Linh mới quay trở về. Trên một ngọn núi, lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó có một người chính là Lữ Chính Cường, mấy người khác không có một chút khí tức ba động nào, thế nhưng ba động trong lúc vô hình khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ run sợ. Nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây đương nhiên có thể nhìn ra mấy người này đều có tu vi tôn cấp. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này không đơn giản, không ngờ có thể phát hiện ra chúng ta. Một lão giả áo tím nói, ánh mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh giống như mặt hồ thế nhưng nhìn vào vô hình chung sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Tử Lôi Huyền Đỉnh, truyền thừa đế giả, hơn nữa bằng vào thiên phú kinh người của tiểu tử này, thành tựu sau này khó có thể hạn lượng. Thảo nào Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không nhịn được mà lại động thủ. Một lão bà mặc váy nói, chư vị trưởng lão, lần này mời chư vị đi tới Thiên Môn Cốc một chuyến. Lữ Chính Cường nói với mọi người. Có Vân Dương Tông, còn có Thánh Linh Giáo kia quả thực cũng không sợ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo bao nhiêu. Lần này ba sơn môn này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, âm mưu thật tốt ha. Chúng ta nhịn lâu như vậy, giờ cũng nên cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo kia một chút giáo huấn. Ánh mắt lão giả áo tím sáng như sao, trong mắt tràn ra hàn ý nồng đậm. Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi Linh Thiên Môn, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên. Vừa rồi có mấy đạo khí tức mịt mờ rơi vào trên người hắn, mấy người này chỉ dùng tâm thần dò xét Lục Thiếu Du. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại chỉ là Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng luận linh hồn lực đã tới tôn cấp, có người dò xét đương nhiên hắn có thể cảm giác ra được. Tiểu Long, chú ý thiên trụ giới. Sau khi xác định chung quanh an toàn, Lục Lâm Thiên lần nữa móc ra thiên trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tiểu Long hóa thành bản thể chừng 10 thước, huyền vũ thần sắc bao phủ thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên xuất hiện trong không gian nơi Huyết Mị và Hắc Hùng bế quan. Khí tức hai người lúc này vẫn đang tiếp tục kéo lên, khí tức kéo lên đã mạnh hơn một chút, nhưng mà muốn đột phá bát giai cũng còn chưa đủ. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đi tới phía xa, móc ra hỏa long đỉnh lần nữa bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Trên người hắn vẫn còn không ít thi thể, đều là thi thể vương cấp. Mỗi một đầu khôi lỗi cấp 7 được luyện chế ra đều là một trợ lực lớn, tuy rằng cần tốn không ít thời gian luyện chế, thế nhưng ở bên trong thiên trụ giới này thì không thành vấn đề. Siêu. Tâm thần dò xét, lưu quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe, trước người Lục Lâm Thiên, hỏa long đỉnh xuất hiện, sau đó lại có không ít thi thể và tài liệu luyện chế khôi lỗi cần xuất hiện. Siêu siêu. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên không dừng lại chút nào, linh lực rót vào bên trong hỏa long đỉnh. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gào. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng đem không ít tài liệu ném vào trong hỏa long đỉnh để luyện hóa. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói đương nhiên không thành vấn đề, bởi vì hắn đã sớm thành thạo chuyện này. Luyện chế một đầu khôi lỗi cấp 7 là tương đương với một cường giả vương cấp, nếu như là cấp 7 hậu kỳ thì lại càng không cần phải nói. Trong lúc luyện chế linh hồn lực của Lục Lâm Thiên được đề thăng không ít, vô hình chung cũng coi như có tác dụng như tu luyện. Đối với việc nắm linh hồn lực trong tay cũng thành thạo và tinh diệu hơn trước. Thời gian tiếp tục trôi qua,
Lục Lâm Thiên vẫn tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Đông Hải, sáng sớm, ở phía dưới có một khối lục địa nhìn không thấy điểm cuối trong hải vực. Lục địa này giống như kéo dài trên Đông Hải, bên trên lục địa có không ít ngọn núi sừng sững, vách núi cao về Upsilon T. Trong Thánh Linh Giáo, ở đại điện mang phong cách cổ xưa của Thánh Linh Bộ, Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bốn đại thiên tôn ngồi ở hai bên. Bái kiến giáo chủ. Mọi người cung kính hành lễ, tổng cộng có hơn 100 vũ vương cùng linh vương. Trong đoạn thời gian này dường như bởi vì có liên quan tới diễn linh thánh quả cho nên đại trưởng lão Thánh Linh Bộ còn có hai trưởng lão khác đều đột phá tới tôn cấp. Thánh Linh Giáo lần nữa lại có thêm ba cường giả tôn cấp. Mà những người khác bởi vì có tài nguyên tu luyện dồi dào, tu vi lại dừng lại quá lâu, cho nên sau khi nhận được tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện lại có tiến bộ. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn quanh, không ít người đều có tiến bộ. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, mỉm cười, Thánh Linh Giáo có thực lực như vậy, Vũ Tôn, Linh Tôn có mười mấy người, hiện tại lại có thêm ba tôn cấp nữa. Vũ Vương, Linh Vương lại thêm hơn trăm người. Về phần Vũ Xuất Linh Xuất thì càng nhiều, quả thực đây chính là một cỗ thế lực kinh khủng. Cho dù so sánh với tứ các tứ đảo thì tuyệt đối cũng có lực chống lại. Thánh Linh Giáo ngay lập tức mở ra đại trận hộ giáo, tứ đại thiên tôn, tất cả tôn lão hộ giáo, trưởng lão lập tức theo ta tới cổ vực. Ngay lập tức xuất phát. Thanh âm Lục Lâm Thiên vừa dứt, sát khí quanh thân tràn ra. Trong Lan Lăng Sơn Trang, trong đại điện, vẻ mặt Gia Cát Tây Phong tràn ngập hàn ý. Trang chủ, Phi Linh Môn hiện tại tập trung ở Thiên Môn Cốc gần 20 vạn người, dường như đang có âm mưu gì đó. Trong đại điện, Phí Lan trưởng lão nói. 20 vạn người, đây có lẽ là toàn bộ thế lực của Phi Linh Môn đúng không? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong trầm xuống. Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông truyền đến tin tức, nhân mã của song phương đã bắt đầu tập kết, mặt khác còn nhận được tin tức Lục Lâm Thiên ở Đông Hải đã trở về tới Phi Linh Môn. Phí Lan nói, Phi Linh Môn nho nhỏ không ngờ lại dám chọc vào Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Lần trước bành trướng chúng ta đã không tính toán, lần này nhất định phải nhổ tận gốc, bằng không Lan Lăng Sơn Trang chúng ta không còn mặt mũi nào đặt chân ở cổ vực nữa. Cho dù tiểu tử Lục Lâm Thiên kia có trở về thì sao? Nếu như Lan Lăng Sơn Trang ta động thủ với hắn thì vẫn có thể bóp chết hắn giống như con kiến. Gia Cát Tử Vân oán hận nói, nhắc tới Lục Lâm Thiên oán hận trong mắt càng đậm. Tiểu tử kia ba lần bảy lượt lăng nhục hắn, không giết tiểu tử này khó mà giải mối hận trong lòng hắn. Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông còn truyền tin tức nào tới không? Gia Cát Tây Phong âm trầm, khẽ phe phẩy quạt hỏi Phí Lan trưởng lão. Triệu trưởng lão và Hoàng trưởng lão đã liên hệ với Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Bọn họ đều đồng ý hành động sớm, đang chuẩn bị đi tới Thiên Môn Cốc. Hành động sớm sao? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đổi nói. Truyền lệnh xuống dưới, Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tập kết 50 vạn đệ tử đi tới Thiên Môn Cốc hội họp với Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, trước tiên đánh chết 20 vạn người của Phi Linh Môn, sau đó lại nhổ tận gốc Phi Linh Môn cũng không muộn. Vâng. Phí Lan đáp, Lục Lâm Thiên, ba sơn môn chúng ta muốn tiêu diệt Phi Linh Môn của ngươi quá dễ dàng. Lần này ta xem có ai còn có thể cứu được ngươi. Tổng đại điện, trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý, lẩm bẩm nói. Cổ vực, một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sừng trong mây, bên trong núi nó có kiến trúc liên miên. Truyền lệnh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong tông lập tức xuất phát đi Thiên Môn Cốc, cường giả trong tông đi sau. Trong đại điện, hàn ý trong mắt Không Tôn Hóa Nhai tràn ra, bên trong vô hình chung có sát khí nhàn nhạt. Vâng, mọi người đáp xong bắt đầu tản đi. Đại sự sắp tới gần, Linh Thiên Môn, các ngươi khổ tâm bảo vệ Phi Linh Môn là bởi vì giữ cho mình một đường lui, thế nhưng tính toán của các ngươi sợ rằng phải thất bại rồi. Công Tôn Hóa Nhai lẩm bẩm nói. Cổ vực, sắc trời vào đêm, trong bầu trời đêm u ám, vầng trăng chiếu rọi mặt đất phía dưới. Phi Linh Môn. Lần này không tiêu diệt các ngươi ta sẽ không còn gọi là đồng quy tinh. Truyền lệnh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong giáo xuất phát đi Thiên Môn Cốc. Trong một căn phòng, đồng quy tinh mặc một bộ áo bào màu đen, vẻ mặt tràn ngập sát khí, trong sát khí nồng nặc sát ý. Vâng, một bóng đen đáp xong lập tức rời khỏi căn phòng. Đại sự đã tới gần, tất cả cản trở phải gạt bỏ. Phi Linh Môn, ngươi không có cơ hội đâu. Trường bào đồng quy tinh run lên. Nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, sát khí ngày càng đậm. Trong cổ vực một mảnh yên tĩnh,
chỉ có sao bắt đầu treo ở trên trời, hàn ý lạnh thấu xương tràn ngập. Không biết từ khi nào sao bắt đầu di chuyển về phía nam, ở phía chân trời cổ vực xuất hiện ánh sáng lờ mờ. Trên phía chân trời chỉ có ngôi sao phá quân trong bắt đầu thất tinh sáng sủa, thi thoảng lóe sáng. Phá quân bắt đầu di chuyển giống như bị một cơn gió thôi, chậm rãi đi về phía cổ vực. Đồng thời toàn bộ cổ vực run lên, trên cổ vực tràn sát khí, hắc vụ. Dường như tất cả sát khí trong thiên địa cảm nhận được thứ gì đó cho nên bắt đầu tập hợp. Giờ phút này vô số cường giả cũng cảm nhận được biến hóa, vô số cường giả ẩn tàng vô số năm đem từng đạo khí tức phóng lên cao, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó thế nhưng lại không thể tìm ra. Ai? Lúc này trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài. Đây là một thanh âm già nua, xa xưa quanh quẩn trong bầu trời đêm, cũng không ai có thể nghe thấy được. Trên bầu trời rộng lớn trong giây lát xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này mang theo hắc ám khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, thế nhưng cho dù có nhìn thấy cũng không thể nhớ kỹ được thân ảnh hư ảnh này. Thân ảnh này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vô cùng tĩnh lặng, trong nháy mắt khi mở ra, sát khí tụ tập trong thiên địa lập tức tiêu tán. Phá quân lệch vị trí, cổ vực yên bình trên vạn năm lại sắp máu chảy thành sông. Thân ảnh này xuất hiện trên vòng trời, nhìn dị tượng trên không trung rồi lập tức nói. Ồ, không chỉ là cổ vực mà là toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục cũng bị ảnh hưởng. Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông A. Hư ảnh lớn này thì thào khẽ nói, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Cũng không có ai có thể nhìn thấy được người này. Phá quân lệch vị trí, rơi vào trong cổ vực. Trong tinh ngục các, trên một ngọn núi cao vê upsilon t trong mây, Hắc Linh Vương nhìn hải vực rộng lớn, trường bào run lên, ánh mắt tức thì biến háo. Phá quân lệch vị trí, dị tượng giết chóc A. Bên người Hắc Linh Vương, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Dị tượng giết chóc không ngờ lại rơi vào trong cổ vực. Hắc Linh Vương nhíu mày nói. Truyền lệnh xuống dưới, thời gian đã tới, tất cả cường giả xuất phát đi tới thành Ma Vân. Trong thiên trụ giới, trong không gian thê lương lúc này thời gian bất chi bất giác trôi qua. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, dung dịch nóng bỏng trong hỏa long đỉnh sôi trào, lập tức rót vào trên một cỗ thi thể. Ken két. Dung dịch nóng bỏng rót vào trên thi thể tức thì phát ra thanh âm ken két. Từ đầu tới chân cỗ thi thể này đều bị đun dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra. Theo dung dịch rót vào, thân thể này từ từ chuyển thành màu đen, vô cùng sáng bóng. Tụ cho ta. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn hóa thành quang mang kỳ dị đánh vào trên người cỗ thi thể kia. Đôi mắt vốn trống rỗng của thi thể trong nháy mắt mở ra, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, tái nhợt. Khí tức quanh thân thi thể này trong chớp mắt bắt đầu kéo lên, cỗ khí tức kia lan tràn ra khiến cho tim người khác dập nhanh. Dường như ẩn sâu bên trong đầu khôi lỗi màu đen kia chính là năng lượng kinh khủng. Lục Lâm Thiên phất tay, khôi lỗi này trực tiếp nhảy tới bên người Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt trống rỗng hiện lên tinh quang nhẹ nhẹt. 128 đầu. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, nhìn 128 khôi lỗi trước mặt, tính thêm 58 đầu khôi lỗi ban đầu. Tổng cộng trong tay hắn đã có 128 cỗ khôi lỗi. Tất cả khôi lỗi cấp bậc thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai. 128 đầu khôi lỗi, không thể nghi ngờ là tương đương với 128 cường giả Vũ Vương, Linh Vương. Lần thứ hai luyện chế 27 đầu khôi lỗi, ở giữa Lục Lâm Thiên cũng chỉ nghỉ ngơi có một lần. Thủ ấn được kết, Lục Lâm Thiên đem tất cả khôi lỗi thu vào trong nhẫn chữ vật. Siêu. Lúc này trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên, phía xa hiện tại đang truyền đến năng lượng ba động mạnh mẽ. Muốn đột phá sao? Trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ vui mừng, trong tâm thần dò xét của hắn, 20 ngày trước huyết mị đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Mà lúc này sợ rằng đã chính thức đột phá. Sau khi thu hồi hỏa long đỉnh, Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở một nơi khác trong không gian, lúc này thân ảnh huyết mị đã biến mất. Trước người Lục Lâm Thiên xuất hiện một tổ ong lớn. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ lúc này cũng đang nhanh chóng hội tụ. Đám năng lượng mạnh mẽ này đang tụ tập chung quanh tổ ong. Tổ ong lớn này sợ rằng to chừng 1.000 thước, giống như một chùm nho màu đỏ khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cả vật thể màu đỏ tươi,
quang mang tràn ngập bên trên giống như là tiên huyết đang lưu chuyển, bên trên có ngàn vạn động khẩu nhỏ. Siêu siêu, năng lượng mạnh mẽ liên tục rót vào trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức bàng bạc tràn ra, khí thế cực kỳ kinh khủng. Sắp đột phá bát giai rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, huyết mị lúc này đang bắt đầu đột phá bát giai. Nếu như huyết mị đột phá bát giai, quả thực khi đó nàng sẽ vô cùng kinh khủng. Bởi vì một khi huyết mị đột phá bát giai, quân đoàn thị huyết linh phong bên người lần nữa sẽ tăng thêm quy mô, đồng thời lại tấn chức không ít. Đến lúc đó quân đoàn thị huyết linh phong tuyệt đối sẽ một đội quân vô cùng kinh khủng. Năng lượng dũng mãnh tràn vào tổ ong màu đỏ, không gian lay động liên tục. Trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu lan tràn ra. Cỗ khí tức này vô cùng cường hãn, khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Đột phá! Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhìn vào tổ ong màu đỏ, cảm nhận cỗ khí tức mới lạ kia, cỗ khí tức này vô cùng mạnh mẽ và cuồng bạo. Siêu siêu! Thật lâu sau, tất cả mới bình tĩnh trở lại, toàn bộ tổ ong màu đỏ hơi nhoáng lên, huyết sắc quang mang lúc này mới thu liễm lại. Một thân ảnh xinh đẹp từ trong tổ ong nhảy ra. Thân ảnh xinh đẹp này có đường cong linh lung, mái tóc dài màu đỏ xõa xuống tới tận bờ mông vỉnh. Trang phục đỏ như lửa bao phủ đường cong mê người, càng khiến cho bờ mông vỉnh phía sau càng thêm kiêu ngạo. Chủ nhân! Thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Trên khuôn mặt yêu mị kia, đôi mắt giống như muốn mê hoặc người nhìn vào, chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác thế nào? Lục Lâm Thiên thấp giọng hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, sau khi đột phá bát giai số lượng thị huyết linh phong thợ có thể đào tạo tăng lên không ít. Thị huyết linh phong thợ thất giai, lục giai, ngũ giai cũng có thể lần nữa để thăng. Số lượng cũng có thể tăng lên, chỉ là số linh dược cần cũng kinh người. Huyết mị nói. Tất cả linh dược ở đây ngươi cứ tùy tiện dùng, ngươi cứ tiếp tục ở bên trong này đào tạo thị huyết linh phong thợ đi. Lục Lâm Thiên giao cho huyết mị một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều là linh dược. Đối với việc đào tạo thị huyết linh phong thợ, Lục Lâm Thiên vẫn cực kỳ coi trọng, đương nhiên sẽ không keo kiệt linh dược. Lại thêm cất giấu hiện tại của phi linh môn, muốn chống đỡ cho huyết mị đào tạo thị huyết linh phong thợ là chuyện vô cùng dễ dàng. Tính toán thời gian, cảm giác hẳn còn chưa tới Vân Dương Tông. Tới Vân Dương Tông thì Tiểu Long cũng đã thông báo cho hắn. Lục Lâm Thiên lập tức khoan chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ thời gian. Lục Lâm Thiên quyết định tiếp tục lĩnh ngộ thời gian, lúc này lĩnh ngộ thời gian cực kỳ quan trọng. Chỉ có lĩnh ngộ thời gian mới có thể mở ra tầng thứ hai của thiên trụ giới, càng là không gian phía trên, thời gian chênh lệch càng lớn, cho dù là tầng thứ hai thì chênh lệch cũng gấp 20 lần. Đối với tu luyện mà nói, chỗ tốt cực kỳ kinh người. Có lĩnh ngộ lần trước, lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút khái niệm mơ hồ về thời gian. Thời gian tuy rằng không phải là một loại năng lượng thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Mặc dù sự tồn tại của thời gian chỉ là một loại khái niệm. Thời gian chỉ là một loại tồn tại khách quan, nếu như nói thời gian là một loại tồn tại khách quan thì quả thực có chút lệch lạc. Ngược lại, thời gian sở dĩ tồn tại là bởi vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích. Mới có thể chứng minh sự tồn tại của thời gian. Chỉ có mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích thì mới có thể nhận ra được thời gian. Dường như Lục Lâm Thiên đã tìm ra được thứ gì đó, thế nhưng càng nghĩ lại càng khiến cho Lục Lâm Thiên mơ hồ. Thời gian lần nữa trôi qua, trong lúc lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Giống. Trong không trung yên tĩnh, thiên sĩ tuyết sư ở trên cao giống như một đạo lưu quang xẹt qua. Hai cánh cắt vỡ không gian. Tốc độ nhanh tới mức kinh khủng. Tại một ngọn núi lớn trên Vân Dương Tông, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như đang lơ lửng trên bầu trời. Trên một ngọn núi lúc này có bốn đạo thân ảnh đang ngồi trong đình viện, thi thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Mấy người này chính là La Lan Thị, Vân Hồng Lăng còn có nha hoàn thiếp thân của Vân Hồng Lăng là Đông Mai và Lục Trung. Trong tiểu viện, có một người ngây ngây ngốc ngốc nhìn thấy mọi người đang cười cũng ngây ngô cười theo. Mà người này chính là Lục Thiếu Hổ, lúc này hắn đã không còn kiêu ngạo và hống hách như trước nữa, hoàn toàn trở thành một kẻ ngây dại. Hồng Lăng, Vô Song đi lâu như vậy còn chưa có trở về, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Liệu có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Trong đình viện, La Lan Thị lo lắng nói. Mẫu thân, Bắc Cung gia không phải là gia tộc bình thường. So với Vân Dương Tông còn mạnh hơn không ít, Vô Song tỷ tới đó không có nguy hiểm gì.
Có lẽ Vô Song tỷ còn có chuyện gì đó cần làm, bằng không đã sớm trở lại thăm chúng ta rồi. Vân Hồng Lăng nói. Còn có Lâm Thiên, Tâm Đồng, Quá Nhi A, cũng không biết ba đứa nó hiện tại đang ở đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không. La Lan Thị nói. Lan muội, muội không cần phải lo lắng cho mấy đứa chúng nó. Thực lực của mấy đứa chúng nó không phải người bình thường có thể làm gì được. Nói chung bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Trung mỉm cười, nhị tử và con gái nuôi, con trai nuôi của hắn không phải là người bình thường, cho nên hắn cũng không lo lắng bao nhiêu. Đúng vậy, mẫu thân người đừng lo lắng quá. Vân Hồng Lăng nói. Mẫu thân, cha, con đã trở về. Ngay khi Vân Hồng Lăng nói xong, một thanh âm quen thuộc lập tức vang lên, trong tiểu viện có một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Ta cũng đã trở về. Tiểu Long từ trên không trung nhảy xuống, miệng nở nụ cười hắc hắc. Nhìn người trước mắt, La Lan Thị kinh ngạc một chút rồi mỉm cười, lập tức đi về phía trước nói. Vừa mới nói tới con xong, tại sao lại đột nhiên trở lại đây vậy? La Lan Thị vừa nói, vừa tỉ mỉ nhìn Lục Lâm Thiên, tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nói. Không ốm, thế nhưng béo hơn một chút thì tốt rồi. Mẫu thân, người tu luyện thân thể gầy béo đều như nhau. Thân thể của con rất tốt. Lục Lâm Thiên kéo tay mẫu thân, nhìn vị phụ nhân hiền từ trước mắt. Một đường đi tới, một đường tu luyện của hắn như hiện tại, mục đích duy nhất khi trước chính là bảo hộ mẫu thân của hắn. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà tới hiện tại vẫn là như vậy, hắn bước lên con đường trở thành cường giả, cái gì mà công thành danh toại, lưu danh gì đó đối với hắn không quan trọng. Thứ hắn muốn chỉ là bảo hộ những người thân bên cạnh mình. Tâm Đồng và Quá Nhi đầu. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Tiểu Long xuất hiện thế nhưng lại không nhìn thấy Lục Tâm Đồng và Dương Quá, La Lan Thị lập tức hỏi. Mẫu thân, bọn họ ở Phi Linh Môn, người không cần lo lắng. Lục Lâm Thiên nói. Hồng Lăng, có nhớ tới ta không? Lục Lâm Thiên lập tức đi tới trước mặt Vân Hồng Lăng, nhìn nữ tử mặc bộ y phục màu xanh trước mắt, đôi mắt xinh đẹp như sao, làn da nhẵn nhụi giống như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm. Cái eo nhỏ nhắn càng có vẻ mê người. Không biết xấu hổ, cha và mẫu thân còn có mặt đó. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thế nhưng vẻ mặt cũng không có chút tức giận nào. Đói. Lục Thiếu Hổ không biết từ khi nào đã tới bên người Lục Lâm Thiên, kéo góc áo hắn cười ngây ngốc. Trên khóe miệng lúc nào cũng có nước bọt. Thiếu Hổ, bên này, ta sẽ làm thức ăn ngon cho con. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiếu Hổ, La Lan Thị lập tức kéo Lục Thiếu Hổ vào phòng bếp. Lục Trung nhìn hai nhi tử, kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía phụ thân Lục Trung, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Thế nhưng dường như để biết đối phương muốn nói gì. Lâm Thiên, có một số việc ta muốn nói với con. Lục Trung nói. Một lát sau, trong tiểu thính, Lục Lâm Thiên bố trí một đạo cấm chế. Phụ tử hai người lập tức ngồi xuống. Lâm Thiên, ta cũng nghe nói chuyện của Phi Linh Môn trong cổ vực, dường như Phi Linh Môn của con hiện tại có phiền phức. Con tới Vân Dương Tông kiếm viện binh sao? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Trung có chút ngưng trọng hỏi Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt cực kỳ lo lắng, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết bản thân không giúp được gì Lục Lâm Thiên. Phụ thân yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên nói. Xem ra phụ thân hắn cũng không có nhàn rỗi, tin tức Vân Dương Tông thu được mà phụ thân cũng biết được một ít. Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông vây công Phi Linh Môn. Con còn nói không có việc gì sao? Nếu không có việc gì sao con lại tới Vân Dương Tông? Lục Trung khẽ thở dài nói. Cũng là do ta vô dụng, Lục gia không chiếu cố được con. Hiện tại cũng không giúp được con, ai? Phụ thân, cho dù người giúp được con thì làm sao? Chim ưng được bảo vệ cuối cùng không thể bay lượn trên trời. Lục Lâm Thiên nói. Nhìn Lục Lâm Thiên, Lục Trung không nói gì, lại nói. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo không phải là sơn môn bình thường. Hai nhạc phụ của con hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Chỉ là Vân Dương Tông có chút ngoài tầm với, mà Linh Thiên Môn mặc dù ở trong cổ vực thế nhưng ta hoài nghi, mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Hắc Sát Giáo không phải là Phi Linh Môn của con mà chính là Linh Thiên Môn. Phi Linh Môn của con chỉ là bước đầu mà thôi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc,
phụ thân hắn không rời khỏi Vân Dương Tông mà có thể nhìn thấu bên trong như vậy, quả thực không phải bình thường. Con hiểu rỗi, chỉ là phi linh môn cũng không phải ai có thể động vào. Ai dám động vào kẻ đó tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá lớn. Lục Lâm Thiên nói, trong mắt bắn ra hàn ý nhàn nhạt. Nói chung tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận, nhớ kỹ không thể xung động, nếu vạn bất đắc dĩ thì đại trưởng phu phải biết co được giãn được. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng tiến lui với nhau, phi linh môn của con quá yếu. Linh Thiên Môn chỉ có một mình, Vân Dương Tông lại ngoài tầm với, nói chung đối với con cực kỳ bất lợi. Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên, dừng lại một chút lại nói. Lâm Thiên, người không nhìn thấu toàn cục thì không thể mưu một vực. Không thể mưu một đời thì không thể mưu một thời. Nhớ kỹ câu này, đối với con có không ít tác dụng. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút khiếp sợ, dường như phụ thân đang chỉ hắn thứ gì đó, vẻ mặt hắn khẽ đổi, chỉ gật đầu. Sau đó lại móc ra hai hộp ngọc nói. Cha đây là diễn linh thánh quả, người vào mẫu thân ăn vào sẽ có không ít tác dụng. Diễn linh thánh quả, chẳng lẽ là diễn linh thánh quả sinh trưởng ở nơi linh khí tràn đầy, ba vạn năm không có ai đặt chân qua sao? Lục Trung mở hộp ngọc, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc hỏi. Mấy năm nay trên Vân Dương Tông, địa phương hắn đi nhiều nhất chính là Vạn Vũ Lâu và Vũ Linh Ảo Cảnh. Trong Vạn Vũ Lâu hắn cũng đọc qua một ít tư liệu về diễn linh thánh quả này. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, tâm thần khẽ động, một đạo lưu quang lập tức từ trong tay bắn ra. Quang mang thu liếm, đây chính là một thanh trường kiếm dài ba thước. Bí văn trên thân kiếm hiện lên, khí tức bàng bạc tràn ra khiến cho tiểu thính run lên. Khí tức bàng bạc tức thì khuếch tán trong tiểu thính. Khí tức này khiến cho Lục Trung lập tức thì chấn động. Cha, đây là một kiện vũ linh khí địa cấp, người luyện hóa đi. Con phải đi tới chỗ nhạc phụ một chút. Lục Lâm Thiên nói xong đem vũ linh khí địa cấp giao cho Lục Trung rồi thu lại cấm chế, rời khỏi tiểu thính. Sau khi rời khỏi tiểu thính, Lục Lâm Thiên và mẫu thân, Hồng Lăng nói chuyện một lát rồi rời khỏi đình viện đi tới đình viện Vân Khiếu Thiên ở. Trong Vân Dương Tông, mỗi một ngọn núi đều cách nhau khá xa, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới đó. Trong không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của đệ tử Vân Dương Tông. Ngẩng đầu nhìn tòa kỵ uy vũ dữ tợn trên trời, cả đám đều ước ao không ngớt. Ta vừa mới nghe nói sư huynh Lục Lâm Thiên đã trở về. Không ngờ chuyện này lại là thật, đó chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư sao? Sư huynh Lục Lâm Thiên, Linh Vũ Chiến Vương sao? Không biết thực lực của sư huynh hiện tại đã tới tình trạng gì rồi? Mặc kệ tới tình trạng gì, dù sao hiện tại ngươi vẫn còn kém xa. Ngươi có thể giao thủ với Lục Lâm Thiên sư huynh cũng chỉ có Phách Đao Long Tam, Chiến Đoa Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong trưởng lão mà thôi. Nếu như ta có thực lực như Lục Lâm Thiên sư huynh thì tốt rồi. Muốn có thực lực như Lục Lâm Thiên sư huynh thì ngươi phải bái Vũ trưởng lão làm sư phụ. Vũ trưởng lão chính là sư phụ của Lục Lâm Thiên sư huynh a. Sao ta nghe nói thực lực của Vũ trưởng lão là người thấp nhất trong những trưởng lão? Ngươi biết cái rắm, Vũ trưởng lão bí hiểm mới như vậy, bằng không Lục Lâm Thiên sư huynh hiện tại sao lại mạnh như thế? Sao lại nổi danh như vậy? Trong tiếng nghị luận của chúng đệ tử Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên đã đi tới đình viện mà Vân Khiếu Thiên ở. Lục trưởng môn, tông chủ ở bên trong chờ ngươi. Ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên gặp được đại hộ pháp toàn thân mặc hắc bào. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu thi lễ, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra hắn vừa mới tới Vân Dương Tông thì vị nhạc phụ cáo giả kia đã biết tin tức cho nên mới chờ hắn tới. Trầm tư một lát. Lần này tới đây ngoại trừ việc của phi linh môn ra hắn còn phải lấy được địa tâm linh ngọc từ Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên biết chuyện này chỉ sợ không dễ dàng. Vạn nhất không lấy được vậy thì hắn phải trộm. Địa tâm linh ngọc liên quan tới việc khôi phục của Nam Thúc, cho nên không thể buông tha. Ngay khi Lục Lâm Thiên trầm tư, trong đình viện truyền ra thanh âm của Vân Khiếu Thiên. Linh Vũ Chiến Vương Dương danh thiên hạ tới đây, không lẽ còn cần ta ra ngoài nghênh đón sao? Còn không mau đi vào. Nhạc phụ, người làm thế quả thực là muốn giết tiểu tế a. Tiểu tế không dám. Linh Thiên Môn mỉm cười, lúc này mới đi vào trong phòng. Trong tiểu thính Vân Khiếu Thiên đã ngồi trên một chiếc ghế, trên người mặc trường bào màu xanh, áo choàng màu đen dưới tóc. Toàn thân tràn ngập vẻ cuồng dã không câu nệ, vô hình chung có một loại khí phách uy chấn thiên hạ. Việc cổ vực sắp xếp xong rồi sao? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên,
dường như đang dò xét khí thức của Lục Thiếu Du, những cái khác cũng không có hỏi nhiều. Ánh mắt hắn cũng lập tức nghi hoặc, bởi vì khí thức của Lục Lâm Thiên hiện tại hắn không thể nhìn ra, cho nên lúc này mới bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, việc cổ vực hắn cũng không cần nhiều lời, Vân Dương Tông tuyệt đối đã biết rõ ràng, hắn nói. Tất cả đều đã sắp xếp, chỉ còn chờ cường giả Vân Dương Tông tới mà thôi. Rốt cuộc phi linh môn của ngươi có bao nhiêu thực lực? Lần này có phải đều lộ diện hết hay không? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, nhíu mày hỏi. Đến lúc đó nhạc phụ tự nhiên sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói, xem ra vị cáo giả này vẫn suy đoán thực lực của phi linh môn. Lại không biết phi linh môn căn bản không ẩn giấu một chút thực lực nào. Về phần Nam Thúc cũng không thể coi như người phi linh môn, mà Nam Thúc vẫn luôn chữa thương. Nghe vậy Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu hỏi. Linh Thiên môn thế nào rồi? Đều đã sắp xếp. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Mục tiêu của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chính là Linh Thiên môn. Lần này cũng coi như chúng ta giải vây cho Linh Thiên môn. Trên mặt Vân Khiếu Thiên mang theo chút ngưng trọng nói. Chỉ là không biết lần này Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo phái ra bao nhiêu cường giả. Đến bao nhiêu thì sẽ phải lưu lại bấy nhiêu. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này cường giả như mây, ngươi cho là dễ đối phó như vậy sao? Vân Khiếu Thiên lần nữa liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vân Dương Tông của ta và Linh Thiên Môn của tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia hẳn có thể chống lại Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, chỉ là không biết ngươi có nắm chắc chống lại Lan Lăng Sơn Trang hay không? Bằng không, lần này sẽ có chút phiền phức. Nếu như phi linh môn chỉ có mấy đầu yêu thú, linh thú bát giai sơ kỳ, còn có thiên thủ quỷ tôn mà nói, muốn đối đầu với Lan Lăng Sơn Trang thì còn xa chưa đủ. Chống lại Lan Lăng Sơn Trang sao? Lục Lâm Thiên sờ mũi mình, từ thực lực của Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo mà xem, chỉ bằng vào đám người Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh mà nói, muốn chống lại Lan Lăng Sơn Trang đương nhiên còn chưa đủ. Thực lực của Xích Viêm, Bàn Hủy chống lại tôn giả tam trọng không thành vấn đề. Thế nhưng Lan Lăng Sơn Trang tuyệt đối không chỉ có tôn giả tam trọng. Trong Thánh Linh Giáo, mấy ngàn năm tài nguyên tu luyện thiếu thốn thế nhưng cũng có tôn cấp ngũ trọng. Trong Lan Lăng Sơn Trang, cường giả tôn cấp giấu mặt nhất định cũng không ít, cũng không biết cường giả tôn cấp có bao nhiêu. Cũng không biết xuất ra mấy cường giả tôn cấp. Suy tư một lát Lục Lâm Thiên nói. Nhạc phụ cứ yên tâm. Chỉ một Lan Lăng Sơn Trang cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió, muốn chống lại cũng không thành vấn đề. Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo có thể chống lại hay không Lục Lâm Thiên không dám nói. Thế nhưng lúc này còn có Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo ở Đông Hải gia nhập, tất cả mọi chuyện đã không thành vấn đề. Người nắm chắc là tốt rồi, có lẽ lúc này Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã tụ tập nhân mã rồi xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Khiếu Thiên nói, nhạc phụ, lần này tiểu tế tới còn có một việc khác. Lục Lâm Thiên nói, địa tâm linh ngọc mới là mục đích chủ yếu lần này của hắn, bằng không hắn chỉ cần phái người tới Vân Dương Tông là đủ rồi. Ngươi nói xem, Vân Khiếu Thiên nói, tiểu tế muốn địa tâm linh ngọc. Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Cái gì? Vân Khiếu Thiên vốn đang suy đoán Lục Lâm Thiên có chuyện gì, không ngờ Lục Lâm Thiên lại nói chuyện này. Hầu như là hắn nhảy dựng lên, giật mình nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vì sao ngươi biết Vân Dương Tông ta có địa tâm linh ngọc? Trong lúc vô ý đệ tử biết đến, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, hàm hồ nói. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử ngươi có biết địa tâm linh ngọc là vật ra sao không? Tiểu tế biết một chút. Lục Lâm Thiên nhìn phản ứng của Vân Khiếu Thiên, hắn cũng biết độ chân quý của địa tâm linh ngọc. Sợ rằng lần này muốn lấy được nó cũng không dễ. Địa tâm linh ngọc, là trọng bảo sản sinh ra trong địa tâm linh mạch. Vạn năm khó mà xuất hiện một khối, năng lượng ẩn chứa trong mỗi một khỏa địa tâm linh ngọc đều vô cùng khổng lồ. Đồng thời còn không ít chỗ tốt khác nữa. Giá trị của một khỏa địa tâm linh ngọc tuy rằng thua thần khí, thế nhưng có thể nói đủ để so sánh với thần khí. Vân Khiếu Thiên nói xong nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trọng bảo như vậy ngươi nói xem ta có thể cho ngươi sao? Hơn nữa, cho dù ta có lòng cho ngươi thì cũng không thể làm chủ được. Vân Khiếu Thiên nói, giọng điệu kiên quyết không gì sánh được, định làm cho Lục Lâm Thiên thôi mơ ước.
hắn lại liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Địa tâm linh ngọc này ngươi muốn để làm gì? Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Nhạc phụ, địa tâm linh ngọc này tiểu tế có chút việc cho nên cần phải dùng tới gấp. Tiểu tế cũng không muốn lấy không của người, nhạc phụ ra giá đi. Ra giá sao? Ngươi nghĩ thật hay à? Địa tâm linh ngọc có thể so sánh với thần khí, lẽ nào ngươi có thể dùng thần khi tử lôi huyền đỉnh của ngươi đổi sao? Sợ rằng bản thân ngươi cũng luyến tiếc à? Vân Khiếu Thiên thản nhiên nói. Chuyện này, Lục Lâm Thiên cười xấu hổ, dùng tử lôi huyền đỉnh để trao đổi đương nhiên hắn luyến tiếc. Địa tâm linh ngọc còn chưa đạt tới giá trị như thần khí, chỉ là hiện tại Nam Thúc vô cùng cần địa tâm linh ngọc để luyện chế ra âm dương long hổ đan, địa tâm linh ngọc nhất định phải thu lấy. Nhạc phụ, người xem thứ này đi. Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một hộp ngọc. Đây là cái gì? Vân Khiếu Thiên nghi hoặc một chút, Lục Lâm Thiên này sẽ lấy gì đổi địa tâm linh ngọc? Hắn nhẹ nhàng tiếp hộp ngọc rồi nói. Ta nói trước cho ngươi, ngoại trừ thần khí ra, ngươi không được đánh chủ ý lên địa tâm linh ngọc. Trước đó ngươi cầm đi vạn niên xích đồng còn chưa đủ hay sao? Hiện tại lại còn muốn địa tâm linh ngọc nữa. Vân Khiếu Thiên còn chưa nói xong, đã bắt đầu mở hộp ngọc ra. Hắn cũng muốn biết bên trong hộp ngọc là gì. Hộp ngọc được mở ra, nhìn thấy một khỏa linh quả màu trắng trong hộp ngọc, sắc mặt hắn ngưng trọng lập tức biến đổi nói. Đây, là diễn linh thánh quả. Không sai, không biết diễn linh thánh quả có thể trao đổi địa tâm linh ngọc hay không. Tiểu tế chỉ cần một khối nhỏ là được rồi. Lục Lâm Thiên nói. Hít, tiểu tử ngươi cho rằng địa tâm linh ngọc là cái gì? Là tảng đá trên mặt đất sao? Còn nói chỉ một khối nhỏ là được rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn diễn linh thánh quả trên bàn rồi kinh ngạc nói. Diễn linh thánh quả, giá trị bất phàm, đối với người cần nó mà nói. Giá trị so với một kiện linh khí địa cấp còn cao hơn. Chỉ là muốn đổi địa tâm linh ngọc còn chưa đủ. Hai khỏa. Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một hộp ngọc nữa. Hộp ngọc mở ra, một khỏa diễn linh thánh quả lại xuất hiện trước mặt Vân Khiếu Thiên. Người từ đâu thu được hai khỏa diễn linh thánh quả? Cho dù định lực Vân Khiếu Thiên tốt tới đâu cũng không nhịn được mà giật mình. Một khỏa diễn linh thánh quả đã có giá trị kinh người. Hơn nữa thu được nó cũng là một cơ duyên lớn. Thế nhưng không biết tiểu tử này từ đâu chiếm được hai khỏa. Nhạc phụ, hai khỏa chưa đủ sao? Lục Lâm Thiên không trực tiếp trả lời Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên nhìn hai khỏa diễn linh thánh quả trên bài, ánh mắt giật mình, cắn răng lắc đầu nói. Cũng còn chưa đủ, hai khỏa diễn linh thánh quả tuy rằng chân quý, thế nhưng cũng chưa đủ để trao đổi được địa tâm linh ngọc. Ba khỏa. Ngay khi Vân Khiếu Thiên nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức lấy ra một hộp ngọc nữa. Một khỏa diễn linh thánh quả xuất hiện trước mắt Vân Khiếu Thiên. Ực! Vân Khiếu Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ba khỏa diễn linh thánh quả, trên người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu a? Một khỏa diễn linh thánh quả tuyệt đối được coi là trọng bảo, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, rốt cuộc lấy từ chỗ nào? Bốn khỏa! Lục Lâm Thiên không trả lời mà móc ra tiếp một khỏa diễn linh thánh quả nữa, hắn nói. Bốn khỏa! Trường bào Vân Khiếu Thiên run lên, nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt lần nữa, bốn khỏa diễn linh thánh quả a. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Vân Khiếu Thiên tràn ngập rung động. Tiểu tử này chẳng lẽ đã phát tài rồi, không ngờ lại xuất ra bốn khỏa diễn linh thánh quả. Đây là thứ có thể giúp cho phi linh môn hắn bồi dưỡng ra bốn cường giả tôn cấp a. Cho dù là cường giả tôn cấp ăn vào thì chỗ tốt nhận được cũng vô cùng lớn. Bốn khỏa diễn linh thánh quả, giá trị kinh người. Vân Khiếu Thiên nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng, lại cắn răng nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào bốn khỏa cũng không thể đổi được địa tâm linh ngọc. Giá trị của địa tâm linh ngọc so với bốn khỏa diễn linh thánh quả còn cao hơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, xem ra cơ hội dùng diễn linh thánh quả đổi địa tâm linh ngọc cũng không lớn. Nhạc phụ, nếu không tiểu tế sẽ dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi địa tâm linh ngọc thì sao? Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi cắn răng nói với Vân Khiếu Thiên. Cái gì, ngươi dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi? Vân Khiếu Thiên tức thì sửng sốt, lập tức kinh ngạc hỏi. Lúc này hắn đã có hứng thú, giá trị của địa tâm linh ngọc cho dù cao tới đâu thế nhưng dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi thì vô cùng dư giả. Tuy rằng nói địa tâm linh ngọc có thể so sánh với thần khí, thế nhưng chân chính so sánh với thần khí mà nói đương nhiên còn chưa đủ.
sợ rằng tâm trí bình thường cũng không có ai dùng thần khí đổi lấy địa tâm linh ngọc. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Phân Khiếu Thiên khẽ đảo, lập tức nói. Tiểu tử, có lẽ ngươi còn điều kiện khác đúng không? Lục Lâm Thiên mang theo vẻ mặt cầu xin nói. Địa tâm linh ngọc đối với tiểu tế vô cùng quan trọng, vì vậy tiểu tế nhất định phải có nó, cho dù phải dùng thần khí để đổi. Chỉ là tiểu tế cũng vô cùng luyến tiếc Tử Lôi Huyền Đỉnh, khiến cho tiểu tế có chút tiến thoái lưỡng nan a. Ta cũng không nói nhiều, giá trị của địa tâm linh ngọc có lẽ ngươi cũng biết. Coi như là ta nói, Thái Thượng trưởng lão trong tông cũng không đồng ý. Nhưng mà nếu như ngươi mang Tử Lôi Huyền Đỉnh ra đổi, ta nghĩ Thái Thượng trưởng lão trong tông nhất định sẽ đồng ý. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi cho nên sẽ cho ngươi thêm một kiện linh khí địa cấp. Vân Khiếu Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chủ động lấy Tử Lôi Huyền Đỉnh ra để trao đổi khiến cho hắn vô cùng hứng thú, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bắt đầu nói với Lục Thiếu Du. Cáo già, người cho rằng con rể người ngu si sao? Kẻ ngu mới đổi với người a. Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cáo già này lại có hứng thú với Tử Lôi Huyền Đỉnh như vậy, sắc mặt hắn không chút biến đổi nói. Nhạc phụ, tiểu tế quả thực cảm thấy khó lựa chọn. Vậy thì ngươi có thể không đổi nữa. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, tiểu tử này không phải đang đùa giỡn hắn đấy chứ. Đổi thì có thể, thế nhưng nhạc phụ phải đáp ứng với tiểu tế một chuyện. Lục Lâm Thiên ra vẻ cắn răng nói. Nói đi. Vân Khiếu Thiên có chút chờ mong nói, nếu có thể đổi được Tử Lôi Huyền Đỉnh mà nói thì quả thực hắn đã lời lớn. Chỉ là lúc này Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, bằng vào tính cách của tiểu tử này. Chuyện có hại như vậy tiểu tử này hẳn sẽ không làm, hôm nay tiểu tử này làm vậy quả thực có chút kỳ quái. Như vậy đi, tiểu tế và nhạc phụ đại nhân luận bàn một phen, nếu như nhạc phụ đại nhân thắng thì tiểu tế nguyện ý dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh để đổi địa tâm linh ngọc. Nếu như vạn nhất tiểu tử thắng, vậy thì sẽ dùng 4 khỏa diễn linh thánh quả này đổi lấy địa tâm linh ngọc, người thấy thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Vân Khiếu Thiên lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Tiểu tế cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng lúc này cũng đang phỏng đoán, khoảng cách giữa Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ khác xa. Có lẽ chuyện mà hắn làm ở Đông Hải còn chưa truyền tới Vân Dương Tông, bằng vào thực lực hiện tại của hắn đối phó với vị nhạc phụ cáo giả này có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là vị nhạc phụ này của hắn khi trước cũng là cường giả bài danh thứ 2 trong thập đại cường giả. Tuyệt đối không giống bình thường, sợ rằng cũng khó đối phó. Lùi lại vạn bước mà nói, nếu như hắn không thắng được thì cũng có thể bảo vệ mình, dù sao thì cũng không thua Tử Lôi Huyền Đỉnh. Âm Dương Long Hổ Đan Nam Thúc Định luyện chế chỉ còn thiếu địa tâm linh ngọc này. Âm Dương Long Hổ Đan trong truyền thuyết không thể luyện chế ra mà thiếu được địa tâm linh ngọc, vì vậy Lục Lâm Thiên biến thế nào hắn cũng phải thu được địa tâm linh ngọc, cho dù trộm nhất định cũng phải trộm được địa tâm linh ngọc về. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, chậm rãi tiến lên 2 bước nói. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu tế sẽ không hối hận, cũng đã dự định trước sẽ luận bàn với nhạc phụ một phen, nói không chừng còn lĩnh ngộ được một chút. Vạn nhất nếu như thắng mà nói, có thể giữ lại Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thu được địa tâm linh ngọc thì càng tuyệt vời. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, đây chính là điều kiện mà ngươi ra. Đến lúc đó thua thì cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vân Khiếu Thiên nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên, nói cho Lục Lâm Thiên hiểu rõ, đồng thời cũng hy vọng Lục Lâm Thiên đồng ý, ánh mắt có chút phức tạp. Đến lúc đó nhạc phụ đừng đổi ý là được. Lục Lâm Thiên nói, ta cũng có một điều kiện. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, ngưng trọng nói. Không thể vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng âm thầm biến hóa, lập tức nói. Không thành vấn đề, không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy, quân tử nhất ngôn. Vân Khiếu Thiên cắn răng nói, lại thầm nghĩ tỏng lòng. Tiểu tử kiêu ngạo này càng ngày càng kiêu ngạo, lần này giáo huấn tiểu tử này một chút cũng tốt, tránh cho sau này hắn ra ngoài bị thiệt. Tứ mã nan truy. Lục Lâm Thiên nói, vị nhạc phụ cáo giả này trong lòng một mực nhớ thương Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thường nói trong mỗi con người đều có lòng tham. Xem ra vị nhạc phụ này cũng không là ngoại lệ. Hắn không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho dù là thực lực lúc bình thường hiện tại cũng có thể đánh chết Phú Tôn Nhất Trọng, đối phó với vị nhạc phụ cáo giả này có lẽ không thành vấn đề. Dù sao đi nữa sắc trời hiện tại cũng đã muộn,
ngày mai giờ Mão chúng ta sẽ chiến trên Địa Long đỉnh. Vân Khiếu Thiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với Lục Lâm Thiên một tiếng, sau đó lại nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả trên bàn. Giờ Mão ngày mai tiểu tế nhất định sẽ tới. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong khi nói nhanh chóng thu bốn khỏa diễn linh thánh quả vào trong nhẫn chữ vật. Nhìn tốc độ này của Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Vậy thì tiểu tế trước tiên xin cáo lui. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức rời khỏi đình viện, lúc này sắc trời bất chi bất giác đã tới hoàng hôn. Nhìn Lục Lâm Thiên rời đi, đại hộ pháp bên ngoài đình viện lúc này mới đi vào. Nhìn thấy tông chủ Vân Khiếu Thiên đang cúi đầu suy tư, hắn cũng không mở miệng. Đại hộ pháp, thông báo cho các đệ tử, giờ Mão ngày mai trên Đại Long đỉnh ta muốn đánh cho tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia một trận. Vân Khiếu Thiên ngẩng đầu nói. Cái gì? Đại hộ pháp lập tức kinh ngạc nói. Tông chủ, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, tiểu tử này vẫn thích làm náo động. Lần này ta sẽ cho nó chịu chút đả kích, cũng coi như cấp chỗ tốt cho việc tu luyện của nó sau này. Đồng thời tử lôi huyền đỉnh kia cũng là vật vô cùng quan trọng với Vân Dương Tông chúng ta. Chỉ tiếc là tử lôi huyền đỉnh vẫn ở trên người tiểu tử này cho nên Vân Dương Tông ta không thể ra tay đoạt. Thế nhưng hiện tại chính miệng tiểu tử này nói ra, ta không cần khách khí thêm nữa. Nói xong, trong mắt Vân Khiếu Thiên hiện lên sự nóng bỏng. Tông chủ, cho dù Lục Lâm Thiên này mạnh mẽ tới như thế nào sợ rằng cũng không phải đối thủ của tông chủ. Tiểu tử này quả thực quá ngông cuồng. Đại hộ pháp mỉm cười nói. Đi sắp xếp đi, tiểu tử này có lẽ cũng có chút dựa vào, khí tức của nó hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Tuy rằng Vân Khiếu Thiên có chút hoài nghi, chung quy vẫn thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng nghĩ tới tử lôi huyền đỉnh hắn lập tức lại có chút mong đợi. Vâng, ta sẽ lập tức đi sắp xếp, cũng nên để cho tiểu tử kia chịu một chút đả kích. Đại hộ pháp cung kính hành lễ rồi đi ra ngoài. Hoàng hôn, mặt trời chiếu rọi xuống, trên Vân Dương Tông khắp nơi được phủ một mảnh kim quang, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Một ngọn núi lớn lúc này cũng bị ánh sáng mờ bao phủ, bên trên có một đám lớn kiến trúc. Khi Lục Lâm Thiên đi tới nơi này mơ hồ truyền đến thanh âm ầm ầm, dường như có người đang tu luyện vũ kỹ. Thu hồi thiên sĩ tuyết sư lúc này lập tức có hai đạo thân ảnh đi tới. Ra mắt tam sư huynh. Hai người này nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức kích động hành lễ, đây chính là tam sư huynh của bọn họ a. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên nói với hai người này khi trước hắn cũng đã gặp mặt, chính là một trong mấy đệ tử sư phụ mới thu. Là tam sư huynh đã trở về. Tam sư huynh tới. Trong nháy mắt này nghe thấy động tĩnh từ bên trong tức thì có hai mươi mấy đệ tử như ong vỡ tổ chạy ra. Còn có một vài nữ đệ tử, ánh mắt đám người lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, có hơn phân nửa Lục Lâm Thiên không nhận ra, hẳn là đệ tử mà sư phụ mới thu vào gần đây.